Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 36. Dưới cùng của biểu mẫu. Sau đó chỉ thấy giữa rừng núi hoang dã có một bóng người đi ra. Đó là một người đàn ông, mặc áo trắng, ngay cả sắc mặt cũng trắng, giống như thư sinh, tựa như quỷ mị, khoảng cách mười mấy mét, ba năm bước đã vào trong đám đông, đến trước mặt Dư Tư Vũ. Trong lúc đó, hắn kinh ngạc nhìn Trần Đức một cái, bởi vì Trần Đức nhìn thấy hắn đầu tiên, nhưng sau khi thấy anh chỉ là tu sĩ cảnh giới thánh tố, cảm thấy chẳng qua là may mắn, bèn không quan tâm nhiều. Cậu Thánh Khư, bảo thư sinh. Nhìn dáng vẻ người đến, vẻ mặt mọi người đều thay đổi, trở nên khó coi, đặc biệt là Cảnh Thục Vân, khuôn mặt vốn đắc ý lập tức sầm xuống, không thốt ra được nửa chữ. Tên của bảo thư sinh, quá nổi tiếng. Hắn và Dư Tư Vũ, Cảnh Thục Vân đều đến từ Thành Thiên Thần ở Tây Hải. Trong thế hệ thanh niên của Thành Thiên Thần, bảo thư sinh cũng đủ xếp vào top 10. Hợp đạo cửu trọng thiên. Chí thiếu một bước, thì sẽ vượt qua hợp đạo, đạt đến quy nguyên. Phóng mắt nhìn khắp Thành Thiên Thần, cũng chỉ có vẻn vẹn 9 người trẻ có thể đạt đến cảnh giới quy nguyên. Nghĩ cũng biết, sự xuất hiện của bảo thư sinh khiến Cảnh Thục Vân chấn hãi thế nào. Cậu bảo, liền sau đó, Dư Kỳ Sơn như tóm được cọng cỏ cứu mạng, kích động đến mức khuôn mặt già đỏ bừng, cậu bảo, cứu chúng tôi với. Dư trưởng lão yên tâm, tôi đã đến rồi, đương nhiên các ông sẽ an toàn. Bảo thư sinh mỉm cười với Dư Kỳ Sơn, sau đó, chuyển ánh mắt sang Cảnh Thục Vân. Cô Cảnh, cả Thành Thiên Thần đều biết, tôi theo đuổi Tư Vũ đã rất lâu rồi, còn cô lại muốn ra. Tay với cô ấy, làm tổn thương trái tim của cô Dư, đồng nghĩa với đánh vào mặt của bảo thư sinh tôi, làm thế nào đây, cỏ nói đi. Giọng của hắn ta nhàn nhạt như nước. Nhưng truyền vào trong tai Cảnh Thục Vân lại như tiếng sầm rền, giống như 10 vạn quả bom nổ tung trong đầu cô ta. Bạo Long lập tức phủ phục xuống, run run, Cảnh Thục Vân trực tiếp từ bẽn trên lăn xuống, khuôn mặt trắng bệch còn hơn người chết, không còn chút khí sặc. Cậu bảo. Bờ môi Cảnh Thục Vân khô khốc, tái nhợt, cười khố nói, tôi, Hiếu Lầm, là Hiểu Pâm, tôi và cô Dư đã lâu không gặp nhau, ôn lại chuyện cũ. Vậy sao? Bảo thư sinh quay đầu, nhìn Dư Tư Vũ, cô ta đang ôn lại chuyện Vũ với cỏ à? Không phải là ôn lại chuyện cũ. Dư Tư Vũ còn chưa nói, Dư Kỳ Sơn đã lên tiếng, cô ta muốn giết chúng tôi. Trưởng lão. Dư Tư Vũ trừng mắt nhìn Dư Kỳ Sơn một cái, trong đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ không vui. Tuy Cảnh Thục Vân đúng là muốn ra tay với cô ta, nhưng cô ta thả chọc vào Cảnh Thục Vân, cũng không muốn chọc vào bảo thư sinh. Bảo thư sinh, hẳn ta còn có một biệt hiệu khác. Công tử hái hoa. Hẳn ta có sở thích cực kỳ đặc biệt với phụ nữ, khi còn ở Thành Thiên Thần, gần như ngày nào cũng có phụ nữ khác nhau ở bên cạnh. Càng có không ít phụ nữ chết trong sự giày vò của hẳn ta. Từ trước tới nay, Dư Tư Vũ đều từ chối bảo thư sinh, Dư Kỳ Sơn biết rất rõ điều này. Cô chủ, hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, chúng ta cần một chỗ dựa. Dư Kỳ Sơn thấp giọng nói, chúng ta không còn cách nào, nếu cậu bảo không muốn giúp chúng ta. Dư trường lão, dù tôi có chết cũng không muốn nhận sự cứu giúp của anh ta. Do dự một lúc, Dư Tư Vũ vẫn lén tiếng, giọng cô ta không lớn, cũng không nhỏ, đủ để bảo thư sinh nghe được. Bảo thư sinh, đây là chuyện giữa tôi và Cảnh Thục Vân, không cần anh quản. Bảo thư sinh rất bất ngờ, hẳn ta đã ở bên cạnh quan sát rất lâu, đợi rất lâu, cố ý đợi đến thời khắc quan trọng Dư Tư Vũ gần như tuyệt vọng mới xuất hiện, không ngờ cô ta lại vẫn từ chối. Tư Vũ, cô nghĩ kỹ chưa? Bảo thư sinh hỏi. Cậu bảo. Dư Kỳ Sơn lập tức hoảng hốt, đi vượt qua Dư Tư Vũ, ngăn cô ta phía sau, cậu đừng so đo với Tư Vũ, cô ấy hổ đồ rồi, chúng tôi sao lại không cần cậu? Ông tránh ra, tôi muốn nghe Tư Vũ nói. Dư Kỳ Sơn còn chưa nói hết, bảo thư sinh đã ngắt lời ông ta. Trong phút chốc, Dư Kỳ Sơn như bị điện giật, lập tức im bặt, căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Bởi vì ổng ta cảm nhận được áp lực đến từ bảo thư sinh, như một ngọn núi lớn đè trong lòng ông ta. Dư Tư Vũ hít sâu một hơi, quyết đoán, bảo thư sinh, tỏi nghĩ, chúng ta không thân thiết, mời gọi tôi là cô Dư, ngoài ra. Chuyện này thực sự không cần anh quản, mời anh về cho, hoặc là đứng sang một bên. Dư Tư Vũ nói rất dứt khoát, quyết đoán. Cho dù có chết,
cô ta cũng không muốn chọc vào loại người như Bảo Thư Sinh, huống hồ, mặc dù cô ta chiến một trận với Cảnh Thục Vân, cũng chưa chắc sẽ chết, thực lực giữa hai người tuy có chênh lệch nhưng không lớn. Chuyện này vẫn chưa đến mức mất mạng. Đương nhiên, có thế không tránh khỏi bị thương nặng. Nhưng so với chuyện tiếp xúc với Bảo Thư Sinh, hiển nhiên không đáng nhắc đến. Phải biết rằng, phụ nữ ở bên cạnh Bảo Thư Sinh, sống không bằng chết. Ồ, sắc mặt Bảo Thư Sinh trắng bệch, có chút ảm trầm, Tư Vũ, cô chắc chắn chứ? Tôi rất chắc chắn. Dư Tư Vũ gật đầu, không để lại cho Bảo Thư Sinh chút tâm trí nào. Ha ha, Bảo Thư Sinh cười, không nhìn ra vui hay giận, Tư Vũ, không có tôi bảo vệ, hôm nay cô rất khó sống sót rời khỏi đây, tục ngữ nói, thà sống nhục còn hơn chết vinh, không phải sao? Ở đây, ngoài tỏi ra thì không ai có thể bảo vệ được cô. Tư Vũ, ánh mắt Dư Kỳ Sơn tối lại, trầm giọng nói, mau xin lỗi cậu bảo đi, tôi biết đây không phải là suy nghĩ thực sự của cô, đúng không? Dư Tư Vũ nhìn Dư Kỳ Sơn, trong lòng lạnh ngắt, không ngờ đường đường trưởng lão nhà họ Dư lại vì mạng sống của mình mà không tiếc dâng cô ta ra. Đáng thương là trước đây Dư Tư Vũ rất kính trọng, tôn kính ông ta. Tôi nói lại lần nữa. Dư Tư Vũ cất giọng kiên định, Bảo Thư Sinh, tôi không cần anh. Không cần tỏi phải không? Được. Trong mắt Bảo Thư Sinh lóe lên vài phần âm hiếm, quay đầu nhìn sang Cảnh Thục Vân, cô Cảnh, cô nghe thấy rồi đấy, cô ta không cần tôi trợ giúp, vậy thì tôi sẽ giúp cô, tôi chỉ có một yêu cầu, chỉ cần Dư Tư Vũ sống sót lọt vào tay tôi, những người khác tùy cô xử lý. Cảnh Thục Vân vốn phủ phục dưới đất, hoảng sợ bất an lập tức ngấn người. Sau đó niềm vui điên cuồng dâng lên trong lòng. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Cô ta vốn tưởng hôm nay sẽ gặp xui xẻo, nguy hiểm, cô ta và hộ vệ, thuộc hạ và các nô bộc của cô ta đều sẽ chết trong tay Bảo Thư Sinh, bây giờ lại đột nhiên xoay chuyến 360 độ. Có thế được cậu Bảo hỗ trợ, tôi vô cùng vinh hạnh. Cảnh Thục Vân kích động đến run cá người, ánh mắt lướt nhìn Dư Tư Vũ, trong mắt tràn ngập hưng phấn, tàn nhẫn, khát máu. Trước đó, cô ta vẫn không nắm chắc có thế hoàn toàn sỉ nhục Dư Tư Vũ thực sự. Bây giờ Bảo Thư Sinh đã nói, chỉ cần Dư Tư Vũ sống sót, còn lại tùy cô ta xử lý. Còn sống trong tình trạng nào, Bảo Thư Sinh cũng không để tâm, chỉ cần sống là được. Cảnh Thục Vân giống như vừa từ địa ngục lên. Thiên đường, vô cùng hưng phấn. Dư Tư Vũ, cô đúng là sống trong phúc mà không biết phúc, lại không để mặt tới cậu Bảo. Ha ha, cậu Bảo, có điếm nào không mạnh hơn tên phế vật bên cạnh cô gấp vạn lần chứ? Dư Tư Vũ trừng mắt nhìn chằm chằm Bảo Thư Sinh, sắc mặt chờ nên rất khó coi, anh. Thật bỉ ổi. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ, Bảo Thư Sinh lại trực tiếp giúp Cảnh Thục Vân. Bỉ ổi, không phải tôi bỉ ổi, là cô quá ngây thơ, hoặc là quá ngu, có tự nhận là hiểu Bảo Thư Sinh tôi, vậy thì cô nên biết rõ, trên đảo Khốn Long này, không ai có thể giúp cô, nhớ đến cô, tôi có một vạn cách, rượu kính không uống, đương nhiên phải uống rượu phạt. Cô nói xem, Dư Tư Vũ. Bảo Thư Sinh nhếch mép cười cùng với 100% tự tin, dường như hẳn ta đã nhìn thấy cảnh Dư Tư Vũ bị hắn trẽo đùa trong tay. Bảo Thư Sinh vừa dứt lời, Dư Kỳ Sơn và 6-7 người còn lại của Dư Tư Vũ đều tuyệt vọng, không nhìn thấy con đường sống, toàn thân run lên, trong lòng bất an. Bọn họ không hiểu tại sao Dư Tư Vũ lại đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy, đó là nộp mạng đấy. Dư Tư Vũ đã không nói được gì. Khuôn mặt đỏ bừng, rất tức giận, cũng rất ấm ức. Bốp! Nhưng cô ta còn chưa hoàn hồn, đột nhiên Dư Kỳ Sơn tát lên mặt cô ta ngay tại chỗ một cách bất ngờ. Lập tức, chẽn khuôn mặt trắng ngần không tì vết của Dư Tư Vũ xuất hiện một dấu bàn tay đỏ tươi. Dư trưởng lão, ông! Dư Tư Vũ cực kỳ tức giận, không hiếu nhìn chằm chằm Dư Kỳ Sơn. Đồ vô dụng, cậu Bảo muốn bảo vệ cô là cho cô thế diện, là cái phúc của cô tu 10 kiếp mới có. Cô lại dám không biết tốt xấu như vậy. Dư Tư Vũ còn chưa nói hết, Dư Kỳ Sơn đã hầm hầm ngắt lời cô ta, loại ngu dốt như cô, có tư cách gì lãnh đạo chúng tôi. Đi theo cô, chúng tôi chỉ có con đường chết. Tôi, Dư Kỳ Sơn, bắt đầu từ bây giờ sẽ đi theo cậu Bảo. Phập, vừa dứt lời, Dư Kỳ Sơn quỳ trước mặt Bảo Thư Sinh. Quỳ rất mạnh, hai đầu gối cũng lún xuống đất. Nhưng Bảo Thư Sinh lại lắc đầu, khinh thường nói. Xin lỗi, tỏi không thu nhận lão phế vật vô dụng như ông. Lời của hắn ta có thể nói là khó nể tình chút nào,
đúng là lăng nhục, ghét bỏ Dư Kỳ Sơn một cách trần trụi. Dư Kỳ Sơn sững sờ tại chỗ, hoàn toàn trố mắt, thôn mặt. Nhưng ông ta không có ý tức giận. Bảo thư sinh nói ông ta là lão phế vật, ông ta không dám không nhận, trước mặt cường giả như bảo thư sinh, ông ta thực sự là phế vật, thế giới đại thiên, tuân theo pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé. Đây là sự thực. Vậy, cô Cảnh. Dư Kỳ Sơn đờ người quay đầu nhìn sang Cảnh. Thục Vân. Nhận, đương nhiên tôi nhận. Cảnh Thục Vân vui mừng, cười đắc ý nói, chú Dư, đi theo Cảnh Thục Vân tôi, tốt hơn theo kẻ ngu đần đó nhiều, ở chỗ tôi, địa vị của ông sẽ không thay đổi, hoan nghênh ông đến. Cảm ơn cô Cảnh thu nhận. Dư Kỳ Sơn vui mừng, lập tức đứng lên, đứng phía sau Cảnh Thục Vân. Cô Cảnh, xin cô nhận tôi. Cô Cảnh, xin thu nhận tôi. Dư Kỳ Sơn phản bội giống như ngòi nố, sáu người còn lại đều khom lưng xin Cảnh Thục Vân thu nhận. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh hết. Cảnh Thục Vân càng đặc ý, không hề kiêng dè, đúng là sảng khoái sung sướng hơn cả làm chuyện giữa nam nữ mà lên đến đỉnh, hận không thể cười lớn mấy tiếng. Sau 3 đến 5 hơi thở, 6-7 người đều đến bên phía cánh Thục Ván, bên phía Dư Tư Vũ Trí còn. Lại Trần Đức. Tên nhóc, tuy anh hơi yếu nhưng tôi cũng sẽ không trẻ, anh đến làm nỏ bộc cho chỗ tôi, trước đây anh bất kính với tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, không so đo với anh. Cảnh Thục Vân muốn lôi kéo toàn bộ người của Dư Tư Vũ, đợi nhìn dáng vẻ tuyệt vọng, cầu xin của Dư Tư Vũ. Dư Tư Vũ quay sang Trần Đức, lại chủ động bảo anh qua bên đó, đi theo tôi chỉ có con đường chết thôi. Ồ, Trần Đức đi về phía trước 1 bước, 2 bước, 3 bước. Dư Tư Vũ nhìn bóng dáng anh đi, trong lòng lạnh băng, thất vọng. Không phải thất vọng về Trần Đức, mà thất vọng về đám người Dư Kỳ Sơn, không ngờ, đến cuối cùng, ngay cả người thân cận nhất, đi theo cô ta nhiều năm cũng phải bội cô ta. Dư Tư Vũ hơi ngẩn ngơ, chóng mặt. Trong tay cô ta đã xuất hiện một thanh kiếm. Không phải cô ta muốn giết người, mà là muốn tự sát. Thà có ta tự sát còn hơn là bị đám người bảo thư sinh, Cảnh Thục Vân sỉ nhục. Ít nhất tự sát còn có thể giữ lại tôn nghiêm, không phải sao. Nhưng đúng lúc cô ta định ra tay, đột nhiên, Trần Đức bước được 3 bước thì dừng lại. Cảnh Thục Vân, cô là đồ ngu hả? Còn không so đo với tôi? Cô là cái thá gì? Vẫn luôn không thịt cô còn coi bản thân cỏ thành món ăn rồi. Loại phụ nữ như cô, miệng đầy phân, còn không bằng kỹ nữ, trước mặt tỏi, còn ra vẻ cái gì? Không ai ngờ Trần Đức, lại. Trực tiếp lên tiếng mắng người. Mắng chửi khá độc miệng, còn độc miệng hơn trước đây. Lúc anh vừa dứt lời, trong cả khu rừng, 20 mấy người đều yên lặng mấy giây, ngay cả bảo thư sinh cũng bị kinh sợ. Một con kiến cảnh giới thánh tố, Cảnh Thục Vân đã đồng ý cho anh cơ hội, theo lý, thì anh nên cảm thấy may mắn vạn lần, cảm ơn đại đức, cảm tạ trời đất chứ. Ai có thể ngờ anh lại dám mắng người. Mà còn trước mặt bảo thư sinh hắn ta. Mẹ kiếp. Đúng là tát vào mặt hắn ta. Có thể nhìn không? Đúng lúc bảo thư sinh tức giận, chuẩn bị nổi. Nóng, lại thấy Trần Đức vừa mắng Cảnh Thục Vân xong liền quay sang nhìn hắn ta. Làm sao, mày còn muốn nổi nóng hả? Mắng người của mày, thì mày không vui hả? Lại còn cậu Thánh Khư, tao thấy mày là cậu Thận Hư thì đúng hơn. Mặt vừa trắng, lại không có khí huyết, chơi gái, mày giữ được 1 phút không? Loại cặn bã như mày. Đừng nói Dư Tư Vũ không thích mày, ngay cả loại kỹ nữ như Cảnh Thục Vân cũng coi thường mày không bằng rác rưởi. Thận yếu, thì uống đan dược nhiều vào, chỗ tao có đan dược bổ thận, có cần tặng mày ít không? Bình thường Trần Đức không nói chuyện cũng không mắng người. Nhưng khi anh mắng người khác, cũng rất độc miệng đến cực kỳ thảm hại, còn độc hơn rắn độc. Năm đó, khi anh còn đang ở chiến trường Hoa Hạ, dựa vào cái miệng, đã khiến kẻ đứng đầu quân địch tức đến hộc máu. Bởi vì anh mắng người, không phải mắng bừa bãi, mà là có căn cứ. Ví dụ như bảo thư sinh, hắn ta thực sự yếu sinh lý. Trần Đức là bác sĩ, thầy luyện đan, dễ dàng vừa nhìn đã nhận ra. Trên thực tế, cũng có rất nhiều người thành thiên thần đều biết chuyện này, cậu Thánh Khư bảo thư sinh, hắn ta đến từ một môn phái tẽn là Thánh Khư, điều nực cười là, bảo thư sinh lại bị chúng ta của cái tẽn, thực sự là Thận Hư. Người ta đều nói con người thiếu cái gì thì cực kỳ thích cái đó. Bảo thư sinh yếu sinh lý, nhưng lại chơi gái khắp nơi. Gần như đến mức siêu biến thái. Ở thành thiên thần,
Bảo thư sinh yếu sinh lý sớm đã là bí mật công khai, mọi người đều biết, chỉ là không ai dám nói. Không vì gì khác, đó là nghịch lản của Bảo thư sinh. Chạm vào sẽ chết chắc. Nhưng hôm nay Trần Đức lại nói ra, mà còn. Trước mặt 20 mấy người, không hề kiêng nể, nói một cách cực kỳ ngạo mạn. Lúc anh nói ra, những người xung quanh còn chưa bước ra khỏi từ trong tức giận, lập tức đã rơi vào ngạc nhiên, kinh sợ, sợ hãi, bị dọa đến toát mồ hôi. Điên rồi ư? Tên này hoàn toàn là kẻ điên ư? Ngay cả việc này mà cũng dám nói, mẹ kiếp, đầu óc có vấn đề sao? Quả nhiên, Trần Đức vừa dứt lời, lại thấy bầu không khí xung quanh Bảo thư sinh gần như đều dừng lưu thông, không gian nổi lên làn sóng vô hình, trở nên âm hiểm, lạnh giá. Khuôn mặt trắng bệch nổi giận, lạnh lùng, khóe mặt cũng như được lắp động cơ, không ngừng run lên. Sát ý tràn ngập, giống như từng lưỡi dao lướt chém trên người mọi người, kể cả là đám người Cảnh Thục Vân, Dư Kỳ Sơn cũng cảm thấy toàn thân đau nhức, không lạnh mà run. Trần Bát Hoang, Dư Tư Vũ hoàn hồn lại từ trong chấn hãi, trong đôi mặt trong veo lấp lánh ánh nước. Cô ta không ngờ, vào thời khắc cuối cùng, người ở lại bên cạnh cô ta lại là một người lạ. Một người lạ nhặt được giữa đường. Với người khác, Trần Đức mắng chửi có phần điên cuồng, ngu dốt, nhưng Dư Tư Vũ lại cảm thấy rất sảng khoái, rất sung sướng, thở mạnh ra nỗi ghẽ tởm trong lồng ngực. Soạt! Dư Tư Vũ bước lên trước một bước, sánh vai với Trần Đức, cảnh giới hợp đạo nhất trọng thiên bùng phát ra, ngăn sát ý trên người Bảo thư sinh cho Trần Đức. Ha ha ha, ha ha ha. Cùng lúc đó, Bảo thư sinh bật cười, tiếng cười trầm thấp, sắc bén. Như một cây kim châm đâm vào trong lòng tất cả mọi người, khiến người ta sợ hãi, run bần bật. Tiếng cười âm lạnh như tiếng ma quỷ vờn. Quanh bên tai, rất đáng sợ, đôi mắt hắn ta như rắn độc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dư Tư Vũ. Con đàn bà xấu xa, tôi hỏi cô không muốn ở cùng tôi cũng là vì con kiến hôi như vậy ở bên cạnh sao? Hắn cho cô dựa vào. Hả? Ánh mặt sắc bén khiến tâm thần Dư Tư Vũ đều siết chặt. Nhưng cô ta vẫn cưỡng ép tiến lên đón ánh mặt của Bảo thư sinh, phải thì sao? Liên quan gì đến anh? Ha, ha ha ha, ha ha ha. Lại một lần nữa, Bảo thư sinh cười. Giận cực độ cười ngược lại. Trong mắt cũng cười ra nước, giống như nghe thấy một chuyện cười dê nghe, thắng thắn vậy sao? Bảo thư sinh tôi lại không bằng một tên rác rưởi cảnh giới thánh tổ. Chậc chậc, Dư Tư Vũ, cô biết không, loại rác rưởi cảnh giới thánh tổ. Tỏi tiện tay có thể bóp chết 100 người, 1.000 người, cô ỷ vào hắn. Dựa vào cái gì? Lời vừa dứt. Bảo thư sinh nâng lên tay, tùy ý ung dung túm về phía Trần Đức. Nhưng, hẳn ta đã rơi vào khoảng không. Cứ rơi vào khoảng không một cách khó hiểu, kỳ quái. Rõ ràng Trần Đức ở trước mắt hắn ta, rõ ràng hẳn ta có thể tiện tay bóp chết hơn 1.000 con kiến hôi, nhưng hắn ta lại rơi vào khoảng không. Bảo thư sinh. Mày dám ra tay với tao, mày có biết tao là ai không? Trần Đức không cho Bảo thư sinh phản ứng, suy tính chốc lát, anh thờ ơ nói, mày nghe kỹ đây, tao họ Trần. Giọng Trần Đức mang theo sức mạnh thần hồn, cuồn cuộn xông vào trong đầu tất cả đám người Bảo thư sinh, Cảnh Thục Vân, Dư Kỳ Sơn, Dư Tư Vũ. Tao họ Trần. Ba chữ vang vọng có lực, như kim loại run giấy, xé vang màng nhĩ. Trần. Bảo thư sinh cũng sững sờ. Lửa giận trên mặt lập tức biến mất 7 phần. Họ Trần không quan trọng. Lúc anh nói ra, những người xung quanh còn chưa bước ra khỏi từ trong tức giận, lập tức đã rơi vào ngạc nhiên, kinh sợ, sợ hãi, bị dọa đến toát mồ hôi. Điên rồi ư? Tên này hoàn toàn là kẻ điên ư? Ngay cả việc này mà cũng dám nói, mẹ kiếp, đầu óc có vấn đề sao? Quả nhiên, Trần Đức vừa dứt lời. Lại thấy bầu không khí xung quanh Bảo thư sinh gần như đều dừng lưu thông, không gian nổi lên làn sóng vô hình, trở nên âm hiểm, lạnh giá. Khuôn mặt trắng bệch nổi giận, lạnh lùng, khóe mặt cũng như được lắp động cơ, không ngừng run lên. Sát ý tràn ngập, giống như từng lưỡi dao lướt chém trên người mọi người, kể cả là đám người Cảnh Thục Vân, Dư Kỳ Sơn cũng cảm thấy toàn thân đau nhức, không lạnh mà run. Trần Bát Hoang, Dư Tư Vũ hoàn hồn lại từ trong chấn hãi. Trong đôi mặt trong veo lấp lánh ánh nước. Cô ta không ngờ, vào thời khắc cuối cùng, người ở lại bên cạnh cô ta lại là một người lạ. Một người lạ nhặt được giữa đường. Với người khác, Trần Đức mắng chửi có phần điên cuồng, ngu dốt,
nhưng Dư Tư Vũ lại cảm thấy rất sảng khoái, rất sung sướng, thở mạnh ra nỗi ghẽ tởm trong lồng ngực. Soạt. Dư Tư Vũ bước lên trước một bước, sánh vai với Trần Đức, cảnh giới hợp đạo nhất trọng thiên bùng phát ra, ngăn sát ý trên người bảo thư sinh cho Trần Đức. Ha ha ha, ha ha ha. Cùng lúc đó, bảo thư sinh bật cười, tiếng cười trầm thấp, sắc bén, như một cây kim châm đâm vào trong lòng tất cả mọi người, khiến người ta sợ hãi, run bần bật. Tiếng cười âm lạnh như tiếng ma quỷ vờn. Quanh bên tai, rất đáng sợ, đôi mắt hắn ta như rắn độc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dư Tư Vũ. Con đàn bà xấu xa, tôi hỏi cô không muốn ở cùng tôi cũng là vì con kiến hôi như vậy ở bên cạnh sao? Hắn cho cô dựa vào. Hả? Ánh mặt sắc bén khiến tâm thần Dư Tư Vũ đều siết chặt, nhưng cô ta vẫn cưỡng ép tiến lên đón ánh mặt của bảo thư sinh, phải thì sao? Liên quan gì đến anh? Ha, ha ha ha, ha ha ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại một lần nữa, bảo thư sinh cười. Giận cực độ cười ngược lại. Trong mắt cũng cười ra nước, giống như nghe thấy một chuyện cười dê nghe, thắng thắn vậy sao? Bảo thư sinh tôi lại không bằng một tên rác rưởi cảnh giới thánh tổ. Chậc chậc, Dư Tư Vũ, cô biết không, loại rác rưởi cảnh giới thánh tổ, tỏi tiện tay có thể bóp chết 100 người, 1000 người, cô ỷ vào hắn. Dựa vào cái gì? Lời vừa dứt, bảo thư sinh nâng lên tay, tùy ý ung dung túm về phía Trần Đức. Nhưng, hẳn ta đã rơi vào khoảng không. Cứ rơi vào khoảng không một cách khó hiểu, kỳ quái. Rõ ràng Trần Đức ở trước mắt hắn ta, rõ ràng hẳn ta có thể tiện tay bóp chết hơn 1000 con kiến hôi, nhưng hắn ta lại rơi vào khoảng không. Bảo thư sinh, mày dám ra tay với tao, mày có biết tao là ai không? Trần Đức không cho bảo thư sinh phản ứng, suy tính chốc lát, anh thờ ơ nói, mày nghe kỹ đây, tao họ Trần. Giọng Trần Đức mang theo sức mạnh thần hồn, cuồn cuộn xông vào trong đầu tất cả đám người bảo thư sinh, Cảnh Thục Vân, Dư Kỳ Sơn, Dư Tư Vũ. Tao họ Trần. Ba chữ vang vọng có lực, như kim loại run giấy, xé vang màng nhĩ. Trần. Bảo thư sinh cũng sững sờ, lửa giận trên mặt lập tức biến mất 7 phần. Họ Trần không quan trọng. Quan trọng chính là nói ra họ này, quan trọng chính là có thể đến đảo Khốn Long. Ở đại thiên thế giới, họ Trần vốn không nhiều. Chỉ có một nhà có thể lấy họ Trần ra để trấn nhiếp kẻ địch, có thể đến được đảo Khốn Long. Thế ra thời viễn cố, nhà họ Trần. Không chỉ bảo thư sinh biết đạo lý này, đám người Cảnh Thục Vân, Dư Kỳ Sơn cũng rất rõ ràng. Nhà họ Trần vang như sấm bên tai. Đừng nói là một thánh khư nho nhỏ, một nhà họ Cảnh nhà họ Dư nho nhỏ, dù là sức mạnh của cả thành thiên thần đối mặt với nhân vật khổng lồ như nhà họ Trần, cũng không đáng nhắc tới. Mày đến từ thế gia thời viễn cổ, nhà họ Trần. Bảo thư sinh nhìn chằm chằm Trần Đức, trong ánh mắt lóe lên kiêng kỵ sầu đậm. Hắn ta sợ rồi. Loại kiêng kỵ đó là nỗi sợ hãi từ sâu trong linh. Hồn! Mày thấy thế nào? Khóe miệng Trần Đức khẽ nghiêng, ngược lại anh không ngờ danh hiệu của nhà họ Trần lại hữu dụng như vậy, thế cũng tốt, tránh cho hắn ta ra tay. Suy cho cùng, đối mặt với cường giả cấp bậc như bảo thư sinh, căn bản không thể giết trong nháy mắt giống như Tô Danh và Tô Diệp. Muốn thắng sẽ rất phiền toái. Trần Đức là một người không thích phiền toái, có thể không ra tay mà vẫn giải quyết vấn đề thì thật tốt. Nói cho cùng, giữa bảo thư sinh và anh không có mâu thuẫn gì. Anh nói chuyện hoàn toàn là từ chủ nghĩa nhân đạo, nhìn Dư Tư Vũ quá đáng thương nên đã giúp cô ta. Không chỉ không cần ra tay, còn đem cái nồi đá sang cho nhà họ Trần, không thể tốt hơn nữa. Ngoại trừ nhà họ Trần tôi ra thì còn có nhà họ Trần nào có thể đến đảo Khốn Long? Một lần nữa, Trần Đức ung dung hỏi ngược lại đầy thích ý, mặt không đỏ, thở không mạnh, giống như anh thật sự đến từ nhà họ Trần. Anh nói qua loa như vậy càng khiến cho đám người bảo thư sinh, Cảnh Thục Vân, Dư Kỳ Sơn chắc chắn thân phận của mình. Khó trách anh lại phách lối ngông cuồng như vậy, dám lấy thực lực cảnh giới thánh tố không chút kiêng kỵ mắng Cảnh Thục Vân. Mắng bảo thư sinh, không phải người điên, kẻ ngu, não uống nước thì nhất định là có chỗ dựa vào. Bây giờ nhìn lại, chỗ dựa của anh 100% chính là nhà họ Trần. Sắc mặt của đám người Cảnh Thục Vân trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Cô ta làm sao cũng không ngờ lại đắc tội người của nhà họ Trần. Lần này chết chắc.
Ngay cả báo thư sinh cũng im lặng. Giống như lại đang suy nghĩ thứ gì đó. Tư Vũ, chúng ta đi. Nhưng Trần Đức không để ý tới những người này, anh gọi Dư Tư Vũ rồi xoay người rời đi. Dư Tư Vũ vẫn còn đang trong ngơ ngác, bị Trần Đức gọi như vậy, theo bản năng liền đi theo sau lưng anh. Mặc dù Cảnh Thục Vân không cam lòng, nhưng cũng không dám cản. Người nhà họ Trần cô ta không đắc tội nổi. Đừng báo là Trần Bát Hoang giản Dư Tư Vũ đi, dù ra lệnh cô ta giết chết thuộc hạ hay người làm của mình, cô ta cũng sẽ làm theo. Tao, cho chúng mày đi sao? Trần Đức, Dư Tư Vũ mới đi chưa được mấy bước, giọng nói u ám khàn khàn của bảo thư sinh đột nhiên truyền tới từ phía sau. Trần Đức và Dư Tư Vũ dừng bước. Gần như cùng giây đó, bóng hình của bảo thư sinh xuất hiện trước mặt bọn họ. Lại thấy trong mắt của bảo thư sinh đã nổi đầy tia máu căng đỏ, giống như sắp nổ tung, hắn ta dữ tợn nói, Trần Bát Hoang phải không? Ha ha, mày tưởng rằng mày đến từ nhà họ Trần là rất mạnh sao? Dù nhà họ Trần mạnh thì đó là nhà họ Trần, còn mày cũng chỉ là một tên rác rưởi, một con kiến hôi, người như mày ở nhà họ Trần cũng chỉ làm nô bộc ấy chứ. Ha ha, lời bảo thư sinh lạnh lẽo, khóe miệng tràn đầy cười nhạt, uy nghiêm, tao giết một tên nô bộc nhà họ Trần thì không có vấn đề gì chứ. Ngược lại thả mày đi, tao sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không phải sao? Nếu như tao giết mày rồi, nào ai biết mày chết như thế nào? Nhà họ Trần chắc chắn tra ra được không? Lời bảo thư sinh vừa nói ra. Đám người Cảnh Thục Vân và Dư Kỳ Sơn đều kinh ngạc. Tên bảo thư sinh này, muốn giết người của nhà họ Trần. Suy nghĩ kỹ một chút, lời hắn ta nói cũng không phải là không có đạo lý. Một khi Trần Bát Hoang sống sót rời đi, nếu nói chuyện hôm nay cho nhà họ Trần biết, thậm chí là tùy tiện dẫn mấy người nhà họ Trần đến cũng đã đủ tiêu diệt bọn họ rồi. Ngược lại. Nếu Trần Bát Hoang chết ở đây, ngược lại chết không có đối chứng, có người gặp cơ hội thích hợp đến đảo Khốn Long, sẽ không ai biết anh chết như thế nào, chết trong tay ai. Dư Tư Vũ vừa mới thở phào lại một lần nữa trở nên vô cùng lo lắng, bảo thư sinh, anh điên à? Anh đắc tội nối với nhà họ Trần không? Hắc hắc, bảo thư sinh uy nghiêm cười, Dư Tư Vũ, cô. Sợ, Trần Đức nhíu mày. Không ngờ, tên nhãi trước mắt thật khó dây. Dưa, xem ra lần này không thế không ra tay rồi. Trần Đức hít sâu một hơi, rồi lại từ từ nói, xem ra mày nhất định muốn ra tay, nếu mày có dũng khí như vậy thì ra tay thử chút đi, tao cũng muốn biết tu sĩ hợp đạo đỉnh phong có thể giết chết một con kiến hôi cảnh giới thánh tố hay không. Không hổ danh là người nhà họ Trần, can đảm hơn nhiều so với người bình thường. Đáng tiếc, đây không phải dũng khí, mà là rốt nát. Cùng lúc hai chữ rốt nát phun ra. Bảo thư sinh ra tay. Áo trắng tung bay, một tầng nguyên khí cuồn cuộn, tăng vọt, giống như chiến y bao phủ. Trong tay hiện ra một cây quạt sặt. Rầm rầm. Đối mặt với người nhà họ Trần, dù là một con kiến hôi cấp bậc thánh tổ, bảo thư sinh cũng không dám khinh thường, hắn ta biết rõ nội tình nhà họ Trần kinh khủng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền dốc hết toàn lực. Đi cùng với từng trang quạt mở ra như khống tước giang cánh, khí tức lưu chuyển. Hào quang khiếp người, giống như cửu thiên huyền quang, sáng chói sáng lạn. Ầm ầm. Lập tức, trong chu vi 10 dặm, cây gỗ đứt gãy, từng cây đại thụ đổ sập, đất đai rung chuyển, mặt đất nứt nẻ, quạt sắt che khuất bầu trời, ngăn cách vùng thế giới này, hoàn toàn phong tỏa, khóa kín Trần Đức. Hào quang chiếu sáng đầy trời, đó là sự biến hóa đại đạo, là đạo của bảo thư sinh, cảnh giới hóa đạo đỉnh phong hòa hợp với đạo, nhất cử nhất động đều là đạo vận. Ước chừng khí tức cũng đủ để chân áp thiên hạ. Đám người Cảnh Thục Vân, Dư Kỳ Sơn run lẩy bẩy, gần như sắp không chịu nối mà quỳ xuống, loại khí thế này quả thực quá mạnh mẽ, ước chừng uy lực còn lại cảm giác bất cứ lúc nào cũng khiến bọn họ chết. Mạnh vậy sao? Chân mày Trần Đức khẽ nhướng lên, hợp đạo đỉnh phong đã có hơi vượt qua nhận biết của anh. Dưới uy thế khủng khiếp này, Trần Đức trong trạng thái bình thường thậm chí không thế nào nhúc nhích. Trần Đức không thể cử động. Huống chi Dư Tư Vũ. Cô ta bị dọa đến choáng váng, cơ thể mềm mại khẽ run rẩy. Đây chính là thực lực chân chính của bảo thư sinh. Cái này, đã sắp đến gần quy nguyên rồi. Cho dù cùng là hợp đạo đỉnh phong, nhưng tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của hắn ta. Trần Bát Hoang, xin lỗi, lần này tôi hại anh rồi. Giọng Dư Tư Vũ nặng nề, vô cùng xấu hổ và tự trách. Cũng được, mặc dù hắn mạnh,
nhưng cũng không phải không thể đối kháng. Trần Đức nói, cơ thể dù không cử động, ánh mắt thần thái vẫn bình tĩnh, không có một chút thay đổi. Nhưng Dư Tư Vũ lại lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, vào lúc này Trần Đức vẫn còn rảnh rỗi an ủi cô ta. Nhà họ Trần thì sao? Trần Bát Hoang, đắc tội với bảo thư sinh tao, đừng nói nhà họ Trần không có ở đây, dù người nhà họ Trần đến, tao cũng không để trong mắt. Đúng lúc này, bảo thư sinh nhìn thấy Trần Đức đờ đẫn không thể nào nhúc nhích, hắn ta cười lớn, tràn đầy tàn nhẫn và máu tanh, giống như đã nhìn thấy dáng vẻ chết hiểu của Trần Đức. Quạt xếp trong tay hắn ta cua múa, huyền. Quang vô tận rơi xuống, thần uy khủng khiếp giống như hoa lê dưới cơn mưa xối xả, lưu hành đầy trời, hội tụ cùng một trỏ, đi cùng với quạt xếp hạ xuống. Vậy sao, không ngờ đảo khốn long này còn có người lớn gan làm bậy như vậy, không coi nhà họ Trần tôi ra gì. Trong điện quang hỏa thạch, ngay lúc sức mạnh vô biên khủng khiếp rủ xuống, quạt xếp trong nháy mắt đến gần Trần Đức và Dư Tư Vũ, đột nhiên tất cả ánh sáng dừng lại, quạt xếp cũng dừng lại. Trên đỉnh đầu Trần Đức và Dư Tư Vũ lại xuất hiện một cái lá cây. Lá cây trôi nổi, ánh sáng lưu chuyến. Ngăn cản đại đạo, quạt xếp và tất cả sóng động của bảo thư sinh. Trần Đức, Dư Tư Vũ đều cực kỳ kinh ngạc. Một chiếc lá cây ngăn cản tất cả một kích dùng toàn lực của bảo thư sinh, chính xác là một chiếc lá cây. Một cái lá cây cực kỳ bình thường không thể bình thường hơn. Nhìn dáng vẻ kia giống như một cái. Lá cây lớn chừng hai bàn tay người trưởng thành nhặt từ trên đất, còn có một vài chỗ rách dưới, không lành lặn, không hoàn chỉnh. Là ai? Trần Đức khẽ nhướng mi, chiếc lá cây này cũng không phải do anh thúc giục, anh vẫn còn đang duy trì trạng thái bình thường, vẫn chưa tiến vào cực cảnh, càng không thi triển được ma thần công. Có người ra tay trước cả anh. Cứu anh và Dư Tư Vũ. Ai? Bảo thư sinh kinh hãi, sắc mặt biến đổi, bất an. Hắn ta vừa nghe thấy ba chữ. Họ Trần tôi. Thực tế, với ba chữ ngắn ngủi, bảo thư sinh đã đoán được là ai tới. Hắn ta rợn cả tóc gáy, kinh hãi muốn chết, trong hai con ngươi đã hiện ra nỗi tuyệt vọng. Vù! Chiếc lá xanh rách dưới kia run rẩy, lắc lư, quy luật bầu trời thì giống như hoa tươi nở rộ, từ trong ra ngoài lan tràn. Cùng dây đó, đoàng đoàng đoàng, quạt sắt lớn tan rã, vỡ vụn, như pháo hoa nổ tung tản ra bốn phía. Mảnh vụn lướt qua hư không, bay ngược về dưới ống như sao băng rơi như mưa, xuyên qua phòng ngự của bảo thư sinh, xuyên thủng áo khoác của bảo thư sinh, cắt rời cơ thể hắn ta. Trong phút chốc, cơn bão máu tươi, bảo thư sinh giống như diều đứt dây, từ trên cao rơi xuống, hung hãn đập lên mặt đất, cả người run rẩy. Trên áo trăng tách ra từng đóa hoa hồng màu máu, máu tươi rầm rề, vô cùng nhức mắt. Hơn 20 người đám Cảnh Thục Vân và Dư Kỳ Sơn chấn động nói không nên lời, giống như bị ấn nút tạm dừng, bọn họ trợn tròn hai mắt, gặt gao nhìn chằm chằm bảo thư sinh bị thương nặng. Từng người đều ngơ ngác. Thật sự không dám tin bảo thư sinh bị đánh bại dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, kinh mạch và nguyên khí trong cơ thể bảo thư sinh đã rối loạn. Trong thời gian ngắn, cho dù là cường giả cảnh giới hóa đạo cũng có thể dễ dàng loại bỏ hắn ta. Sao hả, người nhà họ Trần, anh hài lòng chứ? Cũng vào lúc này, trong không gian lại truyền ra một giọng nói. Đồng thời, không một tiếng động, ba bóng người hiện lén. Là ba người đàn ông, ở giữa là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc ngắn, đeo khăn đội đầu màu đỏ, mặc chiếc áo may ô bó sát, dáng vẻ khoảng chừng 24-25 tuổi. Mắt hố như sắt, sắc bén hùng hậu, hai cánh tay khoanh trước ngực, bắp thịt như nham thạch, lóe lẻn ánh sáng màu đồng cố rực rỡ. Bên trái phải của hắn là hai người đàn ông ăn mặc giống nhau, cả người mặc áo đen, khuôn mặt cũng che kín trong mũ, nhìn không rõ, trên áo đen, sơn thủy xen nhau hợp nhất cùng một chỗ, một chữ chân, như ấn như hiện. Ba người dẫm lẻn một cây cổ thụ khổng phô, dáng vẻ thản nhiên. Người nói chuyện. Chính là người đàn ông ở giữa kia. Trần, Trần, Võ Si. Cũng vào một giây này, có người nhận ra hắn, nhà họ Trần rất ít xuất hiện ở thành Thiên Thần. Lần gần đây nhất là 3 năm trước, Trần Võ Si đỉ ngang qua thành Thiên Thần đã dẫn tới náo động rất lớn. Nhà họ Trần đến thật rồi. Cảnh tượng này chẳng ai ngờ, Trần Bát Hoang cũng không ngờ, anh tỉ mỉ đánh la từ trên xuống dưới ba người trước mặt. Rất mạnh. Mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Dù là anh cũng cảm nhận được uy áp như có như không trong không khí.
trong nháy mắt nhìn thấy ba người, Bảo thư sinh trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống, hai tay chống đất, mắt như cho tàn. Tóc màu ngô đồng, không dám thở mạnh, không dám nói gì. Chỉ làm một chuyện. Dưới cùng của biểu mẫu. Dập đầu. Không ngừng dập đầu. Một lần, hai lần, ba lần. Hơn 20 người đám cảnh Thục Vân, Dư Kỳ Sơn sợ đến mức chân như nhũn ra, sặc mặt tái nhợt, bọn họ cũng quỳ xuống theo. Bụp bụp bụp. Nhìn thấy ba người nhà họ Trần như nhìn thấy thần chỉ. Nháy mắt, trong sân chỉ còn lại Trần Đức và Dư Tư Vũ đang đứng. Làm nhục nhà họ Trần vốn phải chết, nhưng... Trần Võ Si nhìn chằm chằm Bảo Thư Sinh, giọng nói bình tĩnh, lãnh đạm, anh nên vui mừng, người anh giết cũng không phải đến từ nhà họ Trần, nếu không đến hải cốt anh cũng không còn đâu. Hả? Bảo Thư Sinh đang dập đầu đột nhiên cứng lại. Đáng chết! Bảo Thư Sinh kinh ngạc nhìn về phía Trần Bát Hoang, trong ánh mắt tràn đầy căm ghét, tức giận. Là người nhà họ Trần thật cũng thôi đi, lần này hắn ta bị thương nặng cũng không oan. Nhưng... giả. Mẹ kiếp lại là giả. Giả mạo nhà họ Trần. Bảo Thư Sinh cũng bối rối, nếu như hắn ta sớm biết như vậy, dù giết Trần Bát Hoang cũng tuyệt đối sẽ không đắc tội nhà họ Trần. Cảm ơn ơn huệ không giết. Bảo Thư Sinh quỳ xuống đất. Sợ hãi run rẩy nói, thưa anh, tên nhãi này. Hắn giả mạo nhà họ Trần, xin anh hãy giết hẳn. Anh dạy tôi làm việc. Trần Võ Si hờ hững hỏi. Bảo Thư Sinh lạnh run rẩy, hắn ta cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Xung quanh, đám người cảnh Thục Vân, Dư Kỳ Sơn biết được Trần Đức là giả, bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Sau thời gian ngắn ngủi, bọn họ thở phào, thay vào đó là vui mừng. Là cười trên sự đau khổ của người khác. May mắn là Trần Đức không phải người của nhà họ Trần thật, nếu không bọn họ đều phải chết. Mà bây giờ, người chết không còn là bọn họ, mà là Trần Bát Hoang và Dư Tư Vũ. Giả mạo nhà họ Trần, cái này cần bao nhiêu lá gan đây? Ai mà không biết nhà họ Trần kinh khủng thế nào? Một khi sự việc đã bại lộ, tuyệt đối không có kết quả tốt. Giả mạo nhà họ Trần, tội phải giết. Dưới cùng của biểu mẫu. Trần Võ Si lướt mắt qua, lời nói hờ hững, không có chút tình cảm. Lời vừa dứt, hai người đàn ông áo đen bên cạnh hắn đã biến mất. Bỗng nhiên, con người Trần Đức co rút, toàn thân lạnh đến phát rét, cảm nhận được nguy hiểm kinh khủng chí mạng đang điên cuồng tới gần. Trong nháy mắt anh tiến vào cực hạn, nguyên khí màu vàng bay lên, sợi tóc và râu vàng kim sáng chói mật. Rồi sau đó, một bước về phía trước, ngăn Dư Tư Vũ ở phía sau, thuận thế nâng lên hai trường. Bát Hoang ấn. Giữa bàn tay Trần Đức, phong lôi tuôn trào. Cùng lúc đó, trong hư không, hai bóng dáng xuất hiện, hai trường của Trần Đức vừa vặn nghênh đón công kích của bọn họ. Đoàng. Giữa ỉ hai trường song song, không gian đột nhiên nối lẻn sóng cuồng, hư không vỡ vụn, giống như vải rách khuấy động, trở nên hỗn loạn bất an. Đám người cảnh Thục Vân và Dư Kỳ Sơn đều kinh hãi, một luồng khí lạnh rót vào xương thủy, bọn họ liên tục lạnh run. Bảo Thư Sinh cách gần nhất bị ném bay ra ngoài, máu thịt xương cốt cũng biến dạng, tư thế vặn vẹo quỷ dị nằm chẽn đất. Hình như các người khinh địch rồi. Tại đây chỉ có Trần Võ Si vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, hắn đứng tại chỗ, không chịu bất kỳ ảnh hưởng, trong ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần hứng thú. Sau làn sóng khổng lồ, bóng người Trần Đức, Dư Tư Vũ chậm rãi hiện lên. Hai người bọn họ không một chút tổn hao. Trần Đức tiếp được tấn công bất ngờ của hai tên đàn ông mặc áo đen. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây là sự thật. Quả thật có hơi khinh địch. Một tên đàn ông áo đen có hơi kinh ngạc, nhưng sau đó sẽ không đâu. Lúc này Trần Đức mới phát hiện, dưới lớp áo đen, bọn họ lại là một cặp sinh đôi, tướng mạo giống nhau, ngay cả nhất cử nhất động. Khí tức trên người cũng vô cùng giống nhau. Soạt, hai tên đàn ông áo đen đồng thời thu chướng, rối rít hãn ấn, biến đổi ra từng mảng đạo văn, thần uy khủng khiếp ùn kéo đến, lấy bọn họ làm trung tâm, tản mát ra. Trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu, giữa hai người, cửa hư không mở toang, một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, chính giữa ngọn lửa là một viên ngọc lớn chừng bàn tay vô cùng thần dị, ngọn lửa cũng chính là từ nó phát ra. Lửa phần thiên. Hai tên áo đen đột nhiên quát lên, trong phút chốc, viên ngọc màu đỏ lửa bay lén không trung, ngọn lửa càng cao lên, không ngừng lan tràn giống như rồng lửa vây đuôi, nhào về phía Trần Đức,
nói đi qua, hư không đều bốc cháy, không gian đứt gãy, hóa thành khói mù. Sắc mặt Dư Tư Vũ kinh hãi. Ngọn lửa kia quả thực quá mức kinh khủng, khiến cô ta cảm thấy bất an, thần hồn cũng sắp bốc cháy trở nên nóng bỏng. Trần Bát Hoang chết chắc rồi. Giọng Dư Kỳ Son lạnh lẽo, thứ không biết điều, dám giả mạo nhà họ Trần. Ha ha! Cảnh Thục Vân cười nhạt, nhìn chằm chằm mọi thứ đầy hưng phấn. Nhưng một khắc sau, bọn họ liền nghẹn họng. Nhìn chân chối, bàn tay phải của Trần Bát Hoang biến hóa kỳ ảo, thần quang màu vàng chuyển thành màu lửa đỏ. Một thanh đại đao ngưng tụ từ ngọn lửa đột nhiên thành hình, cánh tay vung tròn, một đao chém về phía đầu rồng lửa. Xuy xuy! Đại đao không có vào người, đánh xuống viên ngọc màu đỏ, lập tức viên ngọc đỏ xuất hiện từng vết nứt, gần như sắp vụn. Ánh mắt Trần Đức cứng lại, trong chớp mắt, dưới chân hóa thành biển lửa mãnh liệt, đất đai bị thiêu hủy, bao trùm hoàn toàn hai người áo đen. Thích đùa với lửa phải không? Vậy tao sẽ cố gắng chơi đùa với chúng mày. Ly hỏa theo dưới chân Trần Đức như hoa sen nở rộ, lan tràn ra, chớp mắt đã bao trùm hai người áo đen trong đó. Rào! Ngọn lửa bay lén, nhiệt độ không gian bỗng nhiên tăng vọt, trở nên khô nóng, dù đám người Dư Kỳ Sơn và Cảnh Thục Vân có là hóa đạo, hợp đạo hay quy nguyên cũng đều nhận thấy một loại cảm giác cháy bỏng. Ngọn lửa này! Con người Trần Võ Si chăm chú, hiến nhẽn cũng nhìn ra vẻ không bình thường của ly hỏa. Không tới ba cái hít thở. Ngọn lửa bắt đầu đốt cháy, cả một khu vực hoàn toàn bị ly hỏa bao phủ, ngoài 9 tầng mây phản chiếu một mảng đỏ bừng, giống như mây lửa hạ xuống. Sao hả, chúng mày còn thích ngọn lửa này không? Giọng nói Trần Đức thong thả, khóe miệng khẽ nhếch, linh lung từng nói đại thiên thế giới này ngọn lửa ngàn vạn loại, mà ly hỏa xếp hàng thứ 6. Dõi mắt trong toàn bộ đại thiên thế giới, ngọn lửa có thể chân chính vượt ta ly hỏa cũng chỉ có 5 loại. Đối mặt với ly hỏa, rồng lửa kia cực kỳ giống con lươn, trong nháy mắt biến mất, ngay cả viên ngọc màu lửa đỏ kia cũng giống như Bồ Tát qua sông, trong nháy mắt hóa thành hư không, chẳng còn tồn tại thứ gì. Ầm ầm, ly hỏa như sóng biển, dâng trào mãnh liệt, dần dần ngọn lửa màu đỏ cũng xuất hiện từng tia màu. Tráng! Hơn nữa, màu tráng này vẫn đang lan tràn nhanh chóng. Đây là, ly hỏa. Một tên áo đen nhận ra nó. Ngọn lửa trong thiên hạ mỗi loại có đặc điểm riêng, lúc cháy đến cực điểm hóa thành màu trăng u ám, trong thiên hạ chỉ có ly hỏa. Không ngờ chí là một thánh tố, vậy mà có được thứ này, thật là phí của trời. Trong mắt Trần Võ Si lóe lên vẻ tham lam, nhưng hắn không hề ra tay, mà là lẳng lặng nhìn. Dù có chút bất ngờ với Trần Bát Hoang, nếu chỉ dựa vào chút thực lực này thì vẫn không xứng để hắn đích thân ra tay. Thằng nhã ỉ, ly hỏa của mày không tệ. Một tên áo đen khác truyền ra tiếng cười nhạt, chỉ tiếc rằng mày còn quá yếu, vật tốt như vậy rơi vào trong tay mày cũng thật lãng phí. Ngay sau đó, lại nhìn thấy áo đen trên thân hai người toát ra một trận thần mang nhức mắt, sau ánh sáng rực rỡ, cuối cùng áo đen kia lại hóa thành áo giáp kim loại, trải rộng khắp người bọn họ, ngay cả đôi mắt cũng bị bao bọc. Hù, ly hỏa sỏi trào, sóng nổi ngàn tầng, ngọn lửa mãnh liệt thiêu hủy tất cả, không vật gì có thể kháng cự. Nhưng lại không thể gảy tổn thương đến hai tên áo đen, thân hình hai người lóe sáng, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Trần Đức, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ đường lui. Cùng giây đó, năm ngón tay hai người khép lại, hội tụ thành quyền, hào quang vây quanh hai cánh tay, lực đạo vô cùng kinh khủng hội tụ, xuyên thấu hư không, chấn động toàn bộ không gian, một quyền giết về phía Trần Đức. Ầm, một tiếng vang lên, dù Trần Đức nhanh tay lẹ mắt, dùng hai quả đấm đối phó nhưng vẫn bị thương. Quả đấm của anh máu tươi đầm đìa, chảy ra sứt thịt, xương cũng biến dạng, thoáng cái lật bay ra ngoài. Xoạt, một. Xoạt, một. Hai tên áo đen không hề cho anh chút cơ hội nào, thân hình khẽ động, cũng không biết thi triển thân pháp gì, Trần Đức còn chưa rơi xuống đất, bọn họ lại một lần nữa đi đến gần anh. Một người ra quyền, một người ra chân. Đụng, đụng. Chân quét qua lưng, quyền đánh vào lồng ngực. Trong phút chốc, máu tươi trào ra. Eo của Trần Đức gần như gãy lìa, ngực lại bị xuyên thủng, xương cốt cứng rắn kêu răng rắc vang dội, đứt gãy như củi khô, một quyền của hắn ta đi từ trước ngược ra sau lưng, mang theo máu tươi đỏ thắm lại càng thêm nhức mắt. Trần Bát Hoang. Dư Tư Vũ rít lén, mắt đỏ bừng, nguyên khí vận chuyển, không để ý tất cả liền vọt đến, tốc độ đề thăng lên cực hạn, ý đồ muốn ra tay cứu giúp. Nhưng, tất cả đều phí công,
hai tên áo đen thực lực ở hợp đạo đỉnh phong, không kém cạnh Bảo Thư Sinh, Dư Tư Vũ còn chưa đến gần trong phạm vi một trượng đã bị một lực cực lớn đẩy ra ngoài, cỏ ta giống như diều rứt dây, rơi trên nhành cây, trong nháy mắt liền bị nhành cây đảm rách. Toàn bộ quá trình, hai tên áo đen chưa từng nhìn cô ta một cái, ung dung giải quyết cô ta. Đây chính là thế gia thời viễn cố sao gì? Tất cả những thứ này rơi vào trong mắt Trần Đức, anh chân chính cảm nhận được sự mạnh mẽ của nhà họ Trần, dù chỉ là hai người làm, nhưng cũng vượt xa với những người gọi là thiên tài. Phụt! Cơ thể Trần Đức bị chém làm hai nửa, xương máu như mưa, bay lả tả. Tên áo đen lại một quyền rơi xuống ngực anh. Đoàng đoàng đoàng! Lục phủ ngũ tạng run rẩy dữ dội, hoàn toàn nổ tung. Từng cơn đau bứt rứt như kim châm truyền tới, giống như đã gặp phải muôn ngàn thử thách, rất khó có thể chịu đựng. Thằng nhãi, đây chính là kết cục giả mạo nhà họ Trần, ngoài ra, ly hỏa bên trong cơ thể mày từ hôm nay do bọn tao nằm giữ thay mày. Dưới lớp giáp đen truyền ra âm thanh lạnh lẽo, cùng dây đó, huyền quang trong lòng bàn tay người nói sáng rực, trực tiếp dò tìm thức hải của Trần Đức, muốn bóc tách ly hỏa của anh ra. Chỉ là... lúc tay hắn ta hạ xuống trước thức hải của Trần Đức, một bàn tay đã ngăn hắn ta lại, giống như kìm sắt nắm thật chặt, bất luận như thế nào cũng không có cách tiến nửa bước về phía trước, ánh mắt cứng lại. Hấp hấp! Cùng dây đó, hư không nhảy lên, huyết dịch nở rộ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mặt thường có thể nhìn thấy vết thương của Trần Đức đang hồi phục nhanh chóng, huyết dịch chảy ngược, xương cốt tăng trưởng. Trong 3 đến 5 cái hít thở, Trần Đức đã khôi phục như ban đầu, không còn chút vết thương nào. Chúng mày chỉ có chút thực lực này sao? Nếu vậy, tiếp theo đến lượt tao biếu diễn. Trần Đức đưa mật nhìn hai người, khóe miệng nhếch lên nụ cười tươi, đi đôi với lời nói của anh, khí tức toàn thân lúc này bắt đầu tăng vọt, giống như lũ lụt nước sông chảy ra, trở nén cuộn trào mãnh liệt. Sau đó từng sợi tóc của anh bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, trở nên dài hơn, hóa thành màu trắng tuyết, điên cuồng theo gió, giống như thác nước. Nguyên khí màu vàng kia cũng dần hóa thành. A! Màu đen, tự tại thần ma công. Khí tức khiếp người giống như gió mạnh, trong nháy mắt tản ra bốn phía, sóng cuồn cuộn cực lớn. Răng rắc, chiến giáp của hai tên nô bộc nhà họ Trần hoàn toàn không thể chịu nổi, xuất hiện từng đường vết nứt, giống như mạng nhện giáng đầy. Sau một hai cái hít thở, chiến giáp vỡ vụn, hóa thành mạt vụn, tản ra bốn phía. Sao có thế? Hai người sợ hãi giống như gặp quỷ. Lúc này, đối mặt với Trần Đức, bọn họ lại dâng lên một loại khiếp sợ. Loại khiếp sợ này hoàn toàn đến từ sâu trong linh hồn, đó là một loại trấn áp còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể sinh ra cảm giác này. Theo bản năng, bọn họ muốn chạy. Nhưng, bây giờ đã muộn rồi. Trong khoảnh khắc, thân hình Trần Đức đã xuất hiện trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lẽo như tử thần. Anh nhìn hai người đó. Không phải chúng mày muốn ly hỏa sao? Bây giờ tao cho chúng mày đấy. Hô! Lời vừa dứt, ngọn lửa màu trắng như hồng hoang dã thú, đánh về phía hai người. Cậu ơi, cứu mạng! Cậu! Đối mặt ly hỏa, hai người hoàn toàn khỏng địch. Lại được, chôn vùi ngay tại chỗ, hóa thành hư vô, hồn bay phách lạc. Trần Đức giẫm trong ngọn lửa, ánh mắt vẫn bình tĩnh, sửng dưng. Khoanh hai tay đứng trước mặt Trần Võ Si. Xem đủ chưa? Bốn chữ lạnh lẽo rơi xuống, trong nháy mắt, Trần Đức hoàn toàn không thừa thãi nửa chữ, trực tiếp ra tay. Tỷ thí giữa cường giả, ra tay đầu tiên là điều vô cùng quan trọng, huống chi, dù thi triển tự tại thần ma công, chưa chắc Trần Đức đã là đối thủ của Trần Võ Si. Ly hỏa thiêu hủy cả bầu trời, ánh sáng ngọn lửa trắng như u linh, cháy rào rào. Trong ngọn lửa, tốc độ của Trần Đức nhanh đến cực hạn, đã vượt quá giới hạn của mảng không gian này, niết ấn trong tay như nhân vương tam ấn, bát hoang ấn, vạn tự thiên âm, lục đạo luân hồi, tất cả những võ kỹ anh từng gặp qua đều đã vận dụng toàn bộ. Những võ kỹ này đối với đại thiên thế giới mà, nói thì vô cùng thấp, nhưng vào tay Trần Đức đã vượt quá mức độ vốn có, đạt tới tận cùng. Ầm ầm, chân trời sầm chớp rền vang, chấn vương ấn hội tụ, sau đó là bình thiên ấn. Giống như thiên địa sắp bị di rời, hai loại ấn quyết hợp nhất, nhân vương ấn xuất hiện, phía sau Trần Đức xuất hiện một bóng người cao ngàn mét, giống như núi lớn. Tiếp đó, bát hoang ấn ra, núi sông run rẩy. Cửa lục đạo luân hồi mở, từng đường thần quang hạ xuống,
như thiên thần rơi xuống phàm trần, sóng chập chờn kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Ầm ầm, lập tức, không gian kia nổ tung. Làn sóng chập chờn đột nhiên run rẩy, giống như náo động buông xuống, trời đất cùng run rẩy, tất cả xung quanh hoàn toàn hóa thành phấn vụn, sóng và chùm ánh sáng khủng khiếp bao trùm chiếm đoạt Trần Võ Si. Bảo Thư Sinh nhìn thấy cảnh này, toàn thân lạnh run liên tục, nếu đổi lại là hắn ta, đối mặt với thế tấn công này của Trần Bát Hoang, 1000% sẽ chết. Bây giờ nhìn lại, sự xuất hiện của Trần Võ Si hoàn toàn đã cứu hắn ta một mạng. Cái này sao có thể chứ? Dư Kỳ Sơn hít một hơi lạnh, nhìn về phía tình hình trong sân, sắc mặt ảm đạm, cái này là thực lực thánh tổ nên có sao? Cảnh Thục Vân và 20 người còn lại cũng không biết nén đi đến đâu, từng người chỉ cảm thấy nguy hiểm đang ập đến, trong nháy mắt lùi xa mấy ngàn mét, trải ra màn sáng phòng ngự đế tránh tai bay vạ gió, bọn họ há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó. Giờ phút này, cuối cùng bọn họ đã hiểu tại sao ban đầu Trần Bát Hoang lại bình tĩnh như vậy, nếu như không có Trần Võ Si, bọn họ bao gồm cả Bảo Thư Sinh cộng lại cũng không phải đối thủ của Trần Bát Hoang. Đối mặt Trần Bát Hoang, bọn họ chắc chắn phải chết. Cường giả cảnh giới thánh tố có thể phát huy ra loại thực lực này, quả thật Trần Bát Hoang có đủ vốn cao ngạo. Đúng là không phải thực lực cảnh giới thánh tổ có thể phát huy, chắc dùng phương pháp đặc thù gì đế để thăng chiến lực rồi, nhưng dù vậy cũng không thể không thừa nhận, hắn rất mạnh, chỉ tiếc rằng. Cảnh Thục Vân khôi phục lại bình tĩnh, trong ánh mắt mang vẻ tàn nhẫn giễu cợt, tiếc rằng hắn đã gặp phải nhà họ Trần, gặp phải Trần Võ Si. Hấp, Cảnh Thục Vân còn chưa dứt, trong rối loạn, Trần Võ Si di chuyển. Xung quanh cơ thể hẳn đan thành thần mang rực rỡ, tạo thành một cái lồng phòng ngự, bao trùm trong đó, đối mặt với làn sóng kinh khủng, hẳn không hề có chút tổn hao nào, giống như đang đi dạo trên sân vầng, thản nhiên tự đắc, giơ lên một chưởng càn quét về phía Trần Đức. Ầm, sóng kịch liệt chấn động đầy trời, miệng Trần Đức phun máu tươi, bay ra ngoài, chênh lệch giữa. Anh và Trần Võ Si quả thực quá lớn, giống như rãnh trời, cho dù tiến vào cực cảnh, thi triển tự tại thần ma công thì cũng khó mà bù đắp. Một con kiến hôi thánh tố có thể ép tao ra tay, khá đấy. Ánh mắt lười biếng của Trần Võ Sỉ nhìn về phía Trần Đức, hai đường sáng đỏ bắn ra, xuyên thủng thành hai lỗ máu trên cơ thể Trần Đức, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Nếu như đối thành người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Mặc dù Trần Đức có huyết mạch bất tử điểu, trong chốc lát Vân không có cách nào khôi phục, anh đã bị thương nặng. Trên thực tế, tất cả đều nằm trong dự liệu của anh biết mình không phải đối thủ của Trần Võ Si, sở dĩ anh ra tay, chỉ là muốn thử xem Trần Võ Si nhà họ Trần rốt cuộc mạnh mẽ thế nào. Nhưng, anh vẫn đánh giá thấp nhà họ Trần, cũng đánh giá thấp Trần Võ Si. Trong tình huống các loại võ kỹ thi triển đến cực hạn, ngay cả phòng ngự của Trần Võ Si cũng không thể phá, thậm chí một chưởng của đối phương suýt chút nữa khiến anh chia năm xẻ bảy, mà hai chùm ánh sáng lại nhắm thẳng vào thần hồn. Nếu không phải thần hồn anh đủ mạnh mẽ thì đã chết và bị chôn vùi từ lâu. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, trên người Trần Đức đã nhuộm thành máu đỏ, anh chật vật đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Võ Si, đánh giá cảnh giới và chiến lực của hắn. Quy nguyên tổng cộng có 9 tầng, Trần Võ Si chí ít cũng tồn tại ở cửu nguyên cửu trọng đỉnh phong. Thậm chí, hắn có thể vượt qua cảnh giới quy nguyên, đạt đến cảnh giới thiên nguyên. Hóa đạo, hợp đạo, quy nguyên, thiên nguyên, hỗn nguyên, phản hư. 6 cảnh giới lớn. Trần Đức có thế từ cảnh giới thánh tổ, vượt của anh, mạnh đến mức ngay cả tư cách dò xét thực lực thật sự cũng không có. Một tên tiểu bối của nhà họ Trần còn như vậy, Trần Nguyên Vũ kẻ giết chết bố mình thì mạnh thế nào đây? Trần Đức khó có thể tưởng tượng. Hả, chưa chết. Trần Đức còn sống, Trần Võ Si hết sức bất ngờ, Trần Bát Hoang phải không? Mày thật sự khiến tao kinh ngạc đấy, cảnh giới thánh tổ, dù là tao, thậm chí từ trên xuống dưới nhà họ Trần cũng không ai có thể làm được điều này. Xem ra trên người mày có rất nhiều bí mật. Trần Võ Sỉ bước ra, từng bước một không nhanh không chậm đi về phía Trần Đức, rất nhanh liền đến trước mặt anh, hẳn đứng trên không trung, hờ hững. Nói, những bí mật này mày tự nói hay đích thân tao khai quật? Hắc, Trần Đức tét miệng cười. Bí mật trên người tao quả thực rất nhiều, có bản lĩnh mày có thế đến lấy. Suy suy, lời Trần Đức còn chưa dứt, quả đấm đột nhiên nâng lên, hai mắt khép hờ, 8-9 phần sức mạnh toàn thân hội tụ toàn bộ rồi lại hội tụ,
trong khoảnh khắc gấp rút đánh về phía Trần Võ Si. Đụng! Nhưng, Trần Võ Si giơ tay chặn quyền của anh một cách đơn giản, ung dung. Một quyền của Trần Đức giống như đánh chẻn bông vải, không gợn lên chút gợn sóng nào. Một quyền dùng hết toàn lực của mày cũng chỉ bằng 1% lực lượng của tao. Trần Võ Si đã sớm coi Trần Đức như con cá trên thớt gỗ, cũng không gấp gáp ra tay, hắn giễu cợt nói, làm sao, tuyệt vọng hả? Tuyệt vọng, ha ha, Trần Bát Hoang tao tuyệt vọng lúc nào? Đột nhiên, Trần Đức ngước mắt, hai tròng mắt mở ra. Lại thấy con ngươi vốn màu đen của anh dần dần hiện ra tia sáng yêu dị. Hai tròng mắt đã biến thành màu tím, một màu tím cực kỳ yêu dị. Đôi mắt ngự thú. Trong khoảnh khắc đôi mắt ngự thú mở ra, rõ ràng Trần Đức cảm giác thấy từng con dị thú và khủng long. Trong chu vi ngàn dặm, ít nhất có 100.000 con khủng long các loại. Sau đó, núi rừng bạo động, đồng hoang cùng rung chuyển. Bầu trời sáng láng đột nhiên trở nên đen xì, giơ tay lên cũng không thấy được năm ngón. Dương mắt nhìn lên, trên cửu tuyết, tất cả phi long đang cấp tốc phóng tới, cả vùng đất rung chuyển, những con khủng long khổng lồ đang gầm thét đều cao đến 100 mét ngàn mét, đạp bể sơn nham, san bằng đại thụ và vùng hoang vu, bọn chúng giống như kẻ điên xông đến bên này. Động tĩnh như vậy, dọa Trần Võ Si cũng hơi biến sắc mặt. Lúc hắn định thần lại, Trần Bát Hoang đã biến mất ngay tại chỗ, kể cả Dư Tư Vũ cũng biến mất theo, không hề tồn tại. Thuật hư không nhà họ Cơ Tây Hải. Lông mày Trần Võ Si nhướng lên, hẳn cảm nhận được luồng khí tức lưu lại, sau đó di chuyển ra xa 100 mét, cách không vỗ xuống một trường. Ầm ầm. Trong phút chốc, mảng không gian kia bị ma sát, hóa thành mảng hắc lưu, giống như không gian sâu thẳm của vũ trụ, động đen lóe lên. Chỉ có điều, trong phút chốc liền khôi phục về lúc ban đầu, trên đảo Khốn Long dường như có một loại lực lượng thần bí đang tu bổ hư không. Vận khí không tệ, tạm thời giữ lại một mạng cho mày. Vẻ mặt Trần Võ Si chăm chú, tất cả khủng long như thú triều đang nhanh chóng dâng trào tới nơi này, hắn phải mở đường máu trước. Xoạt, 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 cánh tay hắn vung lên, lập tức 10 giọt máu tươi rơi xuống đất, máu tươi hóa thành xương máu. Ngưng tụ thành hình người, không tới 3 cái hít thở liền có 10 bóng người xuất hiện, khí tức những người này độc nhất vô nhị giống với hai người Trần Đức đã giết chết. Giết! 10 bóng người vẩy chính giữa Trần Võ Si, máu tươi dâng trào, mở ra một con đường máu. Ngược lại, đám người Bảo Thư Sinh, Dư Kỳ Sơn, Cảnh Thục Vân thì không may mắn như vậy, vừa mới đầu bọn họ còn có thể chống cự rồi liều mạng, nhưng rất nhanh vì nguyên khí không đủ, thể lực không chống đỡ nổi, không có cách nào đối phó. Bọn họ nằm nghiêng ngả xuống đất, chưa đến 10 phút liền thành thức ăn cho khủng long, bị chia 5 xẻ 7, cắn nuốt tại chỗ. Trên đảo Khốn Long, rất nhiều người phát hiện kỳ quái, dùng các loại thủ đoạn dò xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Mấy con khủng long này tại sao lại đột nhiên bạo động? Mau nhìn xem, trong đám khủng long có một bóng người, đó là Trần Võ Si. Hẳn cũng đến đảo Khốn Long. Trắng trách. Nhất định là hắn đang đại chiến với người ta ở đây, trước đó cách ngàn dặm tôi cũng cảm nhận được khí tức chập chờn ở nơi này, chỉ tiếc là không thấy đối thủ của hắn là ai. Ngoài 3.000 dặm, nơi này là rừng núi vô tận, trên đảo rộng lớn có một vùng thảo nguyên rộng hiếm có, không cây không núi, dõi mắt nhìn lại, một vùng xanh biếc bát ngát vô tận. Hấp hấp, trên thảo nguyên yên bình, hư khổng đột nhiên rung chuyển mãnh liệt, xé toạc ra, rất nhanh hai bóng người lăn xuống từ trong hư không. Một nam một nữ. Toàn thân hai người là máu, người đàn ông bị thương rất nặng, xuất hiện từ hư không liền ngất đi. Hai người này không ai khác chính là Trần Đức và Dư Tư Vũ. Trần Bát Hoang. Mặt đẹp của Dư Tư Vũ tái nhợt, cô ta lay Trần Đức, trong con ngươi tràn đầy lo âu, Trần Bát Hoang, anh tỉnh lại đi. Nhưng, dù Dư Tư Vũ lay thế nào, thậm chí đút cho Trần Đức mấy viên đan dược, rót nguyên khí vào trong cơ thể anh, nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Trần Bát Hoang, trong thời khắc nguy nan, anh bảo vệ tôi, bây giờ tôi bảo vệ anh. Dư Tư Vũ ngây ra nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, mạnh mẽ như đao tước, ngũ quan tuấn tú của Trần Đức, giọng cô ta đầy kiên định, đỡ Trần Đức dậy vác trên lưng, mang theo máu tươi đi từng bước trên thảo nguyên vô tận. Cho đến khi tìm thấy một nơi an tĩnh vắng vẻ, Dư Tư Vũ lấy ra mấy loại máy móc từ nhẫn nạp, xây dựng một cung điện. Cung điện sang trọng, các loại vũ khí đều đầy. Đủ.
Dư Tư Vũ cõng Trần Đức đến phòng tắm, cởi từng loại quần áo trên người anh. Vết thương của Trần Đức quả thực quá nặng. Khung xương trước lồng ngực anh vẫn còn đang rỉ máu, trong vết thương lóe lên ánh sáng, từng phù văn xen lằn nhau, đó là đạo của Trần Võ Si đang không ngừng ăn mòn, tạo thành tổn thương kéo dài, rất khó mà khôi phục. Ngoài ra, sống lưng của Trần Đức gần như đứt gãy hết, bọn họ ấn vào hư không, trong nháy mắt một chưởng của Trần Võ Si hạ xuống, Trần Bát Hoang dùng cơ thế ngăn Dư Tư Vũ không hề bị thương, nếu không cô ta đã sớm tan xương nát thịt. Vuốt ve từng đoạn xương vỡ vụn kia, kinh lạc loạn như gai, Dư Tư Vũ cực kỳ đau lòng, ngoại trừ bố mẹ cô ta, có lẽ không ai trên thế giới có thể làm được giống như Trần Bát Hoang đâu. Ngay cả Dư Kỳ Sơn nhìn cô ta từ nhỏ đến lớn cũng phản bội cỏ ta trước giây phút sống chết, không phải sao? Trần Bát Hoang, tôi nợ anh một cái mạng, anh. Nhất định phải tính lại, bình phục, để tôi còn có cơ hội trả anh. Dư Tư Vũ lẩm bẩm tự nói, hy vọng Trần Đức có thể nghe thấy. Cô ta không ngừng lấy ra đan dược, bôi lên cho anh. Trên thực tế, Dư Tư Vũ rất rõ, xác suất Trần Bát Hoang tỉnh lại rất rất nhỏ, không tới một phần vạn vạn, khả năng lớn nhất là dần dần chết đi trong đau khổ vô tận. Cho dù có thể tỉnh, cũng không biết mất thời gian bao lâu. Chỉ vì đến cấp bậc này của bọn họ, cho dù thân xác bị phá hủy toàn bộ, chỉ cần đủ thời gian cũng có thể khỏi phục. Thậm chí cường giả trí cao thì có thể chuyển kiếp. Thông qua phương thức hồi phục khác. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Nhưng, vết thương của Trần Bát Hoang đã bị thương đến gốc rễ, bị thương đến thần hồn. Khoảng cách giữa anh và Trần Võ Si quá thực quá lớn, trưởng cuối cùng kia Trần Võ Si gần như dùng 100% thực lực, cho dù không phải công kích thần hồn thì cũng có thể bị thương đến linh hồn thánh tổ và quy nguyên đính phong, thậm chí là cường giả trên thiên nguyên, chênh lệch có thể so với 100.000 giải ngân hà. Lúc này Trần Đức vẫn đang thở đã là vô cùng may mắn trong bất hạnh. Hồi phục. Rất khó. Khó hơn lên trời. Nhưng, Dư Tư Vũ sẽ không từ bỏ. Bên trong phòng tắm đặt một chậu thuốc thật lớn, bên trong chậu, thuốc Dư Tư Vũ đã chuẩn bị xong, cô ta gắng hết sức đưa Trần Đức vào, cùng mình ngâm trong chậu thuốc. Bản thân cô ta cũng bị thương nặng, nhưng vẫn có một niềm tin mãnh liệt, mặc kệ vết thương của mình. Cô ta liên tục truyền nguyên khí vào trong cơ thể anh, thỉnh thoảng thả các loại dược liệu và đan dược vào trong bồn tắm luyện hóa. Trạng vạng tối, sấm chớp lóe sáng, dường như sắp đè ép xuống. Dưới sấm chớp lóe sáng, cỏ dại trên thảo nguyên xanh biếc hóa thành một vùng cháy xém, thậm chí bốc cháy. Ngày càng nhiều người đi đến đảo Khốn Long. Để đoạt được cơ duyên, để rời khỏi đảo Khốn Long, vô số người dần dần đến gần trung tảm đảo Khốn Long thăm dò. Nhưng đảo Khốn Long vào ban đêm vốn không phải người bình thường có thể đến gần. Tối nay, người đến gần trung tâm có hơn 1.000 cường giả chết bỏ mạng, bọn họ bị bóng tối và cơn mưa như thác đố nuốt chửng, chết nơi đất khách, điều này khiến cho rất nhiều võ giả ý thức được nguy hiểm, không thể không dừng bước, chờ trời sáng mới tiếp tục đi tiếp. 3 ngày trôi qua nhanh như đạn bắn. 3 ngày nay, Dư Tư Vũ luôn giúp đỡ Trần Đức hồi phục vết thương, muốn thức tính anh. Điều đáng mừng là vết thương trên người Trần Đức đã gần như đã khỏi, nhìn vẻ bề ngoài không còn một chút xíu vết thương nào, xương cốt gãy lìa, kinh mạch rối loạn đều đã trùng sinh, khôi phục. Đây là điều ngoài dữ liệu của Dư Tư Vũ, 3 ngày trước Dư Tư Vũ cũng không dám nghĩ. Suy cho cùng, vết thương của Trần Đức quá kinh khủng. Vết thương Trần Võ Si tạo nên cũng không phải duy nhất, mà là tổn thương mang tính kéo dài. Nhưng những vết thương này lại hồi phục được. Cô ta biết rõ đây không phải công lao của mình, mà là thể chất của Trần Đức quá mức kỳ quái, lại có thể tự khỏi, hơn nữa tốc độ tự khỏi nhanh đến kinh người. Trong 3 ngày ngắn ngủi đã hồi phục đến mức gần như không nhìn ra vết thương. Nhưng, Trần Đức vẫn chưa tỉnh, thần thức của anh không có chút dấu hiệu hồi phục hay thức tính nào, toàn thân giống như đã chết rồi, không hề nhúc nhích. Dư Tư Vũ cũng không dám khinh thường hay chậm trễ, cô ta dốc toàn lực nghĩ cách thức tính anh. Còn vết thương trên người Dư Tư Vũ từ đầu đến cuối không thể bình phục. 3 ngày nay, người đến đảo Khốn Long ngày càng nhiều, vì cơ duyên, vì có thể tìm được con đường rời khỏi đảo Khốn Long, tất cả mọi người khỏng hẹn mà gặp đi sâu vào trong đảo, va chạm giữa các thế lực đến gần trung tâm ngày càng nhiều, thỉnh thoảng sẽ phát sinh ra chiến đấu kinh thiên động địa, khiếp sợ tám hướng. Trong 3 ngày qua, Trần Võ Si đã trải qua 10 mấy trận chiến lớn nhỏ, nhưng không một ngoại lệ, tất cả những nơi đi qua. Hắn đều vô địch, người đánh một trận với hắn, không ai có thể tiếp được 3 chiêu.
Trần Võ Si quá kinh khủng. Gần như là đệ nhất cao thủ trên đảo Khốn Long. Phàm là người nhìn thấy hắn, không một ai không đi đường vòng. Người bại dưới tay hắn, hoặc là tan xương nát thịt, hoặc là làm nô lệ người làm cho hắn. Lại một buổi tối hạ xuống, tối nay, như thường lệ Dư Tư Vũ dự định thức tỉnh Trần Đức, lấy bí pháp tu bổ thần hồn cho anh. Bóng tối hạ xuống, cũng không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, một luồng sóng thần hồn truyền ra. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Trần Đức hai mắt đang nhắm nghiền, lông mi khẽ nhúc nhích, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong tròng mắt, một tia tinh mang lóe lên, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tỉnh rồi. Trong con ngươi trong trẻo của Dư Tư Vũ lóe lên quang mang mừng rỡ, giống như nhìn thấy kỳ tích, Trần Bát Hoang, anh. Anh cuối cùng đã tỉnh rồi. Cỏ Dư. Trần Đức quay đầu lại, định nói gì đó. Đột nhiên Dư Tư Vũ liền nhắm mắt ngất xỉu. Cỏ thật sự không kiên trì nổi nữa, không phải ai cũng như Trần Đức có thể chịu đựng vết thương. Mang tính kéo dài Trần Võ Si mang tới. Liên tiếp 3 ngày chăm sóc Trần Đức, tâm lực cô ta đã quá mệt mỏi, có thể chống đỡ đến cuối đều là dựa vào tín niệm. Dư Tư Vũ lúc này mặt đã không còn giọt máu, bệnh trạng trên mặt giống như người già tuổi xế chiều vô phương cứu chữa, ngay cả miệng môi cũng mất đi màu sắc vốn có. Dư Tư Vũ, lần này thật sự thiệt cho cô rồi. Nhưng Dư Tư Vũ ngất xíu, Trần Đức tự lấm bẩm. Lần này, không có Dư Tư Vũ, có lẽ anh đã thật sự chết rồi. Mặc dù anh có huyết mạch bất tử điểu, nhưng không ngăn nổi một Trần Võ Si thật sự quá mạnh mẽ, sau khi thuật hư không thi triển, ấn vào hư không, một trường của hắn gần như muốn lấy mạng của anh. Nếu không phải Dư Tư Vũ dốc hết toàn lực bảo vệ thần hồn và sinh mạng của anh, dù năng lực khỏi phục mạnh, e rằng anh cũng không có cơ hội khôi phục. Lần đầu tiên Trần Đức lĩnh hội được sự khủng. Trên thực tế, anh đã tỉnh lại từ 2 ngày trước. Chỉ là anh không mở mắt, mà hoàn toàn đắm chìm trong thế giới thần hồn, không ngừng diễn hóa, suy diễn trận đánh giữa anh và Trần Võ Si. Căn cứ vào thực lực mà anh bày ra, tưởng tượng các loại chiến đấu có khả năng phát sinh. 2 ngày nay, anh đã thu hoạch cực lớn. Sắp đột phá thánh tổ, cách đại năng chí kéo một chân bước vào cửa. Trần Đức đứng lên. Anh lấy ra một bộ trường bào từ trong nhẫn nạp mặc lên người. Lại ỏm lấy Dư Tư Vũ trong bồn nước ra, ôm cô ta trở về phòng, đích thân cởi bộ quần áo dính máu trên người cõ ta ra, sau đó lại thay một chiếc váy mới tinh. Tiện thể, Trần Đức lại cắt đầu ngón tay mình, đưa tới đôi môi hồng hào của cô ta. Máu tươi từ đôi môi hồng nhỏ nhắn chảy xuống cổ họng, có thể thấy rõ gương mặt xinh xắn của Dư Tư Vũ dần hiện lên vẻ hồng hào. Khoảng vài 3 phút sau, Trần Đức thu tay lại, bắt đầu luyện đan để chữa trị vết thương ngoài da cho Dư Tư Vũ. Vết thương của cô ta rất nặng, nhưng với Trần Đức thì vẫn bình thường. Mất khoảng một đêm, sáng sớm ngày hôm sau thì Dư Tư Vũ đã hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa còn có thể tự hoạt động được. Chẳng qua, nếu muốn quay lại được trạng thái mạnh mẽ nhất thì vẫn cần một khoảng thời gian ngắn. Anh Trần, cảm ơn anh chuyện lần trước. Câu đầu tiên Dư Tư Vũ nói sau khi tỉnh lại chính là: nếu không có anh, có lẽ tôi đã chết rồi. Nếu không phải do tôi, chắc anh đã không gặp phải nhiều phiền toái như thế. Trần Đức cười nói, cô Dư, vết thương của cô chỉ vừa mới khá hơn chút thôi, tốt nhất là đừng nói quá nhiều. Dư Tư Vũ gật đầu, im lặng một lát, lại cười khố nói, anh Trần. Nếu anh không ngại thì có thể gọi tôi là Tư Vũ, bây giờ tôi đã không còn là cỏ này cậu kia nữa rồi. Được, cô cũng có thể gọi tôi là Trần Đức. Hoặc là Trần Bát Hoang. Trần Đức nói, vết thương của cô vẫn chưa khỏi, không thích hợp tham gia vào chiến đấu ở đảo Khốn Long, trong khoảng thời gian này cô cứ ớ lại cung điện đi, đám Cảnh Thục Vân đã chết rồi, có lẽ sẽ không ai đến tìm cô gây chuyện nữa, mặt khác tôi cũng sẽ bày trận văn để giúp cô che giấu hơi thở. Dư Tư Vũ không phải là một người bướng bỉnh thích làm mình làm mẩy, ngược lại, cô ta rất ngoan hiền, rất hiểu chuyện. Nếu 7 giờ cô ta ra ngoài kia thì chẳng khác gì tự tìm đường chết, chạm trán với bất kỳ con khủng long nào bẽn ngoài, cô ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Đức là một người hành động rất quyết đoán. Ngay sau đó, anh ra khỏi cung điện, vung tay lên, nguyên khí chợt dâng cao, tòa cung điện nguy nga lập tức bay lên tận mấy cây số trên trời. Đầu ngón tay Trần Đức điểm vài chỗ, hào quang le lói tạo thành trận văn bao trùm lấy cả cung điện, không chỉ là đại trận ẩn nấp, mà còn có cả sát trận,
những trận pháp đó là do Linh Lung truyền lại cho anh, bình thường Trần Đức rất ít dùng, để bảo vệ an toàn của Dư Tư Vũ, anh đã mang ra dùng hết. Cũng may Dư Tư Vũ có đủ nguyên thạch dự trữ, có thể duy trì được trận pháp bày ra. Chắc là một cao thủ hợp đạo cũng chưa chắc đã dễ dàng phá vỡ được trận pháp này đấy nhỉ. Dư Tư Vũ hết sức ngạc nhiên, rốt cuộc Trần Bát Hoang là yêu nghiệt phương nào? Chẳng những có tu vi mạnh mẽ, biết luyện đan, mà còn biết bày trận. Nên biết rằng, ba thứ đó, nếu là người khác thì tuyệt đối không thể am hiểu hết cùng lúc được. Không bàn đến những điều kiện đặc biệt để học luyện đan, nhưng trận pháp là thứ mà các gia tộc, thế lực, bộ tộc ngoài kia giữ như bảo bối, là một sự tồn tại bí mật, những trận pháp mạnh mẽ không chỉ khó tìm, mà nó còn cần rất nhiều người phối hợp mới tạo ra được. Vậy mà từ đầu đến cuối Trần Đức chỉ có một mình. Ngơ ngác nhìn Trần Đức, lòng Dư Tư Vũ trở nên nhộn nhạo. Đối mặt với một cao thủ mạnh mẽ như thế, một ản nhân cứu mạng như thế, cô ta rung động rồi. Tư Vũ, cậu ở đây chờ tôi tìm được cách rời khỏi đảo Khốn Long rồi sẽ quay lại đây đưa cô đi. Trở lại cung điện, Trần Đức hiền hòa nói, nhớ, không được đi lung tung, số đan dược này cô giữ lấy, mỗi ngày uống một viên. Trần Đức vừa nói chuyện vừa lấy ra một lọ đan dược, đủ để cô ta dùng một tháng. Dư Tư Vũ đi tới nhận lấy đan dược. Đột nhiên, chụt, bất ngờ không kịp đề phòng, cô ta kiễng mũi chân, như chuồn chuồn lướt nước chạm môi Trần Đức. Sau đó, mặt cô ta đỏ bừng, nghiêm túc lại nói, tôi chờ anh, nếu anh không quay lại, tôi sẽ không đi đâu hết. Hành động bất thình lình của Dư Tư Vũ khiến Trần Đức kinh ngạc. Muốn nói gì đó nhưng cô ta đã trở về phòng và đóng cửa lại. Con gái ở đại thiên thế giới đều sống thoáng như vậy hả? Trần Đức sờ mỏi, cười khổ, đi tới trước cửa phòng, khẽ nói, tôi đi đây. Nói xong, Trần Đức đã hóa thành một vầng sáng, lao ra thảo nguyên rộng lớn. Anh nhất định phải bình yên sống sót trở về nhé. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Dư Tư Vũ đi tới cửa phòng. Đứng bên trong trận văn nhìn Trần Đức rời đi, cầu nguyện cho anh. Trong khu rừng rậm rạp rộng lớn, dây mảy đan sen, cổ thụ che trời, mồ ỉ một đóa hoa, cọng cỏ đều cao bằng một đứa trẻ, Trần Đức chạy như điên suốt một đường, lao vào trung tâm đảo. Tốc độ của anh rất nhanh, một giây đã chạy được mấy trăm đến cả ngàn thước, dùng hổ không thuật, cùng với tốc độ của bản thân, chẳng mấy chốc đã đến gần nơi anh từng chiến đấu với Trần Võ. Đảo Khốn Long thật sự rất thần bí và quỷ dị, trận chiến chỉ cách đây có 3 ngày, mà tất cả mọi thứ ở nơi này đã trở lại bình thường, cả những cây cổ thụ đổ xuống, hóa thành bụi mù cũng đã mọc lại, dường như có thứ sức mạnh bí ẩn nào đó đang duy trì sức sống của hòn đảo này vậy. Nếu gặp phải Trần Võ Si lần nữa, chắc hẳn mình vẫn không phải là đối thủ của anh ta. Nhớ tới chiến đấu 3 ngày trước, cùng với những diễn tiến chiến đấu thông qua thần hồn mấy ngày nay, Trần Đức biết rất rõ Trần Võ Si khủng bố đến mức nào. Trước mắt, Trần Đức vẫn còn thiếu hụt 3 thứ. Thứ nhất, cảnh giới của anh quá thấp, dù có cực cảnh cộng với tự tại thần ma công thì anh vẫn không thể đánh ngang tay với Trần Võ Si được. Thứ hai, anh thiếu hụt võ kỹ tương xứng với cảnh giới. Ngoài hố không thuật do Cơ Tuyết truyền lại, cùng với tự tại thần ma công, những võ kỹ Trần Đức nắm giữ, chẳng hạn như Vạn Tự Thiên Âm, Lục Đạo Luân Hồi, Nhãn Vương Ấn, Linh Huyễn Kiếm, không có ngoại lệ, tất cả đều là võ kỹ dành cho cảnh giới dưới cấp thánh. Những võ kỹ đó, ngoài Vạn Tự Thiên Âm đỡ hơn một chút, thì những võ kỹ kia không thực hiện còn đỡ, một khi thực hiện, nó sẽ hạn chế sức mạnh thật sự của Trần Đức. Thứ ba, Trần Đức lại thiếu thêm một món vũ khí thuận tay. Ba điểm thiếu hụt đó, vấn đề cảnh giới thì Trần Đức tin mình có thể đột phá, trước mắt thứ anh thiếu chính là tài nguyên, một lượng tài nguyên đủ để anh đột phá. Vũ khí, chỉ cần có được nguyên liệu tốt, anh cũng có thể tự tạo ra được. Nhưng điểm thiếu hụt thứ hai, về võ kỹ thì có hơi khó khăn. Võ kỹ là thứ thường được các gia tộc và thế lực truyền lại cho đời sau, bình thường nó sẽ không bao giờ được truyền ra ngoài, muốn có được là một điều. Rất khó. Trần Võ Si, lần sau gặp lại, mong là anh Vân có thể thoải mái thắng được tỏi. Trong mắt Trần Đức là ánh sáng lóe lên như sao, đôi mắt đảo qua xung quanh. Quái lạ, sao nơi này lại có trận pháp, lại còn là đại sát trận. Đột nhiên, Trần Đức trở nên nặng nề, thông qua thấu thị, anh phát hiện không biết từ khi nào nơi này đã có người bày ra đại sát trận. Một sát trận vô cùng khủng bố, phức tạp, rườm rà.
hơn nữa sát trận còn được che giấu rất tốt, toàn bộ đều được giấu trong hư không, dù Trần Đức nhạy cảm và quen thuộc với trận pháp cách mấy cũng phải dùng đến thấu thị mới phát hiện ra được. Chắc là số nguyên liệu mà sát trận này dùng lẻn đến cả trăm vạn cản nguyên thạch đấy nhỉ. Hơn 20 pháp khí, chậc chậc, đúng là mạnh tay. Trần Đức lấy bầu rượu ra, rót ừng ực vào miệng, uống mấy ngụm to. Bỗng nhiên, không quan tâm ai là người đã bày ra trận pháp, bóng Trần Đức chợt lóe, chạy về phía đại trận, cùng với một đống mắt trận. Trăm vạn cân nguyên thạch, chắc là đủ để mình đạt tới cảnh giới đại năng rồi. Đầu tiên, Trần Đức lấy đi trăm vạn cân nguyên thạch, đang muốn lấy cả pháp khí thì đột nhiên, anh cảm nhận được hai luồng hơi thở đang nhanh chóng tiến về phía này. Theo bản năng, anh thi triển thuật hư không, sau đó lập tức trốn đi. Anh phản ứng rất nhanh. Hai người đến đẩy không hề phát hiện ra chút. Nào, Tô Vân Phi, Tô Y Y. Thấy mặt hai người đó, Trần Đức thoáng giật mình. Không thể ngờ được mình lại chạm mặt hai anh em này ở đây. Tô Vân Phi vẫn thế, trường bào màu xanh như khoác cả biến rộng chẽn người, vạt áo bay bay, hơi thở kinh người. Tô Y Y vẫn giống với lần đầu tiên gặp gỡ, vô cùng chói mắt, mái tóc đuôi ngựa dài buộc phía sau, dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển, chỗ nào cần lồi có lồi, cần lõm có lõm, bên dưới chiếc quần ngắn là đôi chân thon dài, thẳng tắp, trắng như ngọc dương chỉ, đôi giày bít chân màu xanh lại càng tôn lên vẻ đẹp của đôi chân ấy. Anh, Trần Bát Hoang sẽ đến đây thật hả? Đến nơi, Tô Y Y và Tô Vân Phi dừng lại, có ta quay sang nhìn Tô Vân Phi, tên đó lại dám lừa gạt chúng ta, nói mình là người nhà họ Trần. Hừ hừ, nếu bắt được anh ta, nhất định phải cho anh ta một trận ra trò, sau đó mới giao cho Trần Võ Si Đế đối lấy tuyệt chú. Trực giác nói cho anh biết tên đó nhất định sẽ đến. Đôi mắt hoa đào của Tô Vân Phi lóe lên vẻ âm u, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tất cả mọi người đều muốn tìm thấy và giết hắn. Đối lấy 10 tuyệt chú, chắc chắn hắn ta sẽ không đến những nơi trông có vẻ an toàn, đi thôi, tiến về phía trước xem thử. Tô Y Y gật đầu, đi theo Tô Vân Phi, từng bước tiến về phía trước. Cứ tưởng trận pháp đó được chuẩn bị cho mình, xem ra đối tượng không phải là mình. Trong hư không, Trần Đức nhìn hai người. Xa xa phía trước, chính là trung tâm của trận pháp. Một khi tiến vào, chỉ cần trận pháp mở ra. Trừ khi là người sắp đặt, nếu không sẽ rất khó thoát. Từ đối thoại của hai người họ, không khó để phản tích, trước kia Tô Y Y chưa từng tới nơi này, dù lần này tới đây cũng là do Tô Vân Phi dần tới. Lại nhớ tới kế hoạch bí mật của Tô Danh và Tô Diệp từng chết trong tay anh. Đáp án đã hiện lẽn rất rõ. Trận văn này, được chuẩn bị cho Tô Y Y. Kẻ muốn giật lấy ấn ký thiên đạo của Tô Y Y không phải Tô Danh, cũng không phải Tô Diệp. Mà là huynh trưởng của cô ta, anh của cô ta, Tô Vân Phi. Anh, bên này không có người. Phía trước, Tỏ Y Y bất đắc dĩ lắc đầu, dáng vẻ ngây thơ, hoàn toàn không hề đề phòng, chắc là anh ta không tới đây đâu, hay là chúng ta đi thỏi, nghe nói gần đây có người phát hiện ra trứng khủng long có huyết mạch phản tố, chúng ta đừng lãng phí thời gian trên người Trần Bát Hoang nữa, quay về tìm trứng rồng thôi, nói không chừng có thể tìm được cách rời khỏi đảo khốn long đấy. Tên đó có tới hay không cũng không quan trọng. Tô Vân Phi bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại, vẻ mặt tươi cười, quan trọng là em đã đến đây rồi. Anh nói thế là sao? Ngày nào em cũng đi cùng với anh mà. Ừ, đúng là ngày nào cũng đi cùng anh, nhưng mà... Hôm nay có hơi đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào? Tô Y Y không chờ được câu trả lời của Tỏ Vân Phi, mà chỉ chờ được thứ nguyên khí chợt dâng lên, hắn ta ra tay trong nháy mắt. Một chưởng đè xuống đỉnh đầu Tô Y Y với tốc độ cực nhanh. Đại Tu Danh Cửu Ấn. Tiếng hét vang vọng, chưởng ấn của Tô Vân Phi ngưng tụ sức mạnh, đất trời xoay chuyển trong nháy mắt, một chưởng che trời đè xuống. Rơ vù vù. Mặt đất sụp đổ, cây cối ngã xuống, Tô Y Y không hề đề phòng người anh Tô Vản Phi này chút nào, khoảng cách gần như thế, hắn ta ra tay quá bất ngờ không kịp đề phòng, cô ta hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức trúng một chưởng. Răng rắc, đỉnh đầu Tô Y Y vỡ ra, thần quang màu tím từ trong xương sọ phát sáng bay lén, chiếu sáng cả cơ thể, đầy thần bí và quỷ dị. Đó chính là ấn ký thiên đạo của Tô Y Y, nó hiện lên gần ngay trước mắt, chỉ trong gang tấc. Khụ, khóe miệng Tô Y Y tràn máu tươi, quần áo nhuộm màu máu đỏ, vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vân Phi, anh. Lẽ ra,
Cô ta muốn hỏi tại sao Tô Vân Phi lại ra tay với mình. Nhưng khi ngẩng đầu lén, nhìn thấy ánh mắt tham lam của Tô Vân Phi đang dán chặt vào ấn ký thiên đạo của mình, thì cô ta đã hiểu ra tất cả. Ha ha, không thể ngờ được, cả anh cũng không thể chống lại được sức hấp dẫn của ấn ký thiên đạo. Tô Vân Phi, anh khiến tôi thất vọng quá. Tô Y Y cười đầy chua xót, cô ta nằm trên đất với gương mặt thất hồn lạc phách, đôi mắt to như bảo thạch lăn xuống hai hàng lệ dài. Anh có biết không, ngoài cha mẹ và ông nội ra, thì anh là người duy nhất tôi không hề đề phòng trong thế giới này. Tô Y Y mất hồn lạc phách, bị anh mình đánh lén khiến cô ta như người mất hồn, hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt đáng thương dâng đầy vẻ thất vọng. Đau lòng. Tim cô ta như bị thứ gì đó đâm vào. Mỗi lần nó nhói lên, cô ta lại thấy đau đớn. Ha ha. Nhưng Tô Vân Phi hoàn toàn không hề hối hận, gương mặt tuấn tú kia trở nên ảm u và lạnh lẽo cùng với nụ cười xấu xí đầy méo mó. Đứa em gái thân yêu của anh à, em ngây thơ quá, hiền lành quá, đại thiên thế giới có hàng trăm triệu võ giả, nhưng kẻ có được ấn ký thiên đạo lại không tới 100 người, ai lại không ước mơ mình trở thành một đại tu sĩ. Bình thường ở trong gia tộc anh không có cơ hội, nhưng đảo Khốn Long này chính là cơ hội duy nhất. Chết ở đây, sẽ không một người nào biết lý do em lìa đời, cũng sẽ không có ai điều tra ra được cái chết của em. Trên dưới gia tộc ta, sẽ không có ai nghi ngờ người anh này. Dù họ phát hiện ra thật, thì chuyện cũng đã thành, anh nghĩ bọn họ sẽ không giết chết kẻ có được ấn ký thiên đạo đâu, em nói xem có đúng không? Em gái yêu quý. Giọng Tô Vân Phi trầm thấp, vẻ mặt có chút dữ tợn. Hắn ta gần từng tiếng, như búa tạ đập vào lồng ngực Tỏ Y Y, mỗi một câu hắn ta nói đều đẩy cô ta xuống vực sâu vạn trượng, khiến cô ta hoàn toàn thất vọng về người anh mà mình luôn kính trọng, tôn sùng. Nước mắt cạn rồi, sẽ không chảy nữa. Khi con người ta quá tuyệt vọng rồi, sẽ không khóc được nữa. Nước mặt Tô Y Y hóa thành hơi nước, biến thành cầu vồng và tan đi. Cô ta chậm rãi đứng dậy, Tô Vân Phi, anh có chắc là mình đủ sức làm đối thủ của tôi không? Anh, chẳng qua chỉ là một tu sĩ hợp đạo, đảo mắt khắp đại thiên thế giới, anh chẳng khác gì một người bình thường. Giọng nói không có chút tình cảm, không có chút dao động nào, hệt như đang nói với một người xa lạ. Cùng với từng lời nói ra, vết thương trên đỉnh đầu Tô Y Y bắt đầu hồi phục lại. Chỉ trong vài giây, tất cả mọi thương tổn Tô Vân Phi tạo ra đã biến mất không còn nữa. Tô Vân Phi, anh, hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Nguyên khí dâng lên, giữa trán Tô Y Y xuất hiện vầng sáng bảy màu, cỏ dại, cành cây dưới mặt đất như sống lại trong khoảnh khắc đó, điên cuồng lớn lên, như một con rắn nhỏ dài, từ bốn phương tám hướng lao tới Tô Vân Phi. Tô Y Y, tất nhiên tôi không phải là đối thủ của cô. Đổi mặt với dị động đỏ, Tô Vân Phi không hề kích động, khóe miệng vẫn nhếch lên, nhưng, chư thiên sinh linh đốt sát trận này, không biết có thể lấy được ấn ký thiên đạo của cô hay không. Khởi trận, Tô Vân Phi khẽ quát, mấy lá bùa trong tay xuất hiện, bay về bốn phương tám hướng. Vù vù, trong phút chốc, pháp khí hắn ta ấn giấu trong hư không đã khởi động rồi, đó là mấy lá cờ cùng với bàn tế, huyền quang di chuyển, không gian nhanh chóng bị bao trùm, sát ý khủng bố lan tràn. Lá cờ bay bay, bàn tế bùng cháy, sát quang bỗng chốc ập xuống, tất cả mọi thực vật đến gần hắn ta đều hóa thành bột mịn. Thu! Trong sát trận, một đại ấn kim loại cùng với những đường vân đại đạo tạo thành từ sơn binh thổi quét về phía Tỏ Y Y. Keng! Đó là một thanh kiếm, không biết được chế tạo từ chất liệu gì mà vô cùng bất phàm, tạo thành một mắt trận, kiếm ý đầy trời, nhấc lẻn đã ồ đạo, mang theo sức trói buộc của trật tự chém xuống. Thùng thùng thùng, tiếng trống nổi lên, như sấm sét giữa trời quang, không ngừng vang vọng đến tận mây xanh, đòn tấn công vào thần hồn rơi xuống, như cả ngân hà ập xuống đầu. Bộp, trung tâm đại trận là một đóa hoa trắng noãn, yếu ớt như thủy tiên đang nở rộ, khi những cánh hoa đó mở ra cũng là lúc nó ngưng tụ ra hư ảnh khiến con người ra run lèn, khủng bố. Đại trận hoàn toàn mở ra, bao phủ mấy ngàn thước, cả Trần Đức cũng bị kéo vào trong. Trăm vạn cân nguyên thạch đã bị lấy mất rồi mà vẫn tạo ra được sức mạnh như thế, đại trận này quả là vi diệu. Trần Đức than thở, e là Tô Vân Phi phải mất rất nhiều công sức mới tạo ra được một trận pháp như vậy. Trước mắt, đại trận có thể khởi động được đều nhờ vào năng lượng của chính nó,
cùng với nguyên khí trong người Tỏ Ván Phi, một khi nó tiêu hao hết. Tỏ Vân Phi sẽ quay về mắt trận chính, dùng nguyên thạch. Mà nguyên thạch đó thì đã sớm bị Trần Đức lấy mất rồi. Khi đó, không biết vẻ mặt Tô Vân Phỉ sẽ trông thế nào. Trần Đức có chút mong chờ. Động tĩnh thế này, lập tức thu hút được sự chú ý của rất nhiều tu. Sĩ, vô số ánh mắt giật mình nhìn về phía đang xảy ra biến đổi kinh người. Xảy ra chuyện gì thế, tại sao trận pháp đó nhìn kiểu nào cũng giống trăm hoa nở rộ, lại có sát ý che trời. Đó là đại trận hộ tộc của tộc Bách Hoa, 500 trước, tôi từng may mắn nhìn thấy một lần, nhưng có vẻ nó không phải là phiên bản hoàn chính, không trọn vẹn, đây chỉ là một góc của đại trận hộ tộc thôi, nó muốn giết ai thế? Dao động khủng khiếp quá, dù là cao thủ quy nguyên bước vào đó thì chắc cũng không thể thoát ra được nhỉ. Tộc Bách Hoa quả nhẽn là tộc Bách Hoa, lưu truyền qua hàng vạn năm, cũng có cái lý của nó. Rất nhiều người dùng mọi thủ đoạn để nhìn về phía đại trận, nhưng không ai có thể nhìn thấu, không ai biết giữa đại trận đó là ai với ai đang đánh nhau. Tô Vân Phi hành động kín đáo, tất nhiên sẽ không để cho chuyện mất mặt này lộ ra trước mặt người khác, hắn ta đã tính toán từ sớm rồi. Tô Vân Phi, anh thật nham hỉ ếm. Gương mặt Tô Y Y đầy hờ hững, chư thiên sinh linh đốt sát trận, cô ta biết rất rõ, dù chỉ là một góc không hoàn chỉnh cũng đã đủ để đối phó mình, giết chết mình rồi. Tô Vân Phi quá độc ác. Doc AC đen mai không mần cho cô ta mốt con đưa tinh xong, mốt con đai rong lui nào. Mốt long mần dây co ta vào cho chết. Ha ha. Kít pha dai chan, bong hình to van phi cho nen mò ao, ra biên mét, red khó đỡ tim thay bong giang han ta, di ra dai chan nay, han ta trinh là nghi roi nam quyên, han ta trinh là than, là tét ca. Không đỡ ngò đớt, không đỡ ngò đớt hòn này to van phi tao lại có đuôi dê xê bét ngò ngoài y muần. Chan bét hoang, mày đát s gì giang a dai. Không ai chan mò rong. Tò Văn Phi ra cam nhàn đớt hoi thò cua chan ao ớt, dòng nòi cho nền hào hiêng hòn bao do hét. Chi rốc do hàn ta nòi chan đai xe tê đê dây cung chi đỡ lira to y y ma thôi. Không ân xấu. Hoàn toàn không ngọ anh xe tê đê dây đát. Voi Tò Văn Phi ma nòi. Dung la song hi lam mon. Uầy, đang định xem kịch hay, không ngờ anh lại nhạy bén như vậy. Trần Đức ra khỏi hư không. Lững thững đi tới bên cạnh Tô Y Y giữa mảnh đất hoang vắng, xem ra người anh này của cô muốn một lưới tóm hết hai chúng ta. Tô Y Y có chút bất ngờ, sau đó, cô ta cười khố nói, không thể tưởng tượng được, cuối cùng người chôn cùng tôi lại là anh. Trần Đức bĩu môi, con bé này, đừng có nói chuyện ăn mắm ăn muối thế được không? Hở tí là chết, cái trận rách nát này, Trần Bát Hoang tôi chỉ cần một giây là phá được. Ha ha! Tô Y Y lắc đầu cười khổ. Anh ấy hả? Một tên cảnh giới thánh tố, có thể sống được đến ngày hôm nay đã là may mắn với xác suất một phần tỷ tỷ rồi. Anh còn muốn phá đại trận hộ tộc của tộc Bách Hoa tôi ư? Dù nó không phải là trận hoàn chỉnh, chỉ là một góc thôi, nhưng dù có 100 người như anh cũng không thể phá được. Có muốn cực thử không? Trần Đức nhướng mày, nếu tôi không thể phá, thì tôi chết cùng với cô. Nếu tôi phá được, thì võ kỹ mạnh nhất tộc Bách Hoa sẽ được giao cho tôi, thế nào? Đại trận đã mở rộng, trận văn bao trùm cả cây số dài, dẫn tới ánh mắt chú ý của rất nhiều người. Bẽn trong trận văn, so với sự tuyệt vọng của Tô Y Y, thì Trần Đức vẫn hết sức bình tĩnh và thong dong. Cô Tô à, chúng ta cược nhé. Anh mơ đi. Tô Y Y bĩu môi, sắc mặt lạnh lẽo, không thể phá được trận này, chúng ta vốn sẽ chôn cùng nhau, tại sao tôi phải cược với anh? Trần Đức bĩu môi, con bé này, tuổi không lớn nhưng lại khá thông minh. Xem ra, ý tưởng lừa võ kỹ này đành phải tạm gác sang một bên rồi. Trần Bát Hoang, ha ha, mày tự tin thật đấy nhỉ? Mày muốn phá đại trận hộ tộc của tộc Bách Hoa ư? Tao thấy hình như mày chưa tỉnh ngủ rồi. Tô Vân PSL liên tục cười to, như thế vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất trên đời. Dù Trần Võ Si tiến vào trận cũng không dám mạnh miệng nói ra những lời như thế. Trần Bát Hoang thì sao? Một kẻ rác rưởi bị Trần Võ Si đánh bỏ chạy, còn chẳng bằng một ngón tay của người ta mà cũng muốn phá trận ư. Không phải chuyện cười thì là gì? Dầm! Tô Y Y không nói tiếng nào, vẻ mặt lạnh giá, hào quang trong người dâng lên, hệt như cửu thiên huyền nữ giáng trần, hơi thở không thích hợp với thế giới này lan tràn,
dao động khủng bố đó khiến Trần Đức cũng khá giật mình. Cô gái này đã mạnh hơn mấy ngày trước khi gặp anh rất nhiều. Đúng như lời Linh Lung nói, người có được ấn ký thiên đạo tu hành một ngày có thể bằng người khác tu một năm, thậm chí là nhiều hơn. Tiếc là, so với đại trận này, Tô Y Y vẫn còn quá yếu, với thực lực và cảnh giới bây giờ, đừng nói tới chuyện. Phá trận, sống sót thoát ra đã là một vấn đề rồi. Một cái trận rách nát thôi mà, không cần phải làm ầm ầm lên thế đâu. Trần Đức thản nhiên nói, con người tôi ấy à, lương thiện lắm, không thể nhìn một cô gái bị người ta bắt nạt, cho tôi 3 giây. Trần Đức đi tới từng bước, thoải mái chắn trước người Tô Y Y, giơ 3 ngón tay lên bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, ngu ngốc. Tô Y Y liếc mắt nhìn Trần Đức, ở thời khắc sống còn này, hành động của anh chẳng khác gì một trò. Hề, đại trận của tộc Bách Hoa bọn họ là thứ cô ta cực kỳ am hiểu. Chỉ trong 3 giây mà đòi phá. Không phải ngu ngốc thì là gì. Nhưng, có ta vừa mới dứt lời thì đột nhiên há hốc miệng, ngơ ngác, đại trận khủng bố với uy thế ngập trời 1 giây trước, bỗng nhiên dừng lại. Như thể thời gian đang ngừng lại vậy. 1 giây sau, bộp, Trần Đức vỗ tay. Sau đó, đại trận hệt như tòa nhà cao tầng ầm ầm sụp xuống, phá hủy, tất cả pháp khí đều mất đi vẻ sáng bóng, rơi xuống từ hư không. Sau đó, bóng hình Tô Vân Phi cũng xuất hiện giữa đại trận. Bấy giờ, vẻ mặt hắn ta hoàn toàn đông cứng, như đã bị dừng hình vậy, ngơ ngác nhìn từng món pháp khí rơi xuống, ánh mắt đầy kinh hãi và không thể tin nổi. Sao lại như thế được? Đại trận hắn ta tốn mất 3 ngày thời gian, đã biến mất rồi ư? Là người bày trận, Tô Vân Phi biết rất rõ, đại trận mất đi ánh sáng, ngừng vận chuyển là vì nó không đủ năng lượng. Nhưng, hắn ta đã đế lại hàng trăm vạn cân nguyên thạch trong này rồi. Tại sao lại không đủ năng lượng cơ chứ? Bốp! Theo bản năng, Tô Vân Phi bay đến nơi chứa đựng nguyên thạch, cho một tay vào hư không? Không có. Nguyên thạch hắn ta để lại, đã không còn nữa. Trần Bát Hoang. Chắc chắn là Trần Bát Hoang. Tô Vân Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên thạch của hắn ta biến mất chắc chắn có liên quan tới Trần Bát Hoang. Nếu không, anh đã không thể phá trận dễ dàng như thế được. Trần Bát Hoang, mày không thể chết tử tế được. Tô Vân Phi điên cuồng, không có đại trận, hắn ta trước mặt Tô Y Y chẳng khác gì một đứa em nhỏ, bản thân hắn ta vốn đã không phải là đối thủ của Tô Y Y rồi. Trần Bát Hoang đã đẩy hắn ta đến đường cùng. Tao không sống được, thì cũng phải lôi mày theo. Mặt mũi Tô Vân Phi đầy dữ tợn, sự hung ác lóe lẽn trong ánh mắt, thứ ánh sáng tàn nhẫn âm u. Dưới sự bùng nổ của nguyên khí, hắn ta đột nhiên đến gần Trần Đức, mang theo một đấm với sức mạnh khủng bố gào thét đánh về phía anh. Một đấm này, nếu ở Vân Tiêu giới, nó đủ sức phá nát cả thế giới đó. Sức mạnh khủng bố đến cùng cực, hắn ta đã dùng cả 100% thực lực. Nói thế, nhưng chưa đến nửa giây sau, nắm đấm của hắn ta đã dừng lại, không phải là bản thân hắn ta muốn dừng, mà đã bị Trần Đức nắm lấy cố tay. Cùng lúc đó, cả người Trần Đức lóe lên kim quang, anh tiến vào cực cảnh, màu vàng ẩn chứa mũi nhọn của thần đan sen, tia sáng bức người. Đôi mắt hết sức bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Vân Phi. Sao, sao lại như thế được? Sắc mặt Tô Vân Phi chợt đổi, vô cùng đặc sắc, có thể thấy, hắn ta không ngờ Trần Đức lại dễ dàng nắm lấy cổ tay mình như thế. Dù là Tô Y Y đang định ra tay cứu người bên cạnh cũng không thể tin nổi, đồng tử co rụt lại. Hình như tẻn cảnh giới thánh tố này có thực lực mạnh hơn rất nhiều, không hề đơn giản như vẻ ngoài. Bấy giờ, cô ta có thể loáng thoáng hiểu được tại sao Trần Bát Hoang lại đủ sức trốn thoát từ tay Trần Võ Si. Có lẽ không phải do anh may mắn, mà anh có thực lực. Thứ thực lực chân chính ấy. Kéo tôi làm đệm lưng ấy hả, anh mà cũng xứng làm việc đó ư. Khóe miệng Trần Đức khẽ nhếch lên một nụ cười, nếu như 3 ngày trước anh đánh với Tô Vân Phi. Có lẽ anh sẽ hơi quá sức. Tiếc là, hôm nay không phải là 3 ngày trước. Vừa nói xong, cánh tay Trần Đức đột nhiên dùng sức xoay. Tròn, răng rắc, tay của Tô Vân Phi đã gãy. Hệt như cái bánh quai trèo, bị bẻ gãy trong. Nhập, y mầy. Sau đó, cũng là một đấm trả lại cho Tô Vân Phi. Bốp, một đấm rơi xuống, Tô Vân Phi lập tức bay ra xa. Hét cũng không kịp hét lẽn một tiếng đã hóa thành mây máu,
thần hồn, thân thể đều tan biến, hóa thành hư vô. Giúp cô giải quyết tên khốn này rồi đấy, cô Tô, cô định báo đáp tôi thế nào? Yêu cầu của tôi cũng không cao, tùy tiện ném cho tôi một võ kỹ mạnh của tộc Bách Hoa các người là được. Giải quyết Tô Vân Phi xong, Trần Đức lại cười tủm tỉm xoay người, nhìn về phía Tô Y Y. Cảm ơn. Tô Y Y vẫn còn chìm trong sự rung động Trần Đức mang lại, cô ta lấy lại tinh thần thì đúng lúc trông thấy độ cong trên môi anh, nói lời cảm ơn theo bản năng, nhưng ngay sau đó, gương mặt ấy đã trở nên lạnh lẽo như băng. Võ kỹ tộc Bách Hoa, e là anh có mạng học, nhưng không có mạng dùng đâu. Tốt nhất anh nên từ bỏ cái suy nghĩ viển vông đó đi, mặt khác. Nế tình hôm nay anh đã cứu tôi, nên tôi sẽ không giết anh, cũng sẽ không đòi lại đống nguyên thạch vốn thuộc về tộc Bách Hoa kia. Trải qua vài phút suy nghĩ, Tô Y Y đã hiểu được tại sao Trần Đức có thể phá được trận. Anh lấy đi nguyên thạch của Tô Vân Phi, mưu lợi cho bản thân mà thôi. Còn nữa, Tô Vân Phi thảm bại như thế không phải do Trần Đức lợi hại, mà là sau khi mở đại trận, thực lực của Tô Vân Phi không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa, chỉ còn khoảng 10% công lực thôi. Tất nhiên, 10% vẫn đủ để giết chết một cảnh giới thánh tổ, biểu hiện của Trần Đức cũng khá là bất ngờ. Nhưng, cũng chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, không hơn. Tuyệt đối không phải là mạnh mẽ gì cho cam. Vì thế, trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu, trong mắt Tô Y Y, Trần Bát Hoang cũng chỉ là may mắn, dẫm phải vặn cứt chó mà thôi. Nói xong, Tô Y Y lại bổ sung, tôi cũng nhắc nhở anh một câu, Trần Võ Si đã đưa ra một số tiền lớn để giết anh, đảo khốn long này có ít nhất hơn 1000 cao thủ đang lùng sục anh khắp nơi, muốn lấy đầu anh để giao nộp. Tôi khuyên anh tốt nhất nên hành động cẩn thận, núp trong cái vỏ ốc mà làm người, trốn được bao xa thì đi bấy nhiêu xa, hiểu chưa? Tô Y Y trông có vẻ khá bình tĩnh, thậm chí, cả gương mặt cỏ ta trông rất lạnh lẽo, đòi mắt hờ hững nhìn chằm chằm Trần Đức. Chẳng khó để phát hiện. Đôi mắt cô ta có hơi đỏ ửng lên. Hiển nhiên, Tô Vân Phi chết, cỏ ta cũng không thoải mái được bao nhiêu. Này nhóc con, cô không cần phải giả vờ làm gì, dù cô khinh thường tôi đến mức nào, tôi cũng phải nói một câu. Trần Đức lấy một bầu rượu, uống vài hớp rồi lại hiền lành nói, thế giới này tàn khốc như vậy đấy, có đôi khi, người mình càng tin tưởng, lại càng đâm nhiều đao sau lưng mình. Người anh này của cô không phải hạng tốt lành gì. Cô không cần phải đau khổ vì anh ta, nếu muốn khóc thì cứ khóc một lát, cô còn trẻ, tương lai còn dài, cần gì phải đau lòng vì một người không yêu thương mình. Trần Đức vỗ vai Tô Y Y. Cơ thể Tô Y Y chợt run lẽn, một bàn tay đặt lên nhẹ nhàng là thế, nhưng cứ như nó đang vỗ vào sâu trong linh hồn cô ta. Tô Y Y vẫn đang cố giữ mình. Tính bỗng chốc đỏ bừng cả hốc mắt. Rất dễ thấy. Trần Đức đã chạm đúng chỗ đau nhất, mềm mại nhất trong lòng cô ta. Ngoài mặt cỏ ta vẫn bình tĩnh, vẫn lạnh như băng. Cô ta nhắc nhở Trần Đức trốn cho thật xa, nhưng trên thực tế, tinh thần cỏ ta vẫn còn chìm vào sự phản bội và cái chết của Tô Vân Phi, đến tận lúc này cô ta vẫn đau lòng, vẫn tuyệt vọng lắm. Theo lý nào đó mà nói, cô ta cũng phải cảm ơn Trần Bát Hoang. Nếu không có anh, chưa chắc cỏ ta đã đủ tàn nhẫn ra tay với Tô Vân Phi. Trần Bát Hoang đã làm một việc mà cỏ ta không thể làm được. Mặt khác, cụp đuôi làm người chưa bao giờ là cách sống của Trần Bát Hoang tôi. Không đợi Tô Y Y hoàn hồn, Trần Đức đã sải bước đi xa, để lại một bóng lưng. Trần Bát Hoang. Đột nhiên, Tô Y Y ngước mắt lên, nhìn về phía Trần Đức, tôi không thể đưa cho anh võ kỹ của tộc Bách Hoa, nhưng... tôi nợ anh một mạng, sau này, khi anh gặp phải nguy hiểm sinh tử, tôi có thể ra tay giúp anh một lần. Cảm ơn. Trần Đức không quay đầu lại. Vẫy vẫy tay, sau đó nhanh chóng biến mất. Phù! Khi Trần Đức đi mất, Tô Y Y nhìn một đống hỗn loạn xung quanh, cùng với chút hơi thở mỏng manh của Tô Vân Phi còn lại trong không khí, cuối cùng cô ta cũng không thể nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa. Dù là một người có trái tim sắt đá đến mức nào, khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội, đâm cho mình một đao thì cũng sẽ đau khổ thôi, huống chi Tô Y Y cũng chỉ mới 19 tuổi. Bao năm nay, cô ta luôn lớn lên trong sự che chở và bảo bọc của người nhà, dù gặp người nào cũng sẽ muốn gì có đó, đừng nói đến việc phản bội, trong gia tộc có người dám cãi lại cô ta cũng đã bị người lớn dạy dỗ một trận rồi. Trên thực tế, bố và mẹ vẫn luôn dặn cô ta phải đề phòng những người bên cạnh mình, cô ta cũng có đề phòng.
hoàn toàn không ngờ được. Người đầu tiên ra tay cướp lấy ấn ký thiên đạo của cô ta lại là Tô Vân Phi. Khoảng vài phút trôi qua, nước mắt đã ngừng chảy, Tô Y Y không khóc nữa, trải qua chuyện này, cô ta đã hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng, là kiểu lạnh lẽo đẩy con người ta ra xa cả ngàn dặm ấy. Bên trong núi rừng, dưới cùng của biểu mẫu, có được 100 vạn cân nguyên thạch. Trần Đức không hề lãng phí thời gian, lập tức tìm kiếm chỗ ấn nấp, bày ra trận pháp, bắt đầu hấp thu. Tác dụng của nguyên thạch và linh thạch là giống nhau. Nguyên khí, ngoài lượng nguyên khí được hình thành giữa đất trời, hay do đại đạo tự tản ra, thì nó còn hình thành giữa khe núi, thiên tài địa bảo cũng. Có thể tích lũy theo thời gian, hình thành một lượng nguyên khí lớn. Mà lượng nguyên khí đó còn dày đặc hơn cả thứ được hình thành giữa đất trời, và cũng tinh khiết hơn nhiều. Chẳng hạn như một ít long mạch, một ít dược liệu. Suy đi tính lại, nguyên thạch có vẻ thông dụng hơn nhiều, nguyên thạch ở đại thiên thế giới chắc cũng chỉ giống tiền hay vàng của địa cầu thôi, là vật phẩm trung gian trong trao đổi hàng hóa. Có thể sử dụng nó để mua này mua kia, và nó cũng có thể dùng để tu luyện. Trần Đức hấp thu với tốc độ rất nhanh, cộng thêm âm dương kinh, cộng thêm chấm đen trong thần thức, hết ngày thứ hai anh đã hấp thu hết toàn bộ 100 vạn cân nguyên thạch. Khi nguyên thạch cuối cùng được hấp thu sạch sẽ, trong cơ thể Trần Đức là lĩnh khí mênh mông như biển rộng, tiếng sóng biến dữ dội vang lẻn, như hổ gầm, lại giống tiếng rồng ngâm. Cùng với những dao động dữ dội, Trần Đức đột phá, thức hải sôi trào lên, kim quang mạnh mẽ, ánh sáng cầu vồng của thánh hiện lên bốn phía, hóa thành 32 vầng sáng rực rỡ, cả thức hải không còn màu sắc dư thừa nào, chỉ có hàng vạn ánh sáng 7 màu, đỉnh thức hải, tiên phủ được ngưng tụ lại. Thần thức của Trần Đức như bàn đá nằm vững vàng lên trong, thật sự giống một thiên thần đang quan sát vạn vật. Các tu sĩ võ giả bình thường đột phá, đại năng 33 bậc, đều nhờ kim đan dựng lên 33 bậc cầu thang, dựng thẳng trong thức hải. Mà Trần Đức thì hoàn toàn khác, anh không có kim đan, mỗi lần đột phá lẽn một bậc, trong thức hải lại hiện lên một bậc thang thông lên tiên phủ. Bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5. Trần Đức đột phá, như cái đập nước lớn bị đổ sập, cảnh giới với người khác mà nói là khó như lên trời, thì với anh lại dễ dàng như ăn cơm uống nước. Ánh sáng dần tụ lại từng bậc thang hiện lên hết bậc này đến bậc khác. Chẳng mấy chốc, đại năng 33 bậc. Trần Đức một hơi bay thẳng lên đại năng đỉnh phong. Thế nhưng, vẫn chưa dừng lại. Anh vẫn còn đột phá. Thần hồn Trần Đức từ tiên phủ vươn người đứng dậy, đứng trên bậc thang thứ 33. Hai tay như tơ nhện, giữa những đầu ngón tay đều là thứ ký hiệu và đường vân phức tạp. Đó đều là thứ được đại đạo dệt lên, bất kỳ một vầng sáng nào cũng có thể phá tan cả vòng trời. Hóa! Thần hồn Trần Đức mở miệng, thản nhiên thốt ra một chữ, vầng hào quang khổng lồ rơi xuống, chiếu sáng 33 bậc thang. Sau đó, trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu, 33 bậc thang ấy lại một lần nữa hóa thành hào quang. Từng ánh hào quang hòa vào nhau, lan tràn, chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ thức hải. Kim quang biến mất, ánh sáng rực rỡ tắt ngóm, bên trong thức hải là một mảnh hỗn độn. Hơi thở của hỗn độn xoay chuyển, chẳng thể thấy được bất kỳ điều gì, hết sức mờ ảo, chỉ có tiên phủ, chỉ có thần hồn của Trần Đức như vầng sáng duy nhất trong màn đêm, soi sáng bóng tối. Nhưng, so với hỗn độn thì thật sự quá nhỏ bé, như một chiếc thuyền lá trên biển rộng mênh mông vậy. Sao lại thế này? Trần Đức có hơi bất ngờ, khó hiểu. Đột phá đại năng giúp tu sĩ có thể hiểu được đại đạo thiên địa, tuy khi anh đột phá có biểu hiện hơi khác lạ, nhưng cuối cùng chẽn cơ bản vẫn giống nhau, nhưng hóa đạo lại có sự chênh lệch rất lớn so tiêu chuẩn bình thường. Hóa đạo là cảnh giới cực kỳ quan trọng của người tu hành. Ở cảnh giới này, có thể soi sáng tư tưởng, đắc đạo. Đến cảnh giới này, bản thân sẽ trở thành một phần của đại đạo. Để lại dấu chân của mình giữa đại đạo này. Nói dễ hiểu hơn một chút thì nỏ giống một. Người đi du lịch, sẽ tìm những chỗ có thể chụp hình, quẹt thẻ, hoặc ghi tên của mình lại. Hóa đạo, có thể để lại một phần đạo thuộc về mình giữa đất trời. Phần đạo đó, có thể diễn hóa thành chư thiên vạn đạo. Nếu là bình thường thì lẽ ra lúc này Trần Đức phải nhìn thấy vỏ số đạo, không thể đếm xuể, sau đó lại lĩnh ngộ một số thứ trong đại đạo. Để gột rửa và thăng hoa cho thần hồn. Nhưng tại sao trước mắt anh bây giờ, chỉ là một đống hỗn độn?
Trần Đức hết sức khó hiểu, Linh Lung vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, không thể hỏi được, mà dù có hỏi thì chắc Linh Lung cũng không biết. Suy cho cùng thì con đường tu hành của anh cũng là độc nhất vô nhị, Linh Lung cũng chưa từng trải qua. Chẳng lẽ vì mình đi con đường có 102, chưa có người nào bước qua, nên mới nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Trải qua một quen suy tư, Trần Đức ngẩng đầu đầu lên, ánh sáng của thần hồn vẫn rực rỡ. Âm, Dương Kinh vẫn được thi triển, đôi mắt quan sát, mặc kệ, người ta hấp thu đại đạo để thăng hoa thần hồn, mình dùng hỗn độn cũng được, nếu không có đạo, thế thì đó chính là đạo duy nhất của mình. Trong hỗn độn, hào quang từ thần hồn Trần Đức tỏa ra bốn phía, cơ thế như cố thụ che trời, khổng ngừng cao lớn, âm dương kình xoay chuyển, toàn bộ thần thức của anh trở nên ảo diệu khó lường, dường như đã hòa làm một với hỗn độn. Phù! Hỗn độn yên tĩnh nhấc lén một gọn sóng, Trần Đức bắt đầu rèn luyện thần hồn của mình bên trong, hấp thu hơi thở của hỗn độn, nhét tất cả hỗn độn vào thần hồn, vào tiên phủ. Lại trải qua sự gột rửa của tiên phủ, luyện hóa, chảy dọc ra tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng cùng với hàng tỷ tế bào thần kinh. Cả người Trần Đức sáng rực cả lên, vầng sáng chói lọi với hào quang tỏa ra bốn phía, không gian xung quanh cũng xuất hiện thứ ánh sáng hỗn độn bất phàm. Kỳ quái là, quanh người anh có một số thực vật hấp thu hơi thở mờ ảo của hỗn độn, lại dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đế trưởng thành, lớn lên rất nhanh, cũng rất mạnh mẽ. Vù vù! Trong cơ thể Trần Đức, tất cả mọi thứ đều bắt đầu gia tăng thực lực, liên tục không ngừng, nhưng tiếng trống vang dội, bắt đầu lột xác. Cơ thể cứng rắn như sắt lại bắt đầu mạnh hơn đâu đó hàng trăm lần, da thịt trong suốt, sáng bóng đến lạ. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Hơn 4 giờ trôi qua, cuối cùng, ánh sáng cũng đã biến mất, thần quang yếu dần, Trần Đức mở hai mắt ra. Đùng! Đôi mắt vừa mở, thì hai mũi nhọn đã bắn ra, như sấm sét trực tiếp biến khung cảnh trước mặt thành một sa mạc khô cằn, hết sức khủng bố. Hóa đạo đỉnh phong! Đôi mắt Trần Đức là sự hưng phấn không sao tả nổi. Lúc này, thu hoạch của anh đã vượt xa những gì anh nghĩ. Anh cứ tưởng cao nhất, nhiều nhất cũng chỉ lẽn đến hóa đạo nhất giai, nhị giai thôi là ngừng rồi. Ai mà ngờ được, lại đột phá lên tận hóa đạo đỉnh phong. Tuy là hóa đạo của anh rất có thể sẽ khác biệt đến 99% các hóa đạo bình thường khác, rất khác biệt, nhưng anh có thể bảo đảm, nếu so sánh với bọn họ, thực lực của anh ắt hẳn đã lên đến hóa đạo đỉnh phong. Mấy tiếng đồng hồ, anh đã đi hết con đường mà người khác phải mất đến mười mấy năm, mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm mới đi tới. Bản thân anh cũng thấy vô cùng khó tin, thế này có hơi quá rồi đó. Nhưng mà, anh đã làm được. Có lẽ, nó liên quan đến hơi thở hỗn độn kia. Trần Đức suy nghĩ một lát, chỉ có thể đưa ra được đáp án này. Thức hải của anh đã không còn là lực thần hồn ban đầu nữa, mà là một mảnh hỗn độn, nguyên khí hấp thu vào người anh như trở thành một nguồn năng lượng nào đó, nhanh chóng hóa thành dòng khí hỗn độn, lại được anh hấp thu hết. Cảm giác này, giống hệt như uống một ly nước lọc, sau khi chuyển hóa, nó lại biến thành sữa, biến thành chất dinh dưỡng vậy. Lần này, dù gặp lại Trần Võ Sĩ cũng có thể đánh một trận, nói không chừng còn mạnh hơn ấy chứ. Mắt Trần Đức chợt sáng. Tuy là anh vẫn còn thua Trần Võ Si 2-3 cảnh giới, nhưng nếu tiến vào cực cảnh, cộng với tự tại thần ma công, anh tin chắc mình có thể đánh một trận. Tất nhiên, ai thắng ai thua thì vẫn khó nói lắm. Một phần do Trần Võ Si cũng rất mạnh, trước đó, thực lực của Trần Võ Si đã có thể trực tiếp giết chết anh trong giây lát rồi, anh có thể thoát được một kiếp là do đối phương sơ sấy, bản thân anh cũng may mắn mà thôi. Mặt khác, ai mà biết được đại thiên thế giới sẽ có những thủ đoạn khủng bố gì? Đến tận lúc này, Trần Đức vẫn không dám nói mình hiểu biết bao nhẽo về thế giới này. Dù sao, tạm thời anh chỉ mới tiếp xúc được rất ít người, thời gian cũng rất ngắn ngủi, chẳng hạn như Độc Cô Huyền, Tu La Tử, Tô Y Y. Người duy nhất tiếp xúc khá lâu chính là Dư Tư Vũ, nhưng hai người cũng không trao đối với nhau quá nhiều. Bây giờ, với thực lực của mình, ắt hẳn đã trên cơ kha khá người trên đảo Khốn Long này rồi. Trần Đức hít sâu, khi cảnh giới và thực lực tăng cao, anh cũng có đủ can đảm để đứng vững trên đảo Khốn Long này, tiến vào trung tâm đảo. 3 tiếng sau, trung tâm đảo Khốn Long. Trong rừng sâu có một đội ngũ 7 người đang di chuyển. Trong nhóm đó có một thanh niên mặc áo bào đen, người đó đi cuối cùng, bên cạnh còn có một người đàn ông trông có vẻ 40, 50 tuổi, nhưng thực chất đã hơn mấy trăm tuổi rồi.
Chú La, nói thế tức là chuyến đi đảo Khốn Long lần này đã có một vài người tìm thấy Long Vương có huyết mạch của Long tộc, cùng với hiện tượng phản tổ rồi hả? Thanh niên áo bào đen kia có gương mặt rất sắc sảo, như bức tượng điêu khắc, đế tóc húi cua, ánh mắt đầy cứng cỏi, nở nụ cười hiền hòa. Đúng vậy. Người đàn ổng trung niên kia gật đầu thật mạnh, trước mắt đã xuất hiện ba con rồi, Lý Thiên Cương đạo gia, Trần Võ Si và Tu La Tử đều tìm thấy mỗi người một con, nhưng con của Tu La Tử đã bị hắn làm thịt ăn mất rồi, uầy, đúng là tức chết mà. Người đàn ông trung niên nói tới đó thì bất đắc. Đĩ lắc đầu đầy tiếc nuối. Tên đó đúng là háo ăn mà. Người đàn ông áo đen cũng có chút bất đắc dĩ. Thanh niên đó tất nhiên chính là Trần Đức. Mấy tiếng trước, anh đã gặp được nhóm người này ở trung tâm đảo Khốn Long. Dựa theo những hiểu biết của mình về đại thiên thế giới, cùng với những chuyện xảy ra mấy ngày nay, Trần Đức đã đi cùng nhóm người này. Trên thực tế, anh đã lựa chọn rất đúng. Trong mấy ngày anh bị thương, nghỉ ngơi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là những tranh chấp cơ duyên trên đảo Khốn Long, có người đã thật sự tìm được khủng long huyết mạch phản tổ, mấy con khủng long đó được tu sĩ trên đảo thống nhất gọi là Long Vương. Quan trọng nhất là trên đảo không chỉ có một con Long Vương. Trước mắt ẩy à, đã xuất hiện bốn con, bị Trần Võ Si, Lý Thiên Cương, Tu La Tử tìm thấy mỗi người một con, tất nhiên, con của Tu La Tử đã thành bữa. Ăn trong bung han ta roi. Con mốt con nở gra đớt mốt tu et ho o ao phát hiên, tiết là không bét đớt, lai càng không đờ mang di, nô soát hiên ô mốt noi dai gra giao khon long, đớt goi là vayơ thiêm ô yên. Hôm nay cô rét nhiều nghĩa ôi trai tôi vayơ thiêm ô yên ch đờ cô đớt con long vi rong dô. Vôi nhưng đờ lirơ này mà nôi, long vi rong et ca quan trong, nếu cô thê mang nô ra khôi giao khon long, thì sau này long vi rong rét cô đờ xe tia đi nên manh me, ba chu mốt phi rong. Vê đờ, không cô nghĩa ôi nào mần buông tha cho nô. Nhôm cô nghĩa ôi mà chân đai goi là chu la, tên dây du là la van son cung giang trên đai rông chay dên vayơ thiêm ô yên dô. Tất nhiên, chân âu ước cung không cô hiêng thùy vôi con long vi rong kia cho lâm, anh gì theo nhôm nghĩa ôi này dên dô vở lỡ anh nghe ngông đớt mốt tin tai. Lần này, nhà ho có cung dên giao khôn long. Hơn nữa, trong đó còn có cơ tuyết. Ngoài ra, còn có đoàn phong trần, vùng đất Thái Hư. Đúng vậy, chính là đoàn phong trần muốn cơ tuyết làm của hồi môn, còn gửi thiệp mời riêng cho Trần Đức, khiêu chiến anh, khiến anh buồn nôn đó. Là người của vùng đất Thái Hư, hắn ta cũng khá là nổi tiếng. Vì thế, Trần Đức rất dễ dàng nghe ngóng được tin tức từ La Văn Sơn. Lẽ ra, Trần Đức đang muốn rời khỏi đảo Khốn Long để giải quyết chuyện cơ tuyết, bây giờ bọn họ đều đến đảo Khốn Long cả rồi. Anh cũng không cần phải sốt ruột, cứ gặp đoàn phong trần đó trước rồi tính sau. Đúng rồi, nhóc Trần, nhắc nhở cậu một câu nhé, cậu họ Trần nên phải cẩn thận một chút, đừng dính líu gì đến nhà họ Trần nha. La Văn Sơn nhắc nhở, trước đó có một người giả mạo là người nhà họ Trần, sau đó suýt chút nữa bị Trần Võ Si giết chết, đến giờ Trần Võ Si vẫn còn ra. Giá 10 vạn cân nguyên thạch, cùng với một bộ thập tuyệt chú đế trả công cho người lấy được đầu hoặc hành tung của kẻ đó. Tôi thấy dáng vẻ cậu cũng khá giống, cậu phải chú ý cẩn thận đấy. Thế à? Trần Đức sờ chóp mũi, cũng may là anh đã dịch dung một chút để tránh phiền phức, cười nói, chú La, chú đang nói cái người tên Trần Bát Hoang đúng không? Bọn họ muốn lấy đầu Trần Bát Hoang, thì liên quan gì đến Trần Đức tôi đâu? Ha ha! La Văn Sơn cười sang sảng, nói, nhóc Trần à, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một cẩu thôi, dù sao Trần Võ Si cũng đang ở trên đảo Khốn Long. Trước mắt, phải công nhận thực lực của hắn ta có thể nói là nằm trong năm người mạnh nhất, cộng thêm thế gia viễn cổ như nhà họ Trần sau lưng hắn nữa, an mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Tuy bây giờ vẫn chưa tìm được đường rời khỏi đảo Khốn Long, nhưng gia tộc sau lưng hắn ta vần là cái gì đó khiến con người ta phải kiêng dè, đụng đến nhà họ Trần, hậu quả sẽ không được tốt. Năm người mạnh nhất, Trần Đức khá bất ngờ. Trần Võ Si đã mạnh đến thế rồi, mà chỉ xếp ở hạng năm thôi á. Và lại, sao chú biết Trần Bát Hoang trông thế nào? Tôi nhớ hôm đó có rất ít người nhìn thấy trận chiến của Trần Võ Sĩ với Trần Bát Hoang mà. Thông qua không gian đại thiên đấy. La Văn Sơn thoải mái nói. Không gian đại thiên. Trần Đức có hơi khó hiểu, chú La, cũng không. Giấu gì chú, trước kia tôi ở một nơi xa lắm, không gian đại thiên đó rốt cuộc là cái gì vậy?
À, đơn giản mà nói thì nó là một không gian nối liền các thành thị và các khu vực khác nhau, mọi người có thể thông báo tin tức trong đó, cũng có người gửi một số tin tức hình ảnh vào đó. Không gian đại thiên được linh cơ các sáng tạo ra, thỉnh thoảng linh cơ các cũng sẽ cập nhật một số thông tin lên đó, chẳng hạn như thứ hạng cao thủ, thứ hạng thần binh, các tu sĩ cũng có thể thông báo này nọ trong đó. Từ giải thích của La Văn Sơn, Trần Đức đã hiểu ra được một số thứ, không gian đại thiên đó cũng không khác mạng xã hội của địa cầu cho lắm. Ai cũng có thể thông báo tin tức lẽn đó. Xuất hiện tin tức đặc biệt, nó cũng sẽ hiện lên trong không gian. Người địa cầu muốn kết nối với nhau thì cần máy tính, điện thoại, đồng hồ. Còn không gian đại thiên thì chỉ cần nắm giữ một võ kỹ tên là thiên cơ thuật. Võ kỹ thiên cơ thuật này có từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm là yếu nhất, cửu phẩm là mạnh nhất. Trên cửu phẩm là siêu phẩm. Thiên cơ thuật ở những cấp bậc khác nhau thì quyền hạn sử dụng cũng sẽ khác nhau. Chẳng hạn như nhất phẩm yếu nhất thì chỉ được xem, không được lên tiếng. Cửu phẩm mạnh nhất chẳng những được lên tiếng, mà thậm chí còn có thể mượn nền tảng của không gian đại thiên để thành lập một không gian riêng của mình, trở thành người quản lý của không gian đó. Theo lời La Văn Sơn nói, thiên cơ thuật cửu phẩm chỉ có một số người nắm quyền của các thế lực siêu mạnh mà một vài mỏn chủ tông mỏn mới có được. Mà người có thể học thiên cơ thuật siêu phẩm thì đã hiếm lại càng hiếm hơn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhóc Trần, chỗ tôi có thiên cơ thuật nhất phẩm, có thể truyền lại cho cậu. La Văn Sơn hiền hòa nói, thiên cơ thuật nhất. Phẩm chẳng đáng là bao, đa số mọi người đều có, ông ta chẳng màu mè gì, trực tiếp truyền cho Trần Đức. Thiên cơ thuật rất đơn giản, thay vì nói nó là một loại võ kỹ, chỉ bằng nói đó là một loại kỹ năng, dù là tu sĩ cấp thánh cũng có thể dễ dàng nắm giữ. Vài giây sau, Trần Đức đã dễ dàng nắm bắt được nó. Đảo Khốn Long là một hòn đảo nhỏ khép kín, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, nên trên đảo, người linh cơ các chỉ thành lập một không gian rất nhỏ, chuyên dùng cho người lên đảo Khốn Long, trên thực tế, mỗi thành phố ngoài kia đều có không gian riêng. La Văn Sơn giải thích. Trần Đức dễ dàng hiểu được những điều ông ta nói. Nói chung là một nền tảng mạng lưới lớn được chia thành những nhánh nhỏ khác nhau, có thể ví như xem TV, ai thích xem cái gì thì bật kênh có nội dung đó lên xem. Sử dụng thiên cơ thuật, thần hồn của Trần Đức nhanh chóng tiến vào một không gian đặc biệt. Chẳng mấy chốc anh đã thấy được rất nhiều tin. Tức, trong đó nổi bật nhất chính là tin về Long Vương. Sau đó là thứ hạng của một số thanh niên trên đảo Khốn Long, có khoảng 30 người. 30 người đó chia thành 3 cấp bậc. Ở cấp bậc thứ nhất, Trần Võ Si đã có tên ở đó. Ngoài ra, còn có Tu La Tử, hắn ta đến từ tộc Tu La, không phải là nhân tộc, mà là hồn tộc, nó cũng khá giống với ma quỷ mà người địa cầu hay nhắc tới, vũ khí là dao phay, rất thích ăn. Lý Thiên Cương, đến từ đạo gia, cũng là người có được huyết hồng Long Vương. Thực lực không thể đánh giá, vũ khí là một cây phất trần, một trong đạo gia tam tử, xếp hạng thứ hai. Thích Thiện của Phật Môn, tinh thông Phật Môn thuật, được gọi là Phật Môn Vị Lai Phật, sau này có thế sẽ nắm giữ Phật Môn, là đệ tử bí truyền của Phật, cuộc đời người này chưa bao giờ sát sinh, cả con kiến cũng không giết lấy một lần. Nhưng thực lực của người đó là thứ không thể nghi ngờ. Khổng Lâm Sinh của Nho Gia, gần một tiếng thôi cũng có thể giết người. Xếp hạng thứ tư trong toàn bộ Nho Gia, vũ khí là một quyển sách. Xuống tí nữa là Lăng Nhất Hải, Hoắc Hạo, An Hiển Vũ này kia. Điều khiến Trần Đức khá bất ngờ là Đoàn Phong Trần cũng ở bậc thứ nhất, điều đó đủ để chứng minh hắn ta thật sự rất mạnh, cũng bất phàm, đủ để sánh ngang với Trần Võ Si, Khổng Lâm Sinh, Lý Thiên Cương. Bậc thứ hai, Trần Đức nhìn thấy tên Tô Y Y. Anh quan sát hết một lượt, ghi nhớ những cái tên đó. Rồi mới bắt đầu xem những tin tức khác. Anh phát hiện tin tức Trần Võ Si treo thưởng cho người giết mình, độ nổi bật của nó xếp thứ ba, nếu ai có thể báo cáo hành tung của anh, hoặc lấy được mạng anh, Trần Võ Si sẽ thưởng cho một bộ thập tuyệt chú, 10 vạn cản nguyên thạch, thậm chí còn có thể hỗ trợ người đó một lần. Phần thưởng đó có thể nói là rất lớn. Không bàn đến 10 vạn cân nguyên thạch, hai phần thưởng kia, chọn bừa một cái thôi cũng đủ để con người ta rung động rồi. Đại thiên thế giới, cấp bậc của võ kỹ được đặt tên theo cảnh giới. Thập tuyệt chú là vũ kỹ cấp phản hư. Đào mất khắp đại thiên thế giới, nó cũng thuộc hạng hiếm có khó tìm. Huống chi, ngoài thập tuyệt chú, còn có một lần hỗ trợ của Trần Võ Si, hắn ta ra tay có nghĩa là gì?
nên biết rằng, Trần Võ Si không chỉ là một cá nhân, mà còn có cả nhà họ Trần sau lưng, được hắn hỗ trợ, chẳng khác gì có thêm một mạng. Vì thế, Trần Võ Si treo thưởng thế này đã trực tiếp đẩy Trần Đức lên đầu sóng ngọn gió, có được độ nối bật xếp hạng 3, hơn cả ngàn người đang tìm kiếm tung tích của anh. Có rất nhiều tin tức trong không gian đại thiên, Trần Đức xem sơ một lượt từ đầu đến cuối, cũng hiểu biết sơ tình hình của đảo Khốn Long. Trong khoảng thời gian anh hòn mê và bế quan, đảo Khốn Long đã thật sự xảy ra rất nhiều chuyện, ngoài Long Vương, còn có người tìm thấy một số thiên tài địa bảo, thậm chí có người còn đào ra được một món cổ đế binh đã hỏng. Cổ đế binh là gì? Tên như ý nghĩa, là một món vũ khí của cổ đế. Cổ đế, chính là người mạnh nhất đại thiên thế giới, là sự tồn tại ở tít trên cao, mạnh nhất, đứng ở nơi cao nhất. Thậm chí, còn có thể đánh ngang tay với thần. Ở đại thiên thế giới, đó chính là sự tồn tại mạnh nhất. Tiếc là đại thiên thế giới không còn cổ đế nữa, truyền thuyết cuối cùng về sự tồn tại của cổ đế là 10 vạn năm trước, Mạt Pháp Đế Vương, Chiến Đế Tiêu Thần. Mà trên đảo Khốn Long, cổ đế binh cũng giống với vũ khí của tiêu thần trong truyền thuyết. Là một cái đỉnh đã bị phá hủy. Cố đỉnh được mọi người tranh đoạt, sau đó ghi nhớ, khắc họa và ném vào không gian đại thiên, để mọi người cùng quan sát và thảo luận. Trong không gian đại thiên có quá nhiều tin tức, cũng rất phức tạp, Trần Đức xem hơn nửa canh giờ mới rời khỏi đó. Mà lúc này, bọn họ đã ở rất gần vực thiếm điện. Trên đường đi, họ đã thấy rất nhiều người lao về phía trước. Đang đi tới thì nhóm của Trần Đức bỗng nhiên dừng lại, một người đi tới trước mặt La Văn Sơn, chú La, Trần Đức, cô chủ bảo hai người qua đó một chuyến. Cô chủ mà người đó gọi tên là Lâm Tử Huyên. Chính là người dẫn đầu đội ngũ mà Trần Đức đang đi cùng. Nhóm người này đến từ nhà họ Lâm gần Tây Hải, thuộc loại gia tộc hạng 3, hạng 4 ở đại thiên thế giới, vì ở khá gần đảo Khốn Long nên họ là một trong những gia tộc đầu tiên phát hiện hòn đảo này có dị động, vì thế đã cử một số người đi. Lâm Tử Huyên là trung tâm của cả nhóm, cô ta ngồi chẽn một con huyết ngân thú, trông hệt như mãnh hổ có hai cái sừng chẽn đầu, lưng có hai cánh, cơ thể màu đỏ tím, cao tận 3 trượng. Huyết ngân thú cực kỳ oai phong, di chuyển lại vững vàng, ngồi trên người nó thì dù là đường gập ghềnh đến mức nào cũng rất thoải mái, không thể cảm nhận được chút sóc này nào. Cỏ chủ, cô tìm chúng tôi hả? Đi tới chỗ Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn cung kính hỏi. Lâm Tử Huyên xinh xắn ưa nhìn, mặc váy dài, thản nhiên nhìn Trần Đức, sắp đến vực thiếm điện rồi, nơi đó cao thủ như mây, với thực lực của cả nhóm chúng tôi, thật sự không nên mang theo một người ngoài. Đưa anh đến nơi này đã là tốt bụng lắm rồi. Người ngoài mà Lâm Tử Huyên nói tất nhiên là Trần Đức. Khi anh gia nhập vào đội ngũ này đã nói mình là một tu sĩ cảnh giới đại năng, vì quá yếu nên cần tìm một đội ngũ để nương tựa, còn lấy ra thêm mấy viên đan dược thì Lâm Tử Huyên mới đồng ý. Có thể thấy, đến gần vực thẩm điện rồi, Lâm Tử Huyên lại muốn đuổi người. Cô chủ, tôi cảm thấy tính tình thằng nhóc họ Trần này không tệ, chi bằng. Chúng ta chờ thêm một lúc nữa đi. Trần Đức còn chưa nói gì, La Văn Sơn đã lên tiếng trước, chỉ cần chúng ta hành động khẽ khàng một chút, ắt hẳn sẽ không sao. Một đường đi tới đây, tuy chỉ tiếp xúc với nhau vài giờ, nhưng thông qua cuộc trò chuyện, tìm hiểu, thì La Văn Sơn đã thấy Trần Đức không tệ, hơn nữa chỉ mới hơn 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới đại năng cũng khá lắm rồi, sau này chắc chắn sẽ có thành công lớn, đáng để quen biết, giữ quan hệ. Vẻ mặt Lâm Tử Huyên vẫn không hề thay đổi, cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng, bên cạnh thú cưỡi của cô ta, có một ông lão đã đứng đó nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu, La Văn Sơn, cô chủ nói thế mà ông vẫn không chịu hiếu hả? Một người hầu khác họ mà cũng muốn ý kiến ý cò với cô chủ ư? Hừ, ông lão hừ lạnh, dừng một lát, nói, nể tình ông đến nhà họ Lâm tôi hơn 50 năm, tỏi mới nói cho ổng biết, cô chủ khổng thích đông người. Lại càng không thích có người ngoài, hiểu chưa? La Văn Sơn sửng sốt. Người lên tiếng chính là chú của Lâm Tử Huyên, Lâm Đông Nhạc, tuy thực lực khổng bao nhiêu, nhưng thân phận lại cao, có tiếng nói ở một mức độ nhất định. Mà La Văn Sơn, theo lời Lâm Đông Nhạc nói, thì ông ta chỉ là một người hầu khác họ mà thôi. Tuy ông ta đã theo Lâm Tử Huyên 10 năm, có thể lên tiếng vài câu, nhưng vào thời khắc quan trọng thì người hầu vẫn là người hầu, khác họ vẫn là khác họ. Hiển nhiên, Lâm Đông Nhạc, Lâm Tử Huyên đều quyết tâm muốn đuổi Trần Đức đi, ông ta không thể thay đổi suy nghĩ của hai người.
La Văn Sơn quay sang Trần Đức, vẻ mặt áy náy nói, nhóc Trần. Chú La, chú không cần phải nói nữa. Trần Đức mỉm cười, mục đích khỉ gia nhập vào đội ngũ này đã hoàn thành, thậm chí còn có được thiên cơ thuật, với anh mà nói đã là thu hoạch không tệ rồi, với anh mà nói thì rời đi cũng không sao cả. Xoay người, Trần Đức tìm được một tảng đá không lớn không nhỏ, đầu ngón tay khẽ nhạm nhẹ vào tảng đá, đặt thần thức vào trong đó rồi giao cho La Văn Sơn. Chú La, cảm ơn chú đã quan tâm chăm sóc tôi suốt đường đi, Trần Đức tỏi nợ chú một ân tình, viên bùa đá này cho chú, sau này nếu gặp phải nguy hiểm gì, hoặc có việc gì cần tôi giúp thì cứ bóp nát. Nó, tôi sẽ chạy tới ngay. Cái này, cảm ơn cậu nhé, nhóc Trần. La Văn Sơn do dự một lát rồi vẫn nhận lấy, tuy rằng ông ta khó nghĩ một tu sĩ đại năng có thể giúp gì cho họ, nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của Trần Đức. Ha ha, một tên cảnh giới đại năng mà cũng mặt dày tặng thứ đó, đúng là buồn cười. Đột nhiên, một giọng nói đầy mỉa mai, châm chọc vang lẻn, cách đó không xa là một người đàn ông trong bộ trường bào màu tím ánh vàng, mặt mũi khá là tuấn tú, cũng nữ tính âm u. Sau lưng hẳn ta là 7 người. Tất cả đều là nô bộc, hoặc người hầu. Chỉ trong vài giây, hắn ta đã đứng trước mặt Lâm Tử Huyên, cười nói, Tử Huyên, chú Lảm, lâu rồi không gặp. Vương Mâu. Lâm Tử Huyên ngấn người, có thể thấy đó là người quen của cô ta, nhưng ánh mắt cô ta vẫn lóe lẻn chút khó chịu bực bội. Vương Mâu. Trông thấy Vương Mâu, Lâm Đông Nhạc lạnh lùng bỗng chốc hạ mình xuống thấp, trở nên hiền lành hơn nhiều, không ngờ cậu cũng tới đây, đúng lúc. Hai nhà Vương và Lâm chúng ta có thể liên minh với nhau, cùng đến vực thiểm điện. Cỏ chủ, cô tìm chúng tôi hả? Đi tới chỗ Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn cung kính hỏi. Lâm Tử Huyên xinh xắn ưa nhìn, mặc váy dài, thản nhiên nhìn Trần Đức, sắp đến vực thiểm điện rồi, nơi đó cao thủ như mây, với thực lực của cả nhóm chúng tôi, thật sự không nên mang theo một người ngoài, đưa anh đến nơi này đã là tốt bụng lắm rồi. Người ngoài mà Lâm Tử Huyên nói tất nhiên là Trần Đức. Khi anh gia nhập vào đội ngũ này đã nói mình là một tu sĩ cảnh giới đại năng, vì quá yếu nên cần tìm một đội ngũ để nương tựa, còn lấy ra thêm mấy viên đan dược thì Lâm Tử Huyên mới đồng ý. Có thể thấy, đến gần vực thẩm điện rồi, Lâm Tử Huyên lại muốn đuổi người. Cô chủ, tôi cảm thấy tính tình thằng nhóc họ Trần này không tệ, chi bằng. Chúng ta chờ thêm một lúc nữa đi. Trần Đức còn chưa nói gì, La Văn Sơn đã lên tiếng trước, chỉ cần chúng ta hành động khẽ khàng một chút. Át hẳn sẽ không sao. Một đường đi tới đây, tuy chỉ tiếp xúc với nhau vài giờ, nhưng thông qua cuộc trò chuyện, tìm hiểu, thì La Văn Sơn đã thấy Trần Đức không tệ, hơn nữa chỉ mới hơn 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới đại năng cũng khá lắm rồi, sau này chắc chắn sẽ có thành công lớn, đáng để quen biết, giữ quan hệ. Vẻ mặt Lâm Tử Huyên vẫn không hề thay đổi, cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng, bên cạnh thú cưỡi của cô ta, có một ông lão đã đứng đó nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu, La Văn Sơn, cô chủ nói thế mà ông vẫn không chịu hiếu hả? Một người hầu khác họ mà cũng muốn ý kiến ý cò với cô chủ ư? Hừ, ông lão hừ lạnh, dừng một lát, nói, nể tình ông đến nhà họ Lâm tôi hơn 50 năm, tỏi mới nói cho ổng biết, cô chủ khổng thích đông người, lại càng không thích có người ngoài, hiểu chưa? La Văn Sơn sừng sốt. Người lên tiếng chính là chú của Lâm Tử Huyên. Lâm Đông Nhạc, tuy thực lực khổng bao nhiêu, nhưng thân phận lại cao, có tiếng nói ở một mức độ nhất định. Mà La Văn Sơn, theo lời Lâm Đông Nhạc nói, thì ông ta chỉ là một người hầu khác họ mà thôi. Tuy ông ta đã theo Lâm Tử Huyên 10 năm, có thể lên tiếng vài câu, nhưng vào thời khắc quan trọng thì người hầu vẫn là người hầu, khác họ vẫn là khác họ. Hiển nhiên, Lâm Đông Nhạc, Lâm Tử Huyên đều quyết tâm muốn đuổi Trần Đức đi, ông ta không thể thay đổi suy nghĩ của hai người. La Văn Sơn quay sang Trần Đức, vẻ mặt áy náy nói, nhóc Trần. Chú La, chú không cần phải nói nữa. Trần Đức mỉm cười, mục đích khỉ gia nhập vào đội ngũ này đã hoàn thành, thậm chí còn có được thiên cơ thuật, với anh mà nói đã là thu hoạch không tệ rồi, với anh mà nói thì rời đi cũng không sao cả. Xoay người, Trần Đức tìm được một tảng đá không lớn không nhỏ, đầu ngón tay khẽ nhạm nhẹ vào tảng đá, đặt thần thức vào trong đó rồi giao cho La Văn Sơn. Chú La, cảm ơn chú đã quan tâm chăm sóc tôi suốt đường đi, Trần Đức tỏi nợ chú một ân tình, viên bùa đá này cho chú, sau này nếu gặp phải nguy hiểm gì, hoặc có việc gì cần tôi giúp thì cứ bóp nát. Nó, tôi sẽ chạy tới ngay. Cái này,
Cảm ơn cậu nhé, nhóc Trần. La Văn Sơn do dự một lát rồi vẫn nhận lấy, tuy rằng ông ta khó nghĩ một tu sĩ đại năng có thể giúp gì cho họ, nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của Trần Đức. Ha ha, một tên cảnh giới đại năng mà cũng mặt dày tặng thứ đó, đúng là buồn cười. Đột nhiên, một giọng nói đầy mỉa mai, châm chọc vang lẻn, cách đó không xa là một người đàn ông trong bộ trường bào màu tím ánh vàng, mặt mũi khá là tuấn tú, cũng nữ tính âm u. Sau lưng hẳn ta là 7 người, tất cả đều là nô bộc, hoặc người hầu. Chỉ trong vài giây, hắn ta đã đứng trước mặt Lâm Tử Huyên, cười nói, Tử Huyên, chú Lảm, lâu rồi không gặp. Vương Mâu. Lâm Tử Huyên ngấn người, có thể thấy đó là người quen của cô ta, nhưng ánh mắt cô ta vẫn lóe lẻn chút khó chịu bực bội. Vương Mâu. Trông thấy Vương Mâu, Lâm Đông Nhạc lạnh lùng bỗng chốc hạ mình xuống thấp, trở nên hiền lành hơn nhiều, không ngờ cậu cũng tới đây. Đúng lúc, hai nhà Vương và Lâm chúng ta có thể liên minh với nhau, cùng đến vực Thiểm Điện. Được thôi chú Lâm, tôi cũng đang có ý đó. Vương Mâu không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý. Hai nhà Vương, Lâm cách nhau không xa, ở trong cùng một tòa thành, hai gia tộc vẫn thương qua lại, giao dịch với nhau. Huống chi Vương Mâu còn thầm thương trộm nhớ Lâm Tử Huyên, vẫn luôn để mặt đến cô ta, hai nhà gần như đã ngầm thừa nhận Lâm Tử Huyên là người con gái của hắn ta. Là vợ của hắn ta. Trần Đức trông thấy thế thì khóe miệng chợt cong lên, tiêu chuẩn kép của Lâm Đông Nhạc này hay thật đấy, một mình anh có mặt trong nhóm thì đông đúc, Lâm Tử Huyên lại thích yên tĩnh. Nhưng Vương Mâu một hơi dẫn tới 7 người, cộng thêm hắn ta nữa là 8, tiêu chuẩn kép này cũng có hơi quá đáng. La Văn Sơn cũng hơi xấu hổ, không được thoải mái, dù sao Trần Đức cũng do ông ta dẫn tới, cũng là ổng ta giúp anh gia nhập đội ngũ. Chỉ là thân phận ông ta thấp kém, một người hầu khác họ mà thôi, không dám mà cũng không thế làm lời. Huống chi Vương Mâu còn là con trai trưởng của nhà họ Vương, xác suất trở thành gia chủ tương lai là rất lớn, thực lực của hắn ta cũng nằm trong bậc 3 của bảng xếp hạng trên đảo Khốn Long. Còn mạnh hơn Lâm Tử Huyên một bậc. Trần Đức, vẻ mặt La Văn Sơn đầy áy náy. Không sao đâu chú La, chú không cần phải áy náy. Trần Đức nhận ra sự áy náy của La Văn Sơn, nhỏ giọng an ủi, bây giờ tôi phải đi rồi, chú bảo trọng nhé. Nói xong, Trần Đức nhìn Lâm Tử Huyên, lại nhìn sang Vương Mâu, bất đắc dĩ lắc đầu, cười gượng hai tiếng rồi xoay người đi. Ánh mắt Vương Mâu trở nên nặng nề. Ánh mắt và nụ cười của Trần Đức khiến hắn ta rất khó chịu, bởi vì hắn ta có thể nhận ra sự khinh thường từ ánh mắt đó. Đang định nói chuyện, thì đột nhiên, Trần Đức. Anh chờ đã. Trên huyết ngân thú, Lâm Tử Huyên mở miệng, đôi môi đỏ mọng hé mở, mang theo hương thơm, anh không cần đi, cứ đi cùng với chúng tôi đi. Bước chân Trần Đức khựng lại, đầy kinh ngạc. Lâm Đông Nhạc cũng hết sức ngạc nhiên, nụ cười trên gương mặt già nua ấy chợt đông cứng. Cỏ chủ, cô làm cái gì thế? Tên đó không có lý do gì để ở lại với chúng ta cả. Chú, tôi chưa từng chủ động yêu cầu anh ta rời đi. Là chú yêu cầu hết lần này đến lần khác nên tôi mới phải đồng ý. Lâm Tử Huyên nói, bây giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi, dù sao nhóm Vương Mâu cũng sẽ đi cùng chúng ta mà, đúng chứ? Thêm một người không nhiều, bớt một người không ít, huống chỉ. Lâm Tử Huyên cười khẽ, chớp chớp mặt với Trần Đức, giọng mờ ám, huống chi, tôi thấy một người đàn ông đẹp trai như thế rời đi cũng có hơi tiếc, lý do đó có đủ để anh ta ở lại không? Lâm Tử Huyên thản nhiên cười. Nhẹ nhàng nói ra những lời đó. Ngay sau đó, tất cả bỗng chốc chìm vào yên tĩnh. Vương Mâu, Lâm Đông Nhạc, La Vãn Sơn gì cũng nghệt mặt ra hết. Trần Đức cũng hơi bất ngờ, anh không ngờ Lâm Tử Huyên sẽ giữ mình lại, càng không ngờ Lâm Tử Huyên sẽ khen mình điển trai. Má nó, có khác gì đang chơi anh đâu. Ai lại chả biết tên Vương Mâu kia thích Lâm Tử Huyên. Ánh mắt hắn ta. Lời hắn ta nói đều tuyên bố rất rõ rằng hắn ta thích Lâm Tử Huyên. Thế mà, Lâm Tử Huyên lại nói ra những lời như thế, đúng. Là giỏi lôi kéo giá trị thù hận mà, quả nhiên. Một giây sau đó, ánh mắt Vương Mâu đã chuyển sang Trần Đức với sự khó chịu. Sắc mặt Lâm Đông Nhạc cũng sụ xuống, Tử Huyên, đừng có nói bậy hay nói đùa như thế, mặt mũi điển trai thì được gì, thực lực không bằng ai, dù ưa nhìn thì cũng sẽ bị người khác chà đạp mà thôi. Khổng cần biết, cháu muốn giữ anh ta lại, không thì cháu sẽ đi cùng anh ta, mọi người cứ liên minh với Vương Mâu đi.
Lâm Tử Huyên hừ nói. Lâm Đông Nhạc không biết nói gì, trái lại Vương Mâu lại mở miệng nói, chú Lâm, nếu Tử Huyên muốn anh ta ở lại thì cứ ở lại đi. Trong đội cũng không thiếu một người như thế, đúng không nào? Vương Mâu nói vậy khiến Lâm Đông Nhạc thở phào một hơi, được, vậy ở lại đi, nhóc con còn không cảm ơn Vương Mâu. Trần Đức bĩu môi, cảm ơn Vương Mâu, tại sao phải cảm ơn hẳn ta, muốn thì cũng phải cảm ơn Lâm Tử Huyên mới đúng. Huống chi, có ở hay không thì với anh nó quan trọng chắc. Khỏi cảm ơn tôi, bờ thiểm điện ở ngay đằng trước rồi. Tử Huyên, chúng ta đi mau đi, nếu chậm thì có lẽ Long Vương sẽ bị người ta cướp mất đó. Ừ, Lâm Tử Huyên liếc Trần Đức rồi nở một nụ cười tinh nghịch đầy đắc ý. Cô ta giữ Trần Đức lại hoàn toàn là vì Vương Mâu bỗng nhiên đến. Hai nhà Lâm, Vương có quan hệ thân thiết với nhau nên mọi người trong nhà họ Lâm đều mong cô ta gả cho Vương Mâu. Vương Mâu đúng là mạnh hơn cô ta, nhưng Lâm Tử Huyên lại không thích hắn ta, thậm chí còn hơi ghét. Cô ta quá rõ cách làm người của Vương Mâu, không biết đã chơi qua biết bao nhiêu cô gái, là một tay ăn chơi. Cao thủ của đại thiên thế giới đúng là có rất nhiều người phụ nữ và cũng có thể có nhiều người tình. Nhưng Vương Mâu lại thuộc về loại làm xong còn không muốn chịu trách nhiệm. Tuy nếu cô ta quen Vương Mâu thì hẳn ta cũng không dám không chịu trách nhiệm, nhưng Lâm Tử Huyên vẫn cứ khỏng thích. Ban nãy, làm Tử Huyên cố tình giữ Trần Đức lại và nói anh ta đẹp là vì kéo thù hận cho Trần Đức, thu hút sự chú ý của Vương Mâu để hắn ta đỡ làm phiền đến mình. Mà một chiêu này cũng rất hiệu quả. Sự chú ý của Vương Mâu đã hoàn toàn đổ dồn lên người Trần Đức. Đội ngũ vừa lên đường, Vương Mâu đã đi đến bên cạnh Trần Đức, anh bạn này, tôi tên Vương Mâu, đến từ nhà họ Vương ở thành phố Thiên Hải của Tây Hải, làm quen nhé. Tỏi họ Trần. Họ Trần, đây chính là một dòng họ lớn, biết nhà họ Trần không? Đó là một thế gia cổ xưa, người đi ra từ đó toàn là cao thủ, Trần Võ Si trên đảo Khốn Long chúng tôi cũng là cao thủ đứng đầu. Trần Đức, không biết anh đến từ nhà họ Trần, hay là thế lực nào khác? Không phải. Tôi chỉ là một tán tu. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Trần Đức liếc làm Tử Huyên ở đằng xa đang lén lút nhìn về phía này, sau đó quay đầu lại nhàn nhạt nói, anh yên tâm, tôi và Lâm Tử Huyên không có quan hệ gì hết. Tôi chẳng qua là chỉ tạm thời tham gia vào đội ngũ này thôi, sẽ không đe dọa gì đến anh đâu. Trần Đức nói rất trắng ra, giờ anh chỉ muốn điệu thấp, đến bờ thì ểm điện tìm Cơ Tuyết. Trong lúc giải quyết chuyện của mình, anh cũng không muốn gây chuyện. Hơn nữa, xưa giờ anh vẫn luôn là một người ghét rắc rối. Ồ, ha ha, tán tu hả? Không ngờ trên đảo Khốn Long còn có tán tu có cảnh giới thấp như vậy. Vương Mâu ra vẻ hết sức nhiệt tình, Trần Đức, tôi nói anh nè, trên đảo Khốn Long có rất nhiều cao. Thủ, mấy ngày nay, còn lũ lượt có 30-50 ngàn người lãnh đảo, mà ít nhất hơn 90% đã mạnh hơn anh. Anh phải cẩn thận đó. Đặc biệt là khi nói chuyện và làm việc, phải điệu thấp, đừng đắc tội người nào rồi mất mạng oan uổng. Thực tế, sao Vương Mâu lại không biết Trần Đức và Lâm Tử Huyên cũng chẳng có quan hệ gì. Với loại người như Trần Đức, từ khí thế trên người cũng chỉ là cảnh giới đại năng thì có thể có quan hệ gì với Lâm Tử Huyên chứ? Dù Lâm Tử Huyên có bằng lòng thì nhà họ Lâm cũng không chịu. Hẳn ta hỏi nhiều như vậy là vì lo Trần Đức là người hầu hay nỏ lệ của gia tộc lớn nào đó. Tìm hiểu lai lịch trước mà thôi. Sau khi biết được Trần Đức chỉ là tán tu thì lời trong lời ngoài đều bắt đầu mang chút đe dọa. Ý là bảo Trần Đức đừng có mà đắc tội hắn ta, không thì sẽ chết. Vương Mâu nói xong cũng không thèm để ý đến Trần Đức sẽ phản ứng thế nào, giống như là ở gần anh thêm một phút thôi cũng thấy buồn nôn và làm bẩn bản thân nên vội vàng rời xa Trần Đức. Hắn ta biết Lâm Tử Huyên không thích mình. Nhóc Trần, Vương Mâu chí là loại biết bắt nạt kẻ yếu thôi. La Văn Sơn bất lực cười, dùng thần thức truyền ảm, đừng chấp với loại người đó. Ừ, Trần Đức gật đầu, cũng không nói gì thêm. Vương Mâu quả thật rất đáng ghét. Nhưng vẫn chưa quá đáng, ít nhất thì trước mắt cũng chưa đến nỗi nào và chưa thật sự chọc đến mình. Cái loại người mà một tay của mình thôi là có thể đánh chết 10 người như hần ta thì Trần Đức cũng lười chấp. Bờ thiếm điện có rất nhiều nguy hiểm, nhóc Trần à. Nếu được thì tỏi mong khi đến đó cậu có thể quan tâm chăm sóc cô chủ chút vì cô ấy có ơn đối với tôi. La Văn Sơn bỗng dưng nghiêm túc mở miệng nói. Không biết tại sao nhưng ông ta vẫn cứ cảm thấy Trần Đức không có đơn giản như vẻ bề ngoài. La Văn Sơn sống mấy trăm năm,
tự thấy mình không có bản lĩnh gì khác, nhưng về mặt nhìn người lại thường thường đúng 9 trên 10. Trên đường đi, ông ta đều đang quan sát Trần Đức và phát hiện từ đầu đến giờ anh vẫn vô cùng thong dong và bình tĩnh. Bất kể Lâm Tử Huyên muốn anh đi hay đối diện với sự khiêu khích, đe dọa cả trong tối lẫn ngoài sáng của người khác thì Trần Đức vẫn chưa từng lo lắng, sợ hãi. Huống chi, Trần Đức còn đưa cho ông ta một cái bùa đá. Lẽ nào Trần Đức lại không biết bùa đá do cao thủ cảnh giới đại năng đưa không có tác dụng gì với đám người họ sao? Không, chỉ cần không ngu thì đều sẽ biết. Nhưng dù biết, Trần Đức vẫn đưa. Trong đó, chắc chắn có lý do của nó. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Từ vô số lý do đó, La Văn Sơn mơ hồ cảm thấy Trần Đức không giống bình thường. Thế nên, ông ta mới nói ra câu đó. Dù sao, bờ thiểm điện thật sự quá nguy hiểm, Long Vương vừa xuất hiện thì chắc chắn sẽ xảy ra tranh đoạt. Đương nhiên, đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, một cái Long Vương không thể thu hút được nhiều người đến như vậy. Mà là vực thiểm điện đã xuất hiện một thiên cung. Không sai. Chính là thiên cung. Thiên cung được ghi chép trong điển cổ đại thiên thế giới, mặc dù nhìn từ xa là một mảng phế tích, nhưng bên trong nói không chừng có đường đi ra, càng có thể có cơ duyên. Điều quan trọng nhất là có người tận mắt nhìn thấy Long Vương đó chạy vào thiên cung. Chuyện này không nhiều người biết, trong mấy chục ngàn người trên đảo Hốn Long, người biết chắc cũng chí mấy ngàn. Nhưng mấy ngàn người này không một ngoại lệ, đều là chí cường giả. Theo như lời Vương Mâu nói, không cẩn thận có thể đắc tội với người khác, từ đó bỏ mạng. Hơn nữa, khả năng này vô cùng lớn, ở đại thiên thế giới, cường giả giết kẻ yếu không cần lý do. Lâm Tử Huyên có ơn với La Vân Sơn, ổng ta không hy vọng Lâm Tử Huyên xảy ra chuyện. Cho nên, dù chỉ là suy đoán Trần Đức không bình thường, ông ta vẫn mở miệng thỉnh cầu. Tiểu tử Trần, xin cậu nhất định đồng ý với tôi. La Văn Sơn mặt đầy mong đợi, khấn cầu nói. Ách, được, nếu nó nguy hiểm gì, trong phạm vi năng lực của mình, tôi sẽ ra tay. Trần Đức hơi do dự, nghĩ đến con người La Văn Sơn không tệ, dọc theo đường đi cũng quan tâm nhiều đến anh, cho nên anh đã đáp ứng. Vậy tôi thay thiếu thư cảm ơn cậu trước. La Văn Sơn thở phào, thật thà cười. Mẹ kiếp, thằng nhãi kia coi mình là cái đếch gì? Hả? Đâu có vấn đề hả? Tìm một tu sĩ đại năng hỗ trợ. Mấy người Vương Mâu dần tới liền xì xào bàn tán, thấp giọng giễu cợt, quả thật cảm thấy có phải hai người đầu óc có vấn đề hay không, lại còn là một tên dám cầu, một người dám đáp ứng. Sốt nát. Cuộc đối thoại của hai người truyền vào trong tai Vương Mâu, hắn ta cạn lớn, lắc đầu giễu cợt, biếu cảm đầy khinh thường không biết nói gì. Ha ha, Vương Mâu, cậu không cần phải mở mang kiến thức cho một tên đầy tớ ngoài họ. Lâm Đông Nhạc nói, đến vực thiếm điện rồi còn làm phiền cậu chú ý đến đội của tôi. Chú Lâm yên tâm, Vương Mẫu tôi sẽ cố hết sức làm. Vương Mâu vỗ ngực, tự tin nói, chỉ cần có tôi ở đây, Tử Huyên và mọi người nhất định sẽ không có chuyện. Ha ha, vậy tôi yên tâm rồi. Làm Đồng Nhạc vẻ mặt tươi cười, đúng rồi, Vương Mâu, trước kia tôi nghe nói cậu và Lăng Nhất Hải của Phiêu Diều Tông đã từng gặp mặt qua, là thật sao? Lăng Nhất Hải, Đoàn Phong Trần, Trần Võ Si, Lý Thiên Cương, Thích Thiện đều đứng trong hàng đệ nhất. Thực lực rất mạnh. Chính là thiếu tông chủ của Phiêu Diếu Tông, thực lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Không tệ. Nhắc tới Lăng Nhất Hải, khóe miệng Vương Mâu nhếch lên nụ cười kiêu ngạo. Hai năm trước, trong bí cảnh Vân Sơn, tôi và cậu Lăng ở cùng nhau một khoảng thời gian, không ngờ lần này anh ta lại đích thân đến đảo Hốn Long. Nếu như có cơ hội gặp anh ta, tôi sẽ giới thiệu cho Tử Huyên, còn có cả chú Làm biết. Ha ha, tốt, Vương Mâu, quả nhiên tôi không nhìn nhầm cậu, được lầm, cậu đừng nói chuyện với tôi ở đây nữa, đến bên cạnh Tử Huyên đi. Lâm Đỏng Nhạc mặt đầy vui sướng, có thể quen biết Lãng Nhất Hải, không chỉ có thể đảm bảo an toàn ở trong đảo Hốn Long, nếu rời khỏi đảo, nhà họ Lâm qua lại thân thiết với Phiêu Diếu Tông, vậy tuyệt đối sẽ là một chuyện rất tốt. Tử Huyên, cháu cũng đừng ngồi trên thú huyết ngân nữa, xuống giao lưu với Vương Mâu chút đi. Làm Tử Huyên làm như không nghe thấy, cô ta nhắm hai mắt, giống như không nghe. Có thể Tử Huyên mệt rồi, cứ để cô ấy ngủ một chút đi. Lần này, mặc dù ánh mắt Vương Mâu thoáng qua vài phần không hài lòng, nhưng ngoài miệng lại không nói gì. Sau khoảng 4-5 phút, chén thú huyết ngân, đôi mắt trong veo của Lâm Tử Huyên bỗng nhiên mở ra.
Vương Mâu, Lâm Đông Nhạc, bao gồm cả Trần Đức đều nổi lên vài phần tinh thần. Đến vực thiếm điện rồi. Ở phía trước, có vách đá bên ngoài, trên vách đá không có cây cối, không có cỏ dại, quái thạch đủ hình thù lầm chởm, giống như tia chớp, mà đối diện với vách đá, bụi than mù mịt, cho dù mọi người tới đây đều là cường giả, tu sĩ, ngay cả mấy người đôi mắt đặc biệt cũng không thể nhìn thấu bờ bên kia. Bên vực thiểm điện đã có bóng người đông đúc, rất nhiều người đang nhìn về phía xa, dường như muốn nhìn ra kết quả gì đó. Lâm Tử Huyên nhảy xuống từ trên thú huyết ngân, trong lòng bàn tay lóe lên một vật thể hình cầu hào quang lóe sáng, thú huyết ngân nhanh chóng bị hút vào trong đó. Thủ đoạn như vậy khiến Trần Đức rất kinh ngạc. Thứ đó tên là phòng lỉnh thú, bên trong chứa càn khôn, chuyên thu nạp các loại vật cưỡi và thú cưng. La Văn Sơn nhìn thấy dáng vẻ của Trần Đức, ông ta giải thích, nhưng giá phòng linh thú cũng khá đắt tiền, thấp nhất cũng cần 200.000 cản nguyên thạch. Thì ra là như vậy. Trần Đức âm thầm cảm khái, không hổ danh là đại thiên thế giới, thứ đồ cổ quái gì cũng có. Rất nhanh đã đến gần vực thiểm điện. Trước tiên, Trần Đức đã thấy vực thiểm điện không nhìn rõ bờ bên kia, một tòa cung điện cao sừng sững giống như từng ngọn núi lớn nối tiếp nhau, quanh co chập trùng, rất mênh mỏng, tọa lạc trong sương mù giống như ảo ảnh. Thiên cung, hai chữ cổ lớn, tràn đầy đạo vận, lưu truyền vô số quy tắc đại đạo, khắc trên một bia đá cao đến trăm trượng, bia đá đổ xuống đất, mặc dù đổ nát, nhưng uy thế vẫn còn, tương đối khiếp người. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đức lòng sinh gợn sóng. Toàn bộ diện tích thiên cung quả thật quá rộng lớn, vừa nhìn liền không thấy cuối, mặc dù đập vào mắt là phế tích và hài cốt khắp nơi, nhưng vẻ rộng lớn bát ngát vẫn cho anh cảm giác chấn động và kinh hãi. Long Vương kia biến mất ở đây sao? Trần Đức lấm bẩm. Vực thiếm điện không một ngọn cỏ, mà bên trong phế tích thiên cung lại mọc ra rất nhiều cây mây cỏ dại, tạo thành một vùng rừng cây rất rất dài, cuối rừng rậm mới chân chính là thiên cung, từng tòa cung điện hỏng hóc đổ nát đứng sừng sững, hiện ra vẻ cổ xưa đầy huy hoàng. Tại sao bọn họ không đi vào? Trần Đức kỳ quái nhìn về phía La Văn Sơn, mang theo vài phần không hiểu. Liên quan đến tin tức của thiên cung, cho dù dùng thiên cơ thuật cũng không thể nào tra được chút nào, anh vẫn không hiểu. Vì không dám, phía trước sương mù dày đặc, trước kia đã có người đi vào trong màn sương dày đặc kia, ngay cả hài cốt cũng không còn. La Văn Sơn giải thích, giống như bị một lực lượng thần bí nào đó hòa tan, vì vậy, các cường giả thực lực đứng hàng đệ nhất hôm nay sẽ đến đây gặp nhau cùng nghĩ cách phá hủy. Trần Đức đang hỏi thì đúng lúc nhìn thấy có một tu sĩ thả vật cưỡi bay trên không của mình xuống, ra lệnh cho nó tiến vào sương mù dày đặc. Đó là một con phỉ long. Nó dang rộng hai cánh, như kiếm sắc bay lên không trung, xuyên qua vân không, trong thời gian ngắn đã tiến vào sương mù dày đặc. Nhưng, không đến nửa cái hít thở, con phỉ long nặng đến mấy ngàn cân thoáng chốc đã không còn hài cốt, giống như viên đá lạnh ném vào nước nóng. Nháy mắt liền tan ra, ngay cả máu tươi cũng biến mất trong 2-3 giây. Rất nhanh chóng đã khôi phục lại yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trần Đức cũng cực kỳ kinh ngạc. Anh chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Đột nhiên, bốn phía ầm ĩ, thoáng chốc yên tĩnh lại. Trần Đức đang suy nghĩ liền bị kéo trở lại, anh ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy phía trước có người đi tới, là một người đàn ông tóc màu xanh lam, khí vũ hiên ngang, trường bào lay động theo gió, mày kiếm mắt ưng. Hắn ta không có người hầu, càng không có người đi theo. Nhưng, nơi hắn ta đi qua, những người cản đường liền rối rít tránh ra, chủ động nhường cho hắn ta một con đường. Trần Đức cũng nhận ra hắn ta. Lăng Nhất Hải, đệ nhất cường giả chẽn bảng xếp hạng cường giả đảo Khốn Long. Sự xuất hiện của hắn ta khiến xung quanh rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó lại sôi trào, đặc biệt là các cô gái, nhìn thấy hắn ta liền kích động đến mức mặt đỏ bừng, vô cùng phấn chấn. Là cậu Lăng. Ánh mắt Vương Mâu sáng lên. Có chút kích động, lại có chút khẩn trương. Nhất thời, người Vương Mâu dẫn tới và người nhà họ Lâm cũng khẩn trương, trong khẩn trương mang theo đầy vẻ ngưỡng mộ sâu đậm. Chú Lâm, Tử Huyên, hai người đi theo tôi, cùng qua chào hỏi cậu Lăng. Vương Mâu vội vàng nói, nhớ kỹ, cậu Lăng từ xưa đến nay thích hành động một mình, không thích ở cùng quá nhiều người, càng không thích có người nói nhảm, nếu muốn đi cùng anh ta, sau khi qua đó. Chúng ta phải lấy ra 100% tôn kính, không có chỉ thị của tôi thì không ai được phép nói chuyện, hiểu chứ? Được. Lâm Đông Nhạc vui vẻ gật đầu,
có thể nói mấy câu với Lăng Nhất Hải, những người này lập tức sẽ giống như dây thừng quấn quanh con cua, địa vị được nâng cao, nếu như may mắn đi theo hắn ta, chắn chắn sẽ vinh hạnh cả đời, nào có đạo lý không đồng ý với Vương Mẫu. Không phải chứ? Nhưng đôi mi thanh tú của Lâm Tử Huyên khẽ nhăn, tôi không muốn đi theo người khác. Mặc dù làm Tử Huyên yếu đuối, nhưng cô ta có kiêu ngạo và ranh giới cuối cùng của bản thân. Cô là cô cả của nhà họ Lâm. Nếu như chạy theo người khác, làm nô lệ thuộc hạ của người ta, vậy không chỉ làm mất mặt cỏ ta, mà còn mất mặt cả nhà họ Lâm. Huống chi, cô ta thật sự không có thiện cảm với Vương Mâu, cực kỳ ghét, không nói bất mãn với chuyện đi theo Lăng Nhất Hải, nhưng chí ít là vô cảm với hắn ta. Hơn nữa, ức hiếp kẻ yếu, khom lưng quỳ gối với cường giả, loại ỷ mạnh hiếp yếu này cô ta thật sự không làm được, giống như cũng không thích người như vậy. Làm càn. Mặt Lâm Đông Nhạc lập tức trầm xuống, Tử Huyên, đừng tự do thế, chúng ta chỉ là làm quen chút thôi, cũng không phải nhất định sẽ đi theo, hơn nữa, dù chúng ta muốn đi theo, chưa chắc cậu Lăng sẽ đồng ý. Đúng vậy, Tử Huyên, nói thế nào thì cứ qua chào hỏi, làm quen một chút cũng tốt, người của đảo Khốn Long biết chúng ta quen biết cậu Lăng thì cũng sẽ kiêng kỵ chúng ta vài phần. Vương Mâu bổ sung. Vương Mâu nói rất rẻ hiếu, cũng rất rõ ràng. Lăng Nhất Hải thân là đệ nhất cường giả đảo Khốn Long, lực uy hiếp cực mạnh, dù có thể nói chuyện với hắn ta, đối với Vương Mẫu cũng đã là một tầng bùa bảo vệ. Mặt thấy Lăng Nhất Hải đi đến ngày càng gần, Vương Mâu lại càng khẩn trương, Tử Huyên, cơ hội không thể để mất, cô đừng do dự. Tiểu thư, cậu Vương nói đúng, chúng ta đi làm quen chút đi. Tiểu thư, chúng tôi đều muốn quen biết cậu Lăng. Tiểu thư, không vì cô thì vì chúng tôi được không? Đám người làm và thuộc hạ của nhà họ Lâm cũng cực kỳ gấp rút, dù đi lên không có cơ hội nói chuyện với Lăng Nhất Hải, đến gần hẳn ta một chút, đế lại thiên duyên cũng không tệ đâu. La Văn Sơn cười khố, tất cả tùy tùng chỉ có mình ông ta không đi lẻn khuyên Lâm Tử Huyên, ngược lại tỏ ra có chút không hòa mình. Được rồi. Cuối cùng, Lâm Tử Huyên vẫn đồng ý, Vương Mâu nói đúng, đi lên làm quen chút cũng có ích lợi. Huống chi, từ khi đến đảo Khốn Long, những tùy tùng thuộc hạ bên người ngày càng không tôn kính, không quan tâm đến cô ta, cũng chỉ có La Văn Sơn là có chút không tệ. Cho nên, khi La Văn Sơn xin Trần Đức gia nhập đội ngũ, cô ta mới không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Nếu như lần này cô ta không đi kết thân với Lăng Nhất Hải, chỉ sợ trong lòng những người tùy tùng này sẽ càng xa cô ta. Tốt quá rồi, đi cùng tôi, còn nữa, tôi nhắc lại một lần, đến bên cạnh cậu Lăng, nhất định phải tôn kính, nhất định phải tôn kính. Nhất định phải toàn kính, hiểu chưa? Dường như chuyện này vô cùng quan trọng, Vương Mâu lặp lại đủ 3 lần, nhìn mọi người gật đầu mới yên tâm. Đột nhiên, Vương Mâu phát hiện trong một góc của đội ngũ, Trần Đức không nhúc nhích, giống như đang suy tư điều gì đó, không hề gật đầu, cũng không có bất kỳ động tĩnh, hắn ta lạnh mặt, Trần Đức, sao anh không gật đầu, không nghe thấy sao? Hả? Trần Đức hơi kinh ngạc, sắc mặt có chút cổ quái. Tôi không qua đó, tại sao phải gật đầu? Không đi. Vương Mâu cực kỳ bất ngờ, loại tu sĩ cấp bậc rác dưới như Trần Đức, ai ỷ lại không muốn quen biết với mấy cường giả cấp cao chứ, nhưng anh không đi. Ha ha, Vương Máu, dĩ nhiên hắn sẽ khỏng đi rồi, cậu Lăng thích hành động một mình, thích giết người, hơn nữa không thích nói chuyện với con kiến hôi cảnh giới quá khác biệt, đây là chuyện công khai, nếu hắn qua đó không phải đâm đầu vào chỗ chết sao? Người nói là làm Đông Nhạc, ông ta khinh thường Trần Đức khỏng hề có một chút che giấu. Cũng đúng, không đi càng tốt, quả thật cậu Lăng không thích kiến hôi, suýt nữa tôi quên mất. Vương Mâu lạnh lùng nói, thang nhãi, anh ở đây cho tốt, đừng có mà bén mảng qua đó, không được làm hỏng việc của chúng tôi. Trần Đức liếc nhìn Vương Mâu, cũng không phản bác, càng không mở miệng, bây giờ anh chỉ có một lòng muốn tìm Cơ Tuyết, tìm người tên là Đoàn Phong Trần kia. Lúc này chỉ cần đối phương không quá đáng, về bản chất không chọc vào anh thì anh cũng chẳng buồn phản ứng. Phế vật! Lâm Đông Nhạc mắng, chênh lệch giữa người với người quá lớn, tuổi tác tương đương mà Trần Võ Si, Lăng Nhất Hải, Vương Mâu, ngay cả tùy tùng và người làm nhà bọn họ còn mạnh hơn Trần Đức, loại. Người như Trần Đức ông ta thấy mà ghét, chỉ muốn. Ói! Lâm Tử Huyên liếc nhìn Trần Đức, con người trong trẻo hiện lên vài phần thất vọng. La Văn Sơn đi theo cô ta nhiều năm nay, cô ta biết rõ năng lực nhìn người của ông ta. Thông thường, chỉ cần người ông ta nhìn chúng đều có đặc điểm sở trường riêng.
Vốn dĩ cô ta còn tưởng Trần Đức ở trong đội có thể mang đến bất ngờ mừng rỡ gì, nhưng không hề. Không có bất ngờ mừng rỡ thì cũng thỏi đi, không quan trọng, cô ta không quan tâm mấy thứ này, chỉ là làm Đổng Nhạc và Vương Mẫu đều mắng mỏ giễu cợt anh rõ ràng như vậy, anh lại không có bất kỳ phản kháng nào. Điều này quả thật khiến người ta quá thất vọng. Đương nhiên, cảm xúc thất vọng này chỉ trong nháy mắt, Trần Đức cũng không phải là gì với Lâm Tử Huyên, không liên quan đến cô ta. Vậy nên cô ta nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vương Mâu không muốn lãng phí từng giây từng phút, hắn ta liền dẫn mọi người đi về phía Lăng Nhất Hải. Gần rồi. Cách Lăng Nhất Hải ngày càng gần, bọn họ liền cảm thấy có một loại khí tức bức người đầy đáng sợ, giống như có mấy trăm con dao bao vây tứ phía bọn họ, gió thổi không lọt, vô cùng kinh khủng, một vài tùy tùng yết ớt đã bắt đầu phát run, có chút run rẩy đứng không vững. Cậu Lăng. Vương Mâu dẫn đầu đi mấy bước, đến bên cạnh Lăng Nhất Hải, lúc này hẳn ta khom người cong lưng quá 90 độ, so với ở trước mặt Trần Đức, hoàn toàn là hai người khác nhau. Cậu là... Lăng Nhất Hải cau mày, trong mắt đã có sát ý. Là tôi mà, cậu Lăng, 3 năm trước chúng ta đã gặp nhau ở bí cảnh Vân Sơn. Trong giọng nói của Vương Mâu mang theo vẻ gấp gáp, sợ Lăng Nhất Hải không nhớ ra hắn ta, thậm chí còn nói ra một vài chi tiết của 1 năm trước. À, nhớ rồi. Lăng Nhất Hải suy nghĩ sâu xa, giống như đã nhớ lại, con người mang theo sát ý lúc này mới hòa hoãn một chút, cậu tên Vương Mâu, đúng không? Đúng đúng đúng, chính là tôi. Vương Mâu cực kỳ mừng rỡ, quả nhiên Lăng Nhất Hải đã nhớ ra hắn ta. Cuộc đối thoại của hai người bọn họ truyền vào trong tai tu sĩ bốn phía, ai ấy đều cực kỳ hâm mộ, đám người Vương Mâu lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn. Còn động tác khom lưng khuỵu gối của Vương Mâu, ai quan tâm? Chẳng ai quan tâm. Thế giới này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu cúi người hành lễ với cường giả không phải là điều nên làm sao. Bọn họ là tu sĩ, theo luật rừng, thực lực là trên hết, trời sinh mang máu lạnh. Nếu như có thể quen biết Lăng Nhất Hải, đừng nói là khom lưng cúi người, dù quỳ xuống cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm. Thậm chí một vài nữ tu sĩ còn nguyện dâng hiến bản thân. Ở ngoại giới, Lăng Nhất Hải chính là người xuất sắc trong các tu sĩ trẻ tuổi, ở đây còn là cường giả hàng đầu, ai lại không muốn nói mấy câu với hắn ta chứ? Duy chỉ có Lâm Tử Huyên là không thoải máu, dù sao thì Vương Mẫu cũng đi cùng bọn họ, làm hành động này, trong nháy mắt liền kéo rất rất thấp thân phận và địa vị của cô ta, thấp hơn Lăng Nhất Hải ít nhất 3 bậc. Lâm Tử Huyên rất không thích cảm giác này. Có chuyện. Lăng Nhất Hải nhìn chằm chằm Vương Mâu, hỏi. Không có không có, cậu Lăng, tôi dẫn theo người của mình đến chào hỏi anh. Vương Mâu luôn mồm vâng dạ, hắn ta kéo Lâm Đông Nhạc qua rồi giới thiệu, cậu Lăng, đây là chú tôi, Lâm Đông Nhạc. Hắn ta trực tiếp dùng xưng hô là chú để giới thiệu Lâm Đông Nhạc, rõ ràng hắn ta muốn làm người đàn ông của Lâm Tử Huyên, giống như đang tuyên thệ chủ quyền. Thậm chí, lúc nói chuyện còn khiêu khích nhìn Trần Đức ở phía xa. Ha! Trần Đức quay đầu để y coi thường. Từ đầu đến cuối anh vẫn tìm hình bóng của Cơ Tuyết. La Văn Sơn nói cường giả đứng hàng đệ nhất đều sẽ hội tụ vào hôm nay, bọn họ đều tới đây cùng tìm cách tiến vào thiên cung như thế nào. Như vậy, Đoàn Phong Trần Thân là người đứng đầu, chắc chắn cũng sẽ tới. Anh vẫn đang tìm bóng dáng mấy người này, chí tiếc đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra tung. Cậu Lăng, cùng dây đó, Lâm Đông Nhạc cũng khom người hành lễ. Ông ta cúi người còn sâu hơn Vương Mâu, rất muốn Lăng Nhất Hải chú ý. Vị này là cỏ cả của nhà họ Lâm, cháu gái của Lâm Đông Nhạc. Vương Mâu lại giới thiệu Lâm Tử Huyên cho Lăng Nhất Hải, cũng là người phụ nữ của tôi. Lúc giới thiệu với Lâm Tử Huyên, hân ta cũng chứng minh thân phận của cô ta. Đồng thời còn nói là người phụ nữ của hắn ta. Theo như hắn ta thấy, ở trước mặt Lăng Nhất Hải, Lâm Tử Huyên không thế không cho hắn ta thể diện. Cậu Lăng, Lâm Tử Huyên cũng chào hỏi, nhưng khác với Vương Mâu và Lâm Đông Nhạc, cô ta chỉ gật đầu, không khom người, cũng không hành lễ, đồng thời không hề vui vẻ nhìn Vương Mâu. Hả? 99. Hành động khác thường của cô ta lập tức hấp dẫn ánh mắt của Lăng Nhất Hải, hắn ta nhìn cô ta chằm chằm, 2-3 giây sau liền bật cười, hắn ta gật đầu nói, cô, không tệ đấy, có thể đi theo tôi làm hầu gái bên người. Lăng Nhất Hải rất trực tiếp. Giọng nói nhàn nhạt, giống như đang ra lệnh, không phải hỏi.
Suy cho cùng với thực lực, cảnh giới và địa vị của hắn, chọn chúng Lâm Tử Huyên làm hầu gái bên cạnh hắn ta chính là vinh dự của cô ta hoàn toàn không có lý do để từ chối, cũng không dám từ chối. Hả? Bốn chữ hầu gái bên người vừa nói ra, lập tức đám người người Vương Mâu và Lãm Đông Nhạc cũng ngây ra. Hầu gái bên người là có ý gì? Có việc thì làm đầy tớ, không có việc thì làm hầu gái. Đây chính là hầu gái bên người. Rất rõ ràng. Lăng Nhất Hải đã nhìn chúng Lâm Tử Huyên. Cái này cũng bình thường, sắc đẹp của Lâm Tử Huyên quả thật thuộc hàng thượng thượng đẳng, ngũ quan thanh thuần xinh đẹp, hoạt bát, thân hình chữ S, da trắng như ngọc, dáng người mê hoặc, mang khí chất thiên sứ. Người phụ nữ như vậy, người đàn ông nào không thích? Nhưng, trước đó Vương Mâu đã nói Lâm Tử Huyên là người phụ nữ của hắn ta. Còn Lăng Nhất Hải thì sao? Hắn ta không hề chịu thua, ở ngay trước mắt Vương Mâu, nói thắng muốn Lâm Tử Huyên làm hầu gái bên người. Quả thật chính là một cái bạt tai tát vào mặt Vương Mâu. Nếu như đổi thành người khác, Vương Mâu đã sớm phát điên lên muốn giết người. Nhưng người trước mắt là Lăng Nhất Hải. Một người đàn ông hắn ta không chọc nổi, cũng không dám chọc. Ruột gan Vương Mẫu đều ân hận đến xanh tái, hắn ta nên sớm nghĩ đến chuyện này, dựa vào sắc đẹp của Lâm Tử Huyên, rất dễ khiến đàn ông rung động, đặc biệt là loại cường giả muốn cái gì cũng phải giành bằng được như Lăng Nhất Hải. Đây đúng là hắn ta trực tiếp dâng người tặng vào trong tay người khác. Nhưng Vương Mẫu không có bất kỳ cách nào khác, hắn ta không dám có ý kiến gì với Lăng Nhất Hải, đừng nói là phản kháng. Ngay cả nói cũng không dám hé giảng, hắn ta cúi thấp đầu. Lăng Nhất Hải vốn không hề chú ý đến hắn ta, hoàn toàn không thèm để ý hắn ta đang nghĩ gì. Hắn ta chiếm đoạt người phụ nữ của Vương Mâu là điều đúng đắn và đương nhiên thôi, không phải sao. Cùng giây đó, Lăng Nhất Hải cười rồi bổ sung thêm, cô yên tâm, chỉ cần làm hầu gái bên người tôi đảm bảo, bất kỳ tài nguyên tốt trong đảo Khốn Long cũng có một phần của cô. Hơn nữa, nói cho cô một bí mật. Đảo Khốn Long đi vào thì rẻ, đi ra thì khó. Muốn rời đi, số lượng chỉ có 300 người. Tôi đồng ý cho cô, Vương Mâu và chú cô, mỗi người một chỗ. Cái gì? Xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh ngắn ngủi, không tới 2-3 giây, trong nháy mắt lại sôi trào, làn tràn ra sự bất an. 300 chỗ. Trong đảo Khốn Long chỉ có 300 người có thể đi ra ngoài. Tin tức này không khác nào lựu đạn nổ trong nước sâu. Tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán sôi nổi. Theo như bọn họ biết, đã có hơn 100.000 người đến đảo Khốn Long. Cuối cùng chỉ có 300 người có thể rời đi. Không ai nghi ngờ lời Lăng Nhất Hải là giả. Bởi vì không cần thiết. Tu sĩ cấp bậc như hắn ta không cần phải nói dối Lâm Tử Huyên. Giống như một người bình thường, hắn sẽ nói dối với một con chó hay một con kiến sao? Đương nhiên không rồi. Huống chi. Thân là cường giả hàng đệ nhất đảo Khốn Long, người nối nghiệp tương lai của thế lực siêu cấp lớn, Lăng Nhất Hải biết một vài bí mật liên quan đến đảo Khốn Long cũng rất bình thường. Chỉ có 300 người có thể sống sót đi ra ngoài. Tâm trạng Trần Đức khẽ động, nhưng tạm thời không nói nhiều lời. Nếu quả thật chỉ có 300 người sống sót ra ngoài, vậy thì điều kiện Lăng Nhất Hải đưa ra rất cao, có thể nói là một đòn sát thủ. Các võ giả xung quanh hâm mộ phát khóc, xinh. Đẹp là tốt rồi, được Lăng Nhất Hải xem trọng. Quả thật đúng là chim sẽ biến thành phượng hoàng, kiến hôi biến thành voi lớn. Chí ít có thể đảm bảo tiếp tục sống. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, ai sẽ từ chối chứ? Quả thật điều kiện Lăng Nhất Hải đưa ra tương đối mê người, liên quan đến tính mạng, ngay cả Lâm Tử Huyên cũng yên lặng. Xa xa Trần Đức vốn muốn rời đi, nhưng lúc này anh vẫn chưa đi. Anh muốn nhìn xem Lâm Tử Huyên có đồng ý hay không. Nếu cô ta đồng ý, Trần Đức cũng không cảm thấy bất ngờ, chuyện thường tình mà, anh có thể hiểu được. Chờ ở đây, Trần Đức chuẩn bị dẫn La Văn Sơn rời đi. Suy cho cùng, Lăng Nhất Hải chỉ cho 3 người. Nếu như lời Lăng Nhất Hải nói là thật, Lâm Tử Huyên lại đồng ý làm hầu gái bên cạnh hắn ta, vậy thì với thực lực của La Văn Sơn, tuyệt đối không thể nào rời khỏi được. Con người La Văn Sơn không tệ, chí ít là có chút duyên phận với Trần Đức. Anh chuẩn bị giữ cho ông ta một mạng. Cho nên anh đang đợi. Đợi câu trả lời của Lãm Tử Huyên. Không chỉ có anh, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm Vương Mâu, Lâm Đông Nhạc và đám tùy tùng người hầu của cô ta đều đang chờ đợi. Cảm ơn ý tốt của cậu Lăng, Tử Huyên xin lĩnh ngộ, nhưng hay là thôi đi,
Tử Huyên không xứng với danh sách của anh. Sau 4 năm giải, Tử Huyên mở miệng, lại là một câu từ chối. Một câu từ chối ngoài dự đoán của mọi người. Thật ra thì, Lâm Tử Huyên cũng có do dự, điều kiện Lăng Nhất Hải đưa ra vô cùng hấp dẫn, liên quan đến mạng của cô ta, liên quan đến mạng của chú cô ta. Nhưng, nếu như cỏ ta đi theo Lăng Nhất Hải, vậy thì đám tùy tùng của cô ta chắc chắn sẽ không thể ra khỏi đảo Khốn Long, có lẽ phải chết ở đây. Hơn nữa, cô ta cũng không muốn làm hầu gái bên cạnh người khác. Thú vị! Đôi mắt Trần Đức khẽ cứng lại, nếu Lâm Tử Huyên đồng ý, anh có thể hiểu được, nhưng cô ta từ chối, ngược lại khiến Trần Đức rất bất ngờ, một người phụ nữ đối mặt với sinh tử mà lại có dũng khí như vậy, anh cũng có mấy phần kính nể. Làm Tử Huyên vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Lăng Nhất Hải trở nên cứng ngắc, đôi mắt càng trở nên thích thú. Lâm Tử Huyên dám từ chối hắn ta, khiến hắn ta rất bất ngờ. Bất ngờ này nếu là đàn ông, không có gì phải nói, trực tiếp giết chết. Nhưng Lâm Tử Huyên là phụ nữ. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Cũng không phải Lăng Nhất Hải không giết phụ nữ. Thực tế khi hắn ta giết người không hề phân nam nữ. Chỉ là làm Tử Huyên trọng rất đẹp. Đã đẹp thì có thể sống lâu hơn chút. Điều quan trọng nhất chính là rất ít có phụ nữ từ chối Lăng Nhất Hải. Nói không khoa trương thì người phụ nữ hẳn ta nhìn chúng. Cũng không cần nói ra điều kiện gì. Đối phương liền muốn bám theo. Lăng Nhất Hải rất có lòng tin với mê lực của mình. Lớn đến vậy rồi, từ trước đến nay chưa từng có phụ nữ có thể từ chối hắn ta. Cho nên, hắn ta liền hứng thú, đối với Lâm Tử Huyên lại càng hứng thú hơn, hắn ta muốn áp chế cô ta, chinh phục cô ta, đặc biệt muốn thu phục cô ta vào tay mình. Mà xung quanh, những võ giả vây xem trong vực thiểm điện, bao gồm cả đám người Lâm Đông Nhạc và Vương Mâu đều ngây ra. Mẹ kiếp! Vậy là lại từ chối. Nước vào não Lâm Tử Huyên à, bị ngu rồi. Đối với điều kiện ưu đãi như vậy mà không đồng ý. Đặc biệt là một vài nữ tu sĩ đều sắp phát điên rồi, mắt cũng đỏ cả lên, nếu đối lại là bọn họ, đừng nói Lăng Nhất Hải đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy, dù không đưa, bọn họ cũng muốn lao tới. Đáng chết. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Quả thật khiến người ta phát điên, không thể nào hiểu nổi. 9 người. Tôi cho cô 9 người có thể tiếp tục sống, tin tôi đi, không có Lăng Nhất Hải tôi, cô chắc chắn sẽ chết. Đúng lúc này, Lăng Nhất Hải lại nói, vô cùng. Ngang ngược, trực tiếp đưa ra số người. Vương Mâu, Lâm Tử Huyên, Lâm Đông Nhạc, cộng thêm tùy tùng của Lâm Tử Huyên vừa đủ 9 người. Lần này, Lâm Tử Huyên không có lý do gì từ chối hắn ta nữa chứ. Chẳng ai ngờ, đối với lời từ chối của Lâm Tử Huyên, Lăng Nhất Hải không những không phẫn nộ, ngược lại còn tăng sổ. 3 người đổi thành 9. Đây xem như cho toàn bộ đội của Lâm Tử Huyên có thể rời khỏi đảo, điều kiện mở lên tận trời rồi. Vương Mâu và Lâm Đông Nhạc cũng chấn động, hoàn toàn không ngờ rằng Lăng Nhất Hải sẽ lùi bước đưa ra điều kiện này. Đám tùy tùng sau lưng Lâm Tử Huyên đều hiện ra vẻ phấn chấn vui mừng. Bọn họ hận không thể thay thế làm Tử Huyên lập tức đồng ý với yêu cầu của Lăng Nhất Hải, nhưng Lâm Tử Huyên lại khẽ nhíu mày, cô ta hơi mất hứng, đây là Lăng Nhất Hải đang áp đặt đạo lý của mình lên người khác, có đồng ý hay không vốn chỉ là chuyện của mình cô, nhưng hắn ta lại cưỡng ép trói buộc cỏ ta và tùy tùng lại. Chẳng lẽ cô ta không phải người, chỉ là món tiền đặt cược có thể giao dịch. Cậu Lăng, tôi nói lại một lần nữa, danh sách kia của anh tôi không xứng, bên đó còn có một người bạn đang đợi tôi, không quấy rầy cậu Lăng nữa. Làm Tử Huyên kìm hãm khó chịu trong lòng. Bày tỏ áy náy, sau đó cô ta bước liên tiếp, xoay người muốn đi. Cái gì? Lại từ chối. Hốc mắt các tu sĩ xung quanh đều đỏ hết lên, sắp điên đến nơi rồi, bọn họ không nhịn được gào thét. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Con mẹ nó. Đây chính là 9 người được sống đó. Nếu đổi lại bọn họ, đừng nói 9, dù chỉ là 1. Người, bọn họ cũng lập tức đồng ý không chút do dự. Hai tròng mặt của Lâm Nhất Hải đông cứng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Tử Huyên. Trong lòng Lâm Đông Nhạc trầm xuống, ông ta vội vàng tiến lên cản đường Lâm Tử Huyên, cậu Lăng cho cháu làm hầu gái bên người chính là nhìn chúng cháu rồi, đó là phúc phận của nhà họ Lâm chúng ta, sao cháu lại từ chối? Đúng vậy, Tử Huyên, cô đồng ý với cậu Lăng đi, anh ta đã đồng ý cho 9 người chúng ta sống sót, những danh sách này tôi chỉ cần 1.
còn lại cho cô và đám tùy tùng của cô, được chứ? Giọng Vương Mâu ồm ồm, dồn dập, thậm chí còn có chút van nài. Hắn ta hiểu rất rõ tính tình Lăng Nhất Hải, chỉ cần một lời không hợp, Lăng Nhất Hải sẽ giết người đoạt mệnh, Lâm Tử Huyên cứ tiếp tục thế này, kẻ đầu tiên chết có lẽ chính là người đứng giữa như hắn ta. Cỏ chủ, cô mau đồng ý với cậu Lăng đi. Cô chủ, cô không vì mình thì cũng phải vì chúng tôi chứ, chúng tôi không muốn chết, vẫn muốn sống mà. Cô chủ, cầu xin cô đấy. Người hầu Lâm Tử Huyên cũng người một câu ta một cẩu, vì mạng sống của mình, bọn họ hoàn toàn bỏ mặc suy nghĩ của Lâm Tử Huyên. Đừng ai nói gì nữa. La Văn Sơn vẫn im lặng từ đầu đến giờ bỗng nhiên hét to, bình thường có chủ đối xử với các người không tệ, có cái gì tốt vẫn chưa từng bỏ quên các người, thậm chí còn tự tay dạy cho đám các người tu hành, các người thì hay rồi, bây giờ lại tham sống sợ chết, muốn dùng hạnh phúc của cô chủ để đổi mạng ư. Bốp, một. La Văn Sơn vừa dứt lời, cái tát của Lâm Đông Nhạc đã dừng lại trên mặt ông ta, trầm giọng nói, ông có quyền lên tiếng ở đây từ khi nào vậy? Một người hầu khác họ thôi mà cũng dám lắm miệng ư. Có tin là nói thêm nửa câu nữa thôi tôi sẽ giết chết ông luôn không? Ba chữ giết chết ông được gắn rất mạnh, cũng rất trầm, hơi thở khủng bố lan tràn, nhanh chóng bao trùm lấy La Văn Sơn. Cảnh giới của La Văn Sơn với Lâm Đông Nhạc hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt như tờ giấy, đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện, chỉ thở thôi cũng đã vô cùng khó khăn, tim cứ nảy lên thình thịch, như có thể nổ mạnh bất kỳ lúc nào. Mà Lâm Đông Nhạc thì đã định ra tay ngay lúc này, nguyên khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, bùng nổ điên cuồng. Chú! Mặt Lâm Tử Huyên đầy lạnh lùng, nhanh chóng chặn trước mặt Lâm Đông Nhạc, giúp ổng ta đỡ tất cả uy áp. La Văn Sơn là người cháu đích thân chọn, nếu chú muốn ra tay với ông ấy thì cứ bước qua xác cháu. Được lắm Lâm Tử Huyên, cánh cháu cứng rồi, lời chú nói cũng không nghe nữa rồi đúng không? Lâm Đông Nhạc thở hổn hển, nhưng cũng không thế làm gì được, uể oải nói, thôi vậy, chú không giết ông ta là được chứ gì. Nhưng hôm nay cháu phải đồng ý với cậu Lăng, trở thành người hầu của cậu ấy, xem như chú cầu xin cháu, được không? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn nhé. Tôi cho cô 10 giây cuối cùng, ở giây cuối cùng, nếu tỏi không có được đáp án tỏi muốn thì những người kia đều phải chết, trừ cô. Đúng lúc này, Lăng Nhất Hải đột nhiên mở miệng. Hết sức ngang ngược, hết sức lạnh giá. Mềm không được thì trực tiếp chuyển sang ép buộc, uy hiếp. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Một hơi thở đầy lạnh lẽo từ người hẳn ta lan tràn, độ ấm trong bán kính mấy trăm mét lập tức giảm xuống cực thấp. Cùng lúc đó, ánh mắt Lăng Nhất Hải cũng nhìn về phía xa, nơi có Trần Đức vẫn luôn im lặng không nói gì, sau đó nói với Lâm Tử Huyên, đám người hầu mà tôi nói có cả tẻn kia, tất cả những người liên quan đến cô đều không thể sống sót. Lăng Nhất Hải còn chưa ra tay thì mùi máu tươi đã lan tràn. Nhóm người xung quanh lập tức hoảng hốt run rẩy, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, khúm núm lui về phía sau. Sắc mặt của Lâm Đông Nhạc, Vương Mâu cùng với người hầu nhà họ trâng bệch như tờ giấy, sợ hãi từ sâu trong tim hiện rõ trên mặt, trông còn khó coi hơn cả người chết. Lâm Tử Huyên cũng khổng khá hơn là bao, mặt cô ta trắng bệch, cả đôi môi đỏ mỏng cũng mất đi màu sắc vốn có. Không phải do cô ta sợ, chỉ là đang bị hơi thở của Lăng Nhất Hải chèn ép đến mức không thể vận chuyển cả nguyên khí. Cô ta với Lăng Nhất Hải có sự chênh lệch quá lớn, lớn đến kinh người, lớn đến mức cô ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Không nói quá lên một chút nào, Lăng Nhất Hải muốn giết cô ta, có lẽ chỉ cần một chiêu. Chỉ cần một chiêu đã đủ để cô ta tan xương nát. Thịt, bốn phía chìm vào yên tĩnh, sự yên tĩnh đến lặng người. Dường như trên cổ họ đang có một con dao, chẳng có ai dám nói chuyện, cứ như thể mở miệng ra họ sẽ chết vậy. Mọi người đều lặng lặng chờ đợi câu trả lời của Lâm Tử Huyên. Thế nhưng, ngay lúc này, đột nhiên. Trần Đức xa xa, nãy giờ vẫn im lặng chợt di chuyển. Anh sải bước chậm rãi đi về phía Lâm Tử Huyên, La Văn Sơn, Lăng Nhất Hải, nói, lớn giọng thật đó, há miệng ra là đòi chém đòi giết, chỉ mình anh có thể làm được không? Ha ha! Trần Đức hết sức hờ hững, hết sức bình tĩnh, giọng không nhanh không chậm, không chút để ý, khóe miệng khổng hề che giấu sự mỉa mai, và cười cợt. Lập tức, ánh mắt mọi người xung quanh đều chuyển sang Trần Đức. Thằng danh này, là ai vậy? Đầu bị gì xét, hay là uống nước, mà lại.
lại dám nói chuyện với cái giọng đó vào lúc này. Nên biết rằng Lăng Nhất Hải đang nối giận, đang đứng bên bờ vực bùng nổ, lấn tiếng vào lúc này có khác gì chịu chết đâu. Mọi người đều tìm tòi tin tức có liên quan đến Trần Đức trong đầu mình, muốn biết rốt cuộc anh có phải là thần thánh được xếp đâu đó trên bảng, hay nhà quyền quý nào hay không. Thế nhưng, không có gì cả. Bọn họ lục tung ký ức của mình nhưng vẫn không tìm được chút thông tin nào liên quan đến gương mặt của Trần Đức. Sau đó, bọn họ phát hiện ra hơi thở của người vừa lên tiếng cũng chỉ ở cảnh giới đại năng mà thôi, cái loại kiến hôi như thế lấy đâu ra lá gan to vậy. Danh con, mẹ mày, đây là lúc mày có thể lên tiếng nói chuyện hả? Mẹ nó mày muốn chết lắm rồi phải không? Vương Mâu điên cuồng, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, tức giận trừng mắt nhìn Trần Đức. Trong mặt là tơ máu dày đặc như muốn nổ tung, nếu không phải hắn ta chẳng dám hành động tùy tiện thì đã ra tay xé nát anh thành từng mảnh nhỏ rồi. Giọng Vương Mâu đầy sát ý, trầm thấp, khan khan, gắt gao trừng mắt nhìn Trần Đức hòng cảnh cáo và uy hiếp anh. Thế nhưng, Trần Đức còn chẳng thèm nhìn hắn ta dù chỉ một lần, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại đó, tiếp tục đi về phía trước, bình thản, ung dung, thoải mái. La Văn Sơn và Lâm Tử Huyên cũng ngơ ngác. Hai người bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Trần Đức lại đứng ra vào những lúc thế này, anh. Anh không sợ chết ư. Nên biết rằng thực lực của Lăng Nhất Hải được cả đảo Khốn Long này công nhận, nằm trong bảng thứ nhất đấy. Cảnh giới có yếu hơn Trần Võ Si một chút nhưng cũng không đáng là bao, ít nhất cũng là cao thủ cảnh giới quy nguyên cơ mà. Trần Đức thì sao? Theo thực lực mà anh thể hiện ra, cùng lắm chỉ tới đại năng, dù anh có dấu tài, có quân bài tấy nào đó thì cũng chỉ lên được tới hóa đạo sơ kỳ. Cảnh giới đó mà so với Lăng Nhất Hải có thể nói là một trời một vực, không thể đặt lên cán cân để so sánh. Đảo mắt khắp đảo Khốn Long, người có thể vượt qua Lăng Nhất Hải, dám chống đối hẳn ta chặc. Không quá 10 người. Vậy mà, Trần Đức lại đứng ra, anh thật sự nghiêm túc đứng ra. Tuy hành động có hơi ngốc nghếch, nhưng trong lòng Lâm Tử Huyên vẫn thấy ấm áp, không ngờ được vào những lúc quan trọng thế này, kẻ nói giúp cô ta lại là một người hầu khác họ. Cùng với một tên mới nhặt được trên đường, quen biết không bao lâu. Cùng lúc đó, sắc mặt của Lăng Nhất Hải cũng trở nên khó coi như người chết, âm u đến độ sắp thành mưa, cái tên Lăng Nhất Hải này gắn liền với chữ nhân từ hả. Không thể ngờ được một con kiến hôi mà cũng dám đứng ra chống đối bản tôn. Trong lúc nói chuyện, hơi thở trên người Lăng Nhất Hải hoàn toàn bùng nổ, như núi lửa phun trào, điên cuồng phun dung nham. Hơi thở khủng bố không hề yếu hơn Trần Võ Sỉ là mấy đánh úp tới, bao trùm lấy cả hòn đảo. Mọi người xung quanh chỉ nhìn thấy một con cự thú hồng hoang đứng trước mặt mình, chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân thôi cũng đủ để nghiền nát. Mình, Vương Mâu, Lâm Đông Nhạc cùng với người hầu của họ đứng bên cạnh đều bị hơi thở khủng bố đó đè nén, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Cũng có người bị nguyên khí như đại hồng thủy của Lăng Nhất Hải chút xuống, đè nén khiến họ vãi ra quần. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nhúc nhích được. Chỉ có thể mặc cho thứ chất lỏng hôi thối chảy dọc bắp đùi. Con kiến càng bám cây này, không biết tự lượng sức mình. Danh con, tôi khuyên cậu tốt nhất nên tự hiểu lấy mình, mau xin lỗi cậu Lâm đi, chọc giận cậu Lâm rồi sẽ không thể sống qua hôm nay được đâu. Mạng cậu rẻ mạt, nhưng đừng làm liên lụy đến cô chủ nhà họ làm này. Sắc mặt Lâm Đông Nhạc tái nhợt đến lạ, nguyên khí rất khó dễ vận chuyển, cố gắng nói. Trần Đức, cậu đừng xúc động như thế, mau xin lỗi đi. La Văn Sơn cũng căng thẳng, tuy rằng ông ta đã loáng thoáng cảm thấy Trần Đức có gì đó đặc biệt, nhưng bây giờ đối thủ của anh là Lăng Nhất Hải, không phải là con chó con mèo ngoài đường. Dù anh đặc biệt, nhưng liệu có thể mạnh hơn Lăng Nhất Hải không? Lòng La Văn Sơn đầy lo lắng, cố gắng chịu đựng sự khó thở từ sức ép của Lăng Nhất Hải và cơ thể không cách nào vận chuyển nguyên khí, truyền âm vào thần thức của Trần Đức. Ngông cuồng, đúng là ngông cuồng không sao tả nổi. Sắc mặt âm u của Lăng Nhất Hải lại trở nên nhăn nhó, nhíu mày, khó coi như người chết vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.